thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game tập 9, Trương Tổ Đình tới Kinh Châu, phổ độ thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bùi Khiêm điều chỉnh lại tâm trạng rồi đưa chiếc cúc nhỏ cho Lữ Minh Lượng, chúc mừng. Lữ Minh Lượng sững sờ sau đó mới đứng lên. Hắn không ngờ lại là mình. Lữ Minh Lượng nhìn bao húc, hắn cảm thấy bao húc lão làng hơn mình, có tư cách nhận chiếc cúc này hơn. Bùi Khiêm đoán được điều hắn muốn nói nên khẽ lắc đầu, đây là kết quả do mọi người bình chọn, người xứng đáng. Lữ Minh Lượng thoáng do dự rồi mới nhận cúc chiếc cúp không lớn nhưng nặng chiếu đây chính là cảm giác lúc anh hoàng nhận cúp nhân viên xuất sắc nhất sao lữ minh lượng cảm thấy đây không phải là một chiếc cúp đây là sự tín nhiệm của tổng giám đốc bùi đối với mình là trách nhiệm nặng nề thoáng chốc muôn và lời nói hiện lên trong đầu nhưng hắn không biết nên nói gì bùi khiêm lại nhìn cái tên thứ hai bao hút đây cũng là chuyện hết cách dù sao người chế tác trò chơi do lữ minh lượng phụ trách là chính sau đó ra phiên bản mới rồi làm game mới tuy bao hút cũng dốc sức không ít nhưng dù sao lữ minh lượng cũng là giám đốc kế hoạch lộ mặt trước mọi người rất nhiều Tuy bao hút không lộ mặt quá nhiều nhưng dù là trải nghiệm game hay là chạy thử game chi tiết, hắn đều dốc sức nên vẫn được xếp vào hàng top trong danh sách bình chọn nhân viên ưu tú, nhận được thành tích thứ hai. Vậy là lại xuất hiện tình huống ngượng ngùng này. Bùi khiêm im lặng nhìn bao hút lộ nụ cười hiền từ. Người anh em, thật sự không phải ta nhằm vào người. Đây là lựa chọn của mọi người. Phát hiện bùi khiêm nhìn về phía mình rồi dừng lại, bao Húc hơi hốt hoảng. Vãi, không phải ta nữa chứ. Lần trước nghỉ có lương một tháng, bao hút chạy khắp cả nước muốn hộc máu, sau khi trở về cảm thấy mình bội chi khoản thời gian ra ngoài cả năm rồi kết quả chưa nghỉ được mấy tháng đã đến nữa rồi bao húc vội nói tổng giám đốc bùi ta từng nguyện bỏ slot xin nhượng nó lại cho người nào cần hơn bùi khiêm lắc đầu nhường tới nhường lui vị bỏ phiếu có ý nghĩa gì kết quả bỏ phiếu không thể thay đổi nên là của ai thì của người đó hai hôm nay về sắp xếp hành lý đi bao húc hoàng tổng giám đốc bùi ta đã chạy khắp danh lanh thắng cảnh trong nước một ven rồi ta check in cả rồi có ảnh và định vị làm chứng thật sự không còn nơi nào đi được nữa Bùi Khiêm mỉm cười, gần như đi hết danh lam thắng cảnh trong nước rồi. Thế mai đi làm thủ tục visa ra nước ngoài xem thử, xem phong tình nước ngoài, cũng cảm nhận khai sáng văn hóa thế giới, học tập kinh nghiệm chế tác game của các quốc gia phát triển phương Tây. Bao Húc còn muốn nói gì đó, Bùi Khiêm đã nói trước, quyết định vậy đi, ngày mai đi làm visa thôi. Bao Húc, đúng là ngày chó má. Bao Húc cảm thấy toàn thân bất ổn, ta thật sự không muốn ra ngoài. Tổng giám đốc Bùi, dù ngươi bảo ta tăng ca ta cũng chịu, nhưng nhiều biểu cảm của tổng giám đốc Bùi rõ ràng một khi quyết định thì không thể thay đổi. Bình chọn và khen thưởng nhân viên ưu tú là quy tắc đã đặt ra từ trước, nói cách khác đây cũng là một hình thức dám cược dám chịu. Bao Húc im lặng nghĩ lần này nghỉ một tháng có lương về nhất định phải nói rõ với mọi người, đừng bao giờ bầu ta làm nhân viên ưu tú nữa. Dù là một triệu quỹ ước mơ hay nghỉ một tháng có lương ta đều không vui, xin mọi người bình chọn lý trí, bầu cho người cần hơn đi. Nhưng giờ nói mấy cái này đã không kịp nữa rồi, hắn chỉ có thể sau khi nghỉ có lương về rồi từ từ tới nhận tư tưởng của mọi người. Bùi khiêm lại nhìn Lữ Minh Lượng, nói vài câu đi, nếu là người khác được làm nhân viên giỏi nhất có thể bùi khiêm sẽ chúc phúc chân thành thậm chí còn cười lên nỗi đau người khác nhưng lữ minh lượng được làm nhân viên giỏi nhất khiến bùi khiêm hơi quyến luyến tóm lại là tâm trạng rất phức tạp lữ minh lượng giơ cúp lên hơi kích động nói ta nhận cúp mà thấy lòng hơi hổ thẹn ta có được thành tích này chủ yếu là nhờ tổng giám đốc bùi đưa ra phương hướng thành công còn ta vẫn luôn nghiêm túc tuân theo chỉ thị của tổng giám đốc bùi ta nghĩ dù là ai đảm nhận vị trí giám đốc kế hoạch chỉ cần từ đầu đến cuối kiên quyết nghe theo suy nghĩ chiến lược của tổng giám đốc bùi thì nhất định có thể đạt được thành tựu hy vọng đằng đạt ngày càng phát triển cảm ơn mọi người trong văn phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt bùi khiêm cũng bất giác thật lòng khen ngợi những người khác người xem kìa nói đúng lắm tuy không đồng ý hoàn toàn với mấy câu này của lữ minh lượng nhưng trong đó có một câu bùi khiêm cực kỳ muốn nghe dù ai nhận vị trí giám đốc kế hoạch nhất định phải nghe lời tổng giám đốc bùi đây cũng là hy vọng của bùi khiêm hắn lo lắng điều gì nhất chính là lo nhân viên không nghe lời lần nào cũng tự bổ não suy nghĩ của hắn quá mức tự sáng tạo ra điểm mới cho game kết quả mỗi lần game làm ra đều hoàn toàn trái ngược với mong đợi của bùi khiêm mà như lữ minh lượng tuy game vẫn thành công điều này có hơi tiếc nhưng thái độ tốt hơn đám hoàng tư bác và bao húc nhiều tiểu lữ thật sự là nhân viên tốt đáng khen bùi khiêm mỉm cười hỏi một triệu quỹ ước mơ đã nghĩ sẽ tiêu thế nào chưa lữ minh lượng hơi do dự à tổng giám đốc bùi ta nghĩ thế này một là việc nghiên cứu và phát triển quay đầu là vừa đang đến giai đoạn quan trọng ta phải ở lại tiếp tục hoàn thành công việc trong giai đoạn này. Với lại ta cũng chưa nghĩ xong rốt cuộc phải làm gì, ngoài game hình như ta cũng chẳng giỏi lĩnh vực nào khác. Nên hay là gác lại chuyện này đi, số tiền này cứ để chỗ ngươi trước, bao giờ ta nghĩ xong rồi tính. Bùi khiêm cao mày. Tạm gác lại. Thế sao được? Tiền của ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi không tiêu mà được à? Với lại quy định là quy định, đây mới là lần bình chọn nhân viên ưu tú thứ hai đã xảy ra chuyện. Thế sau này ta còn làm được không đây? Truyền thống ưu tú đào thải vị trí đầu tiên còn tiếp tục được không đây? tóm lại là lan qua lộ lại chiếc điện thoại này nhiều lần thực hiện xong một quy trình tiêu chuẩn cắt ghép đơn giản cho vài cái filter tải lên hoàn tất xong rồi hoàn thành công việc bùi khiêm vươn vai làm việc thật là mệt nói thật cường lực của thần hoa n 7 làm rất tốt mặt sau còn chắc hơn điện thoại pineapple một chút bùi khiêm không dễ dàng cậy mở cả mặt sau giống lần trước khá là tốn sức có điều có công lực mạnh cho ra kỳ tích trên thế giới này không có điện thoại nào mà tổng giám đốc bùi không tháo được sau khi tất cả đã hoàn thành Bùi Khiêm cảm thấy thời gian còn ngắn hơn so với dự tính của mình, vẫn còn có thể làm chút việc khác. Hừm, vừa đúng lúc, hay là hôm nay cũng làm điện thoại chính hãng MSC luôn đi. Sau đó, tạm dừng không làm điện thoại nữa, có thể làm thử sản phẩm kỹ thuật số khác, như các loại tai nghe, máy ảnh, laptop, đều có thể đưa vào phạm vi suy xét. Bùi Khiêm ngáp dài, mở một lon coca để lên tinh thần, tiếp tục làm chiến thần review kỳ thứ ba. Phát hai kỳ cùng lúc chắc chắn là không thích hợp, Bùi Khiêm dự định đợi ngày mai xem thử phản ứng của video kỳ này, nếu phản ứng tốt, Vậy thì ngày mai hoặc ngày kia lại phát kỳ MSC. Sau khi chiến thần review kỳ thứ hai thần hoa N7 được tải lên Ali rất nhanh những người xem chú ý đến tài khoản này lúc trước nhận được đề xuất. Tuy rằng nói hiện nay fan của tài khoản chiến thần review này không nhiều, nhưng rất nhiều người sau khi xem tiếp một kỳ một đều rối rít quan tâm, cho nên sau khi kỳ 2 ra khu bình luận rất nhanh đã có tiếng vang. Go, kỳ 2 ra nhanh vậy à? Lần trước là Pineapple 4, lần này là thần hoa N7, số lượt xem hai kỳ video cộng lại cũng không đến nghìn kết quả giá trị của hai kỳ video trực tiếp tăng lên một vạn. Bài nếp bổ 4 gần 5.000 nhân dân tệ, thần hoa N7 là 4.199, cộng là hơn 9.000 rồi, chỉ có thể nói, thế giới của Phú Hào chúng ta không hiểu. Không phải là đăng lại chứ? Không phải đăng lại, không tìm được tài khoản chiến thần review ở nơi khác, hình như Ali giao là trang chính. Đúng là thủ hào thật mà. Không nói cái gì nữa, like và share, với phí tổn của video này vẫn phải ủng hộ một fan. Rất nhiều người xem đang không ngừng chia sẻ. Có sự tích lũy của video kỳ thứ nhất, người xem của video kỳ này đã nhiều hơn một chút. Hơn nữa, đoạn thời gian gần đây không có họp báo của sản phẩm mới gì, khu kỹ thuật số luôn có hơi trầm lặng, không có gì mới. Video này vừa hay tải lên vào thời gian này, đương nhiên nhận được nhiều quan tâm hơn. Với cả bản thân video còn bao gồm các từ khóa như chiến thần, review, thân hoa n bảy, nếu như có người tìm kiếm từ tương tự cũng sẽ tìm ra video này. Buổi tối, bằng thành, hồ tiêu vừa kết thúc bát tổ với một giang cư mận nhiệt tình trên diễn đàn, tâm trạng còn hơi khó hồi phục. Với tư cách là người sáng lập hiểu hộ review, cuộc sống của Hồ Tiêu cũng tính là thoải mái, dù sao thì quần chúng bây giờ rất dễ lừa gạt, tiền của fan rất dễ kiếm, rất nhiều công ty nước ngoài cho tiền cũng rất hào phóng. Là một hộ bôi đen thần hoa chuyên nghiệp, Hồ Tiêu luôn coi chê tới chê lui thần hoa là nhiệm vụ, nhưng điện thoại của thần hoa lại càng bán càng tốt, điều này thực sự khiến hắn tức giận. Thế nên, trận bát tổ với một giang cư mạng nhiệt tình trên diễn đàn vừa rồi đã kết thúc bằng cách hỏi thăm họ hàng thân thuộc của đối phương một cách ân cành. Hồ Tiêu mở khu kỹ thuật số của Ali chuẩn bị tùy tiện lướt xem có video gì mới không. Hừm, chiến thần review kỳ thứ hai, thần hoa N7. Chưa từng nghe nói về đội ngũ review này, mới đến à. Mang theo một chút nghi ngờ, hồ tiêu mở video. Video không dài, tổng cộng khoảng 10 phút, tuy rằng phần lớn nội dung đều được quay một mạch, nhưng vẫn có thể nhìn được một số dấu vết cắt nối khá sơ sài. Chính là nội dung này suýt chút nữa đã khiến hồ tiêu cười ra tiếng. Con mẹ nó đây mà gọi là review à. Đây là kiểm tra bạo lực mới đúng. Ngâm nước trước, sau đó ném, sau đó dùng dao trẻ tháo rỡ cuối cùng càng mắc cười hơn cầm tua vít cậy dọc theo vết nứt của vỏ sau nguyên linh kiện tháo ra bên trong thể hiện một nguyên tắc lực mạnh cho ra kỳ tích đằng nào cũng không quan tâm dây ở phía sau đã kết nối chưa cũng không quan tâm có keo hay không cứ thế mà khởi thôi đều có thể rõ ràng nhìn thấy gân xanh lộ ra trên tay người này có thể thấy được người này đã dùng sức cỡ nào đợi đến khi thật sự không có cái gì có thể tháo rỡ điện thoại này cũng hoàn toàn hỏng luôn rồi quả là không khác gì hiện trường tai nạn giao thông cái hấp dẫn nhất là người đăng này còn nói phải phục hồi điện thoại như cũ kết quả lại đừng hoàng tuông ngược đoạn video tháo rỡ bạo lực kia về làm hay lắm nhìn thấy nệm điện thoại thần hoa như vậy liền thoải mái chia sẻ cho hắn cái ta cũng muốn đập nhưng không có tiền vừa mới cãi nhau với giang cư bận ủng hộ điện thoại thần hoa xong hồ tiêu vẫn nén một bụng cơn tức chưa giải tỏa ra hết bây giờ nhìn thấy một video vừa ném vừa đập điện thoại thần hoa tâm trạng vô cùng tốt không nói nhiều chia sẻ bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim Tiêu Hồ review của Hồ Tiêu hoạt động chủ yếu ở Weibo, nhưng tài khoản trên Elisao cũng có 300 đến 400 nghìn fan. Tuy số lượng fan không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu của mỗi người đều rất tốt. Mà Hồ Tiêu còn liên hệ đến đoàn đội seeding Đình chuyên môn muốn nhắc lên chút sóng gió đúng là một bữa ăn sáng. Sau khi chia sẻ video, còn chèn thêm một câu: Thổ Hào tức giận ném thần hoa N bảy, thực ra là bởi vì viết xong câu này, Hồ Tiêu bật cười. Câu nói này khiến rất nhiều người không biết sự thật nhìn thấy sẽ cảm thấy là Thổ Hào mua thần hoa N bảy. Kết quả quả lại không hài lòng với chiếc điện thoại này, cho nên mới tức giận ném đi. Việc này làm không được hay cho lắm, nhưng cũng không quá phận, nhiều nhất chỉ tính là hành vi của một đám theo tiêu để giật cân bình thường, không đến nỗi giận đến cư dân mạng đều phẫn nộ, khiến hổ Tiêu bị toàn mạng chửi. Nếu thật sự có người tìm đến cửa thì có thể lấy câu trò đùa để hóa giải, người nghiêm túc thì người quá nhạy cảm, là ngươi làm phức tạp vấn đề. Đây chính là cảnh giới cao nhất của người xấu. hổ Tiêu đã rất thông thạo với việc này. Sau khi chia sẻ xong, Hồ Tiêu cũng không nhịn được sinh ra một nghi vấn, Chiến Thần review này rốt cuộc là đoàn đội nào làm review giống hồ tiêu bình thường đều là nhận được tài trợ lấy không cái điện thoại nhưng chiến thần review này rõ ràng không phải thế nếu thần hoa thật sự để đội ngũ review này quảng bá làm sao có thể không có yêu cầu về nội dung để hắn làm hư hại điện thoại của mình huống hồ trong ngành đều biết thần hoa không thích tìm đội ngũ review hồ tiêu cũng bởi vì không nhận được tài trợ gì từ thần hoa nên mới dần vì yêu sinh hận trở thành chuyên nghiệp bôi đen không có não vậy không lẽ đội ngũ review này là tự bỏ tiền túi làm vừa mắt người mà trước khi kiểm tra chiếc điện thoại đó có màn hình sáng sau khi ngâm nước cũng tiến hành một loạt thao tác rõ ràng không phải máy mô hình là máy thật là một tiết mục phá hỏng một cái máy thật thế giới của người có tiền không hiểu được hồ tiêu cũng không quá để chuyện này trong lòng tâm trạng thoải mái khẽ hát đi rửa mặt buổi sáng ngày hôm sau bùi khiêm ngủ cho tới khi tự nhiên tình bật dậy nhìn đồng hồ đã là hơn 10 giờ sáng sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi tùy ý là một ít đồ ăn sáng vừa ăn vừa lướt điện thoại muốn xem xem dạo gần đây có chương trình gì mới không Kết quả là một lướt đơn giản này, phát hiện trên tài khoản của chiến thần review đăng một chuỗi các thông báo. Bùi khiêm sững sờ, sau khi xem xét chi tiết, video này nằm trong top trending thuộc lĩnh vực kỹ thuật số. Hơn nữa việc phát sóng, bullet screen, bình luận đều không thể so sánh với nhau được. Tình huống gì đây? Buổi tối chẳng phải vẫn chưa có ai quan tâm à? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bùi khiêm hơi mù mờ. Phản ứng đầu tiên của hắn là gặp họa rồi, video này lại hot rồi. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, đây là video hắn móc tiền túi của mình ra để làm, chứ không phải dùng quỹ hệ thống. Toàn bộ số tiền kiếm được từ kế hoạch khích lệ đều là của bản thân, đây là chuyện tốt, không cần yêu sầu. Càng hot, càng kiếm được nhiều tiền. Bùi khiêm vui mừng ngay tức khắc, nhấp vào phần bình luận. Bùi đen điện thoại thần hoa thì có tiền à? Giống như hiểu hồ review, làm chó cho nước ngoài. Hai, chỉ có thể nói là chất lượng điện thoại sản xuất trong nước vẫn chưa ổn, người xem nắp lưng này, vừa đụng là vỡ. Bố cục bên trong cũng dối quá đi, bớt xén nguyên vật liệu, bản chất một phân xưởng thủ công nhỏ không thể nào thay đổi được cái này có thể lôi vấn đề chất lượng vào ư đề nghị ngươi xem video của người đăng ký trước điện thoại của bài bổ vỡ còn nhanh hơn ấy chứ mọi người xem xong đừng lỡ tay làm tổn thương người khác người đăng này không nhắm vào điện thoại của thần hoa trước đây còn đăng một kỳ về điện thoại của dứa cảm giác như bị sát mũi ấy nhỉ ta đang nghĩ người đăng cũng không nói xấu điện thoại thần hoa đây chẳng phải là quy trình cơ bản để hắn review thẳng thắn à bùi khiêm xem liên tiếp mấy dòng bình luận xem đến nỗi có chút lơ ngơ đùa cái quái gì thế sao lại cãi nhau rồi Độ hot của video này rất cao, nhưng rõ ràng không phải là độ hot bình thường, hoàn toàn là độ hot của việc mọi người cãi cọ lẫn nhau. Có người chửi điện thoại thần hoa, có người phản bác, cũng có người khó hiểu, tóm lại là phần bình luận xuất sắc cực kỳ. Đối với các nhãn hiệu điện thoại, Bùi Khiêm không có quá thích cái nào, đối với kiểu sự việc cấu xé lẫn nhau này, hắn cũng không có hứng thú, nhưng sơ qua một lượt phần bình luận này vẫn tìm ra được người đổ thêm dầu vào lửa đứng sau lưng chuyện này. Người đang sớm nhất chia sẻ video này là một tài khoản chính thức có tên hiểu Hồ Review, cũng chính vì câu mô tả thêm mắm thêm muối về kết cấu mà khiến rất nhiều người hiểu sai ý nghĩa thực sự của video này. Tiến tới việc chưa xem video mà cũng bắt đầu mắng chửi không suy nghĩ, làm mùi Khiêm vô tội nằm cũng trúng đạn. Mùi Khiêm kích vào trang chủ của vlogger này, đây chính là một chương trình review nhìn có vẻ bình thường, nhưng từ trong ra ngoài đều xuyên suốt một loại cảm giác để kiếm sống. Về chuyện tinh vi quá ha, đây cũng được coi là nhân tài. Ừm, có thể ghi chép cái này vào cuốn sổ nhỏ không chừng sau này còn có thể dùng đến. Bùi Khiêm ghi nhớ phương tiện truyền thông review này, mấy thể loại chuyên bôi đen người khác thế này, lấy tiền làm việc là chuyên nghiệp nhất, không chừng sau này còn có thể giúp tổng giám đốc Bùi một tay. Bùi Khiêm cũng không để ý, nổi danh tiếng xấu thì cũng là nổi cả. Mọi người cứ mắng chửi, dù sao ta cũng không xem phần bình luận, từng kỳ một làm các chương trình theo từng tập, độ hot vẫn sẽ tăng dần dần thôi. Các người tự cãi nhau, không liên quan đến chuyện của tổng giám đốc Bùi. Đến lúc đó cho dù không có ai tặng xu thường, thì căn cứ theo lượng phát sóng cũng vẫn có thể nhận được một số kế hoạch khích lệ, cho dù số tiền không nhiều, nhưng làm tiền tiêu vặt cũng không tồi. Suy cho cùng, tất cả kinh phí cho chương trình kỳ này đều là do tổng giám đốc Lâm tài trợ, Bùi Khiêm đầu tư rất ít nhưng kiếm lời lớn. Vậy thì tốt, thừa dịp mọi người đang có hứng thú đăng MSC kỳ này lên luôn. Ba chiếc chính hãng, chắc chắn độ hot sẽ cao. Mà ở một bên khác, Hồ Tiêu đang chỉ huy fans của mình và cư dân mạng nhiệt tình tích cực tranh luận. Loại chuyện dơ bẩn như thế này, chắc chắn hắn không thể tự mình làm được sẽ ảnh hưởng lớn đến hình tượng cá nhân, nhưng vẫn cần bí ẩn một chút. Không biết vì sao người ở phần bình luận lại kích động như vậy. Chia sẻ video này vốn chỉ với thái độ giải trí, nhiều người cứ thích suy diễn, liệu có phải bị mắc chứng bệnh hoang tưởng bị hại rồi không? Hơn nữa, ta cũng chỉ cảm thấy video này được làm rất thú vị, việc gỡ xuống một cách bạo lực này cũng có thể ngẫm ra một số thứ, bao gồm độ mạnh về cấu trúc của điện thoại, chất lượng và cách sắp xếp các loại linh kiện bên trong. Thực ra có thể nhìn ra được từ video này, không phải nói điện thoại thần hoa làm không tốt, chỉ có điều so sánh với sừng lớn ở nước ngoài như msc thì vẫn có chỗ cần cải thiện cũng như chiếc nắp lưng này không nói tới việc bớt xén nguyên liệu mà rõ ràng là nó không được làm cẩn thận đụng chạm hai lần là nứt nếu là điện thoại của msc thì không có nhiều khả năng xảy ra vấn đề này bao gồm một số chi tiết cấu trúc bên trong trình độ nghiên cứu vật liệu sử dụng phải thấy rõ được khoảng cách rất lớn còn tồn tại của chúng ta không phải vô cớ mà điện thoại của thần hoa rẻ hơn một số chiếc chính hãng của sừng lớn ở nước ngoài sau khi mượn dao giết người xong hồ tư cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên bí ẩn một phen cũng rất thoải mái. Sau khi chia sẻ xong dòng này, Hồ Tiêu thông thả đi dạo trong phòng khách, ăn một chút hoa quả, đợi xem phản hồi của mọi người. Sau nửa canh giờ, Hồ Tiêu trở về trước máy tính, mở bình luận ra. Kết quả vừa nhìn, lông mày của Hồ Tiêu đã cao lại, cảm thấy cách chém gió này hình như không đúng lắm. Ha 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 ha, phối hợp quá tốt đi, đúng không? Vừa đăng trạng thái xong đã bị vào vào mặt rồi. Chính hãng của MSC còn chưa bằng của thần hoa đâu, vừa đụng vào là vỡ rồi nhé. Buồn cười chết mất, tầng bốc MSC. Thực ra vlogger người ta đối xử bình đẳng, ba chiếc điện thoại đều đã sản xuất rồi chỉ là chưa tung ra, không ngờ chứ hả. Nhìn thấy nhiều bình luận cười trên nỗi đau của người khác như vậy, Hồ Tiêu có hơi sững sờ. Tình huống gì đây? Hắn vội vàng kích chuột mở khu góp ý của chiến thần review, phát hiện vào lúc chỉ 2, 3 phút sau khi hắn đăng dòng trạng thái này ra, vừa hay gửi đến một thông báo mới. Chiến thần review kỳ thứ ba, MSCB90. Nội dung của video kỳ này vẫn giống như trước, ngâm nước, rơi từ trên cao xuống, gõ nắp lưng, tháo phần cứng kết quả là hồ tiêu không thể nào ngờ được kỹ thuật của mscb 9 không còn không bằng thần hoa bắt đầu từ việc ngâm nước đã có chút khó khăn rồi trạng thái bật máy và cho vào trong nước một khoảng thời gian cũng như vậy sau khi lấy ra trên bề mặt không nhìn thấy trở ngại gì nhưng người đang review sử dụng một chút thì âm thanh truyền phát có hơi không rõ hơn nữa màn hình cảm ứng cũng không nhạy rõ ràng là đã xuất hiện vấn đề mặc dù người đang không quá vướng mắc về điểm này nhưng người xem bullet screen có thể thấy rất rõ điều đó tiếp sau là phân đoạn thả rơi từ trong không trung và dùng dao gõ nắp lưng biểu hiện không tốt như trước chính hãng của thần hoa hơn nữa sau khi tháo tình trạng các bộ phận bên trong vô cùng phức tạp thậm chí là hơi lộn xộn đương nhiên lộn xộn thì cũng có thể cho rằng do cấu tạo tinh xảo phức tạp chuyện này nói thế nào cũng có lý nhưng mấu chốt là nắp lưng của msc đúng là không bằng thần hoa nắp lưng của thần hoa tốt xấu gì cũng phải nhấc dao gõ ba bốn cái mới bị nứt còn nắp lưng của msc chỉ cần gõ một cái cũng thấy rõ vết nứt dễ dàng cậy ra độ cứng của nắp lưng điện thoại phụ thuộc vào chất liệu nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa nắp lưng điện thoại càng bền chắc thì tính bảo hộ điện thoại càng tốt mà trước đây hồ tiêu đã đặc biệt nói rằng nắp lưng điện thoại của thần hoa không bền so với một số xưởng lớn ở nước ngoài như msc có cách biệt kết quả là bị vả vào, vào mặt với tốc độ ánh sáng hồ tiêu có hơi sững sờ mặc dù hắn là reviewer nhưng hai mã điện thoại này vừa mới tung ra trên thị trường chưa lâu hơn nữa việc review của một đội ngũ review thông thường đều nhìn vào các hạng mục thông số của điện thoại ngay cả khi tháo ra cũng phải thật cẩn thận cắt gỡ keo dán niêm phong sau khi làm nóng nắp lưng không ai lại đi dùng cách bạo lực như vậy để thử nghiệm nắp lưng của mã điện thoại nào cứng hơn hồ tư chỉ là tùy tiện tung hô lớp vỏ sau của điện thoại thân hoa ai mong ngờ được vlogger này cập nhật một kỳ video với tốc độ ánh sáng trùng hợp như vậy hơn nữa điều này hiển nhiên không phải nhằm vào hắn sau khi hồ tiêu đăng dòng weibo này hai phút sau bên kia đã cập nhật video đây rõ ràng là bơm vào đúng lúc một ngụm máu tươi tắc nghẹn trong cổ họng hồ tiêu mẹ đó vlogger của chiến thần review này sao lại lấy oán trả ơn rồi ngày 3 tháng 8, bùi khiêm đưa lữ minh lượng theo đến bưu cục nghịch phong gần sân trang minh vân đã qua 3 tuần kể từ khi khái niệm về bưu cục nghịch phong được đề xuất từ tháng trước cho đến hiện tại tính cho đến nay rất nhiều bưu cục nghịch phong đã tấp nập khai trương công việc chuẩn bị cho giai đoạn đầu tương đối rắc rối toàn bộ 100 bưu cục nghịch phong này đều phải tuyển dụng bưu cục trường nhân viên chuyển phát nhanh phải mua giá để hàng vào văn phòng phẩm còn phải gửi lời chào tới các công ty chuyển phát nhanh chuyên ngành tùy chỉnh phần mềm hàng hóa xuất nhập kho may mà bận tới hiện giờ phần lớn các bưu cục nghịch phong đều coi như có thể chính thức bắt đầu vận hành rồi Bùi Khiêm rất chú trọng vấn đề này, suy cho cùng, theo như hắn thấy sản xuất game có rủi ro, hơn nữa là rủi ro rất lớn, một khi không cẩn thận là có thể kiếm lời rồi. Nếu thật sự muốn lỗ nhiều tiền, vẫn phải hy vọng vào nghịch phong logistic này vậy. Loại ngành công nghiệp tập trung nhiều lao động này, trong mắt Bùi Khiêm chỉ đơn giản là ngành công nghiệp mặt trời mọc từ sau khi xuất hiện đến giờ vẫn luôn thua lỗ tại tác cờ quay nét phi, chính là một ví dụ điển hình về thành công. Tất nhiên, các cờ quay nét phi cũng không hoàn toàn không có người đến ăn, người đặt món cũng dần dần tăng theo xu thế, hơn nữa cũng rất nhiều khách hàng quay lại, nhưng do bản thân chi phí nhân lực và tình trạng thất thoát, hư hại dụng cụ ăn tương đối nhiều, nên chỉ khi lượng người tiêu dùng đủ lớn mới có khả năng trang trải những chi phí này và lợi nhuận thực tế. Hơn nữa, mức độ nổi tiếng của tác cờ quay nét phi dù đã dần dần tăng lên, nhưng người đến gọi đồ ăn ở xung quanh ngày càng nhiều, muốn mở rộng khu vực lớn hơn nữa thì chi phí nhân lực cần thiết cũng phải tăng lên gấp bội. Vì thế, cho đến nay tác cờ quay nét phi vẫn thua lỗ liên tục, điểm này được duy trì khá tốt, có kinh nghiệm về sự thành công này tất nhiên Bùi Khiêm sẽ đặt nhiều kỳ vọng vào Nghịch Phong Logistics. Hôm nay đưa Lữ Minh Lượng đến đây, chính là để hắn làm quen với nghiệp vụ, tiếp nhận công việc này càng sớm càng tốt. Mỗi bưu cục trong 100 bưu cục Nghịch Phong giai đoạn đầu đều có ít nhất 3 nhân viên, một bưu cục trưởng, phụ trách các công việc như làm việc đúng giờ trong cửa hàng, tiếp nhận chuyển phát nhanh của công ty khác, xuất, nhập kho, đợi khách hàng tới lấy, quảng bá thương hiệu sản phẩm. Hai nhân viên chuyển phát nhanh, chỉ tính riêng chi phí tiền lương của nhân viên cũng lên tới hơn chục nghìn bởi vì chuyển phát nhanh có thể được trích phần trăm nhất định từ các công ty chuyển phát nhanh khác, lợi nhuận này cơ bản có thể chống đỡ được tiền thuê nhà của Du cục Nghịch Phong, vì vậy ít nhất 100 đu cục Nghịch Phong này có thể khiến tổng giám đốc Bùi mỗi tháng thua lỗ hơn 1 triệu. Về phần địa chỉ của những đu cục Nghịch Phong này, chủ yếu ở khu tập trung dân cư và kinh tế phồn thịnh của thành phố Kinh Châu. Suy cho cùng thì theo Bùi Khiêm thấy, đây hoàn toàn là một tiện ích công cộng, để phục vụ nhiều người hơn thì tất nhiên phải mở cửa ở nơi có nhiều người. Đương nhiên bản thân Bùi Khiêm cũng có tin tức riêng, ở tiểu khu nơi bố mẹ hắn ở gần đại học hán đông đều đã mở bưu cục nghịch phong bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim như vậy sẽ đảm bảo dù bùi khiêm ở đâu cũng đều có nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng tới tận cửa không cần bản thân phải chạy đi lấy đối với thần hoa hào cảnh và quán cà phê internet netfi về cơ bản các công ty chuyển phát nhanh đều sẽ giao đến quầy lễ tân vì vậy không cần thiết phải mở bưu cục nghịch phong đến bưu cục nghịch phong của sơn trang minh vân trước hết bùi khiêm nhìn vào bộ mặt của cửa hàng bưu cục này mở ở phía sau quán cà phê internet netfi thuê một cửa hàng bình thường với vị trí rất được gần đó chính là các quán bar và casino vừa mới trang trí xong sắp bắt đầu kinh doanh mặc dù địa điểm này ban đầu rất vắng vẻ nhưng ba cửa hàng này vừa mới khai trương thì việc như vậy không thể giải thích được về việc tại sao lại lựa chọn vị trí như vậy chủ yếu là do bưu cục nghịch phong không phải là cửa hàng nghiêm khắc mà nói nó chỉ là một nhà kho cho nên vị trí có đẹp đến đâu đi nữa cũng không thể kiếm được tiền mà ngược lại còn có thể phải tốn rất nhiều tiền để thuê cảm giác đầu tiên khi lữ minh lượng và bùi khiêm đến bên ngoài bưu cục nghịch phong đó là vẫn còn rất sốc xem ra địa điểm này khá cao vốn dĩ lữ minh lượng nghe nói bản thân phụ trách logistics theo bản năng bèn nghĩ ngay đến phương diện chuyển phát nhanh kia hắn đã thấy một số chi nhánh của x express đều không chú trọng tất cả các phương diện thậm chí ngay cả bảng hiệu cũng rất qua loa còn có một số bảng hiệu không treo lên hẳn hoi về phần bên trong chi nhánh nói trắng ra thì đó là một cái kho trồng chất đủ các thứ đồ linh tinh lủng cùng không ai quét dọn bụi bặm khắp nơi nhân viên chuyển phát nhanh mặc quần áo lao động nhếch nhác bẩn thỉu vừa đá vừa ném những hộp hàng chuyển phát nhanh rối tinh rối mù chuyển lên trên xe điện ba bánh sau đó trở đến các khu lân cận nhưng đó đều là dáng vẻ của các chi nhánh chuyển phát nhanh khác ở trong bưu cục nghịch phong hoàn toàn không giống như vậy cửa hàng thuê tương đối đẹp đẽ biển hiệu bên ngoài cũng được đặt làm thậm chí còn làm một chữ tiếng anh u pintation khi thế bức bách này thậm chí còn lấn át quán bar bên cạnh tất nhiên quán bar bên cạnh trang hoàng lộng lẫy hơn hoặc là nói hoa hòe hoa sói hơn một chút còn bưu cục nghịch phong trang trí tương đối giản dị có khuynh hướng cảm xúc không bắt mắt như thế nhưng xét từ mặt đẳng cấp thì hoàn toàn không thua kém ở cửa bưu cục có hai chàng trai mặc đồng phục chuyển phát nhanh và bưu cục trưởng của bưu cục này đã đợi sẵn ở bên ngoài để tiếp đón bên cạnh là hai chiếc xe ba bánh điện dùng để chuyển hàng giá không đến ba nghìn cũng coi như chi phí đầu tư ban đầu những chiếc xe ba bánh này đều được đặt làm bên trên còn có logo của bưu cục nghịch phong xuyên qua ô cửa kính có thể thấy tình hình bên trong bưu cục nghịch phong chỗ vừa bước vào tới cửa chính là một quầy hàng lớn để mua dàn máy tính đẹp đẽ bình thường bưu cục trường làm việc ở phía sau quầy hàng trên quầy hàng có một số văn phòng phẩm đơn giản còn có một máy quét mã vạch đặc biệt chỉ quét mã vận đơn ở trên bưu kiện chuyển phát nhanh là có thể nhanh chóng hoàn tất thao tác nhập kho xuất kho còn vị trí ở bên trong là từng dãy giá để hàng được đánh dấu và phân khu dựa vào kích thước khác nhau của bưu kiện chuyển phát nhanh sau khi nhập kho sẽ tự động phân chia đến các khu vực không giống nhau để tiện cho việc tìm kiếm một số bưu kiện quá cùng kềnh sẽ có vị trí lưu trữ đặc biệt sau khi xem xong Lữ Minh Lượng chỉ có một cảm giác, đỉnh của chóp mang phong cách rất tây, khác biệt rõ ràng với các công ty chuyển phát nhanh khác. Bưu cục trưởng báo cáo đơn giản với Bùi Khiêm và Lữ Minh Lượng về tình hình chuẩn bị trong giai đoạn đầu, cùng với trạng thái đưa vào hoạt động hiện tại của bưu cục. Bưu cục vẫn thực hiện chế độ làm việc 8 tiếng như bình thường, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nếu gặp phải tình huống đặc biệt thì sẽ có chi phí tăng ca được tính thêm. Đồng thời, dựa vào số lượng bưu kiện phát đi, lượng đánh giá của mỗi nhân viên chuyển phát nhanh sẽ có tiền lương hiệu suất được tính thêm. Công việc hàng ngày của hai nhân viên chuyển phát nhanh là không ngừng giao những bưu kiện chuyển phát nhanh trong bưu cục đến tận cửa, khi rảnh rỗi, có thể dọn dẹp vệ sinh. Còn công việc của bưu cục trường dườm già hơn một chút, ngoài công việc cơ bản là xuất, nhập kho hàng hóa, còn phải hạch toán số lượng bưu kiện chuyển phát nhanh gần đây của bưu cục, phụ trách giao dịch với các nhân viên chuyển phát nhanh của các công ty chuyển phát nhanh khác, thậm chí là phải quảng bá bưu cục nghịch phong tốt hơn nữa đến các khu vực xung quanh. Đương nhiên về cụ thể những công việc này, Bùi Khiêm cũng không đưa ra yêu cầu cứng nhắc nào, có một số bưu cục trưởng làm không như ý bùi khiêm cũng sẽ không quá để tâm xem ra bưu cục trưởng và hai nhân viên chuyển phát nhanh rất có tinh thần bọn họ đều có kinh nghiệm làm việc tại các công ty chuyển phát nhanh khác lần này đến đây chủ yếu là vì mức lương mà nghịch phong logistics đưa ra hiển nhiên cao hơn các công ty chuyển phát nhanh khác hơn nữa môi trường làm việc bên này đối với họ cũng là một điểm cộng nghịch phong logistics không cần phải chạy cả một thành phố như công ty chuyển phát nhanh khác chỉ cần chuyển phát nhanh trong một khu vực nhỏ là được rồi về tương đối cũng không đến nỗi mệt sau khi xem sau một lượt hai người bùi khiêm và lữ minh lượng quay về quán cà phê internet Netfee mỗi người gọi một cốc cà phê uống sau này những việc của bưu cục nghịch phong đều do ngươi phụ trách có vấn đề gì thì trực tiếp tìm ta một số việc nhỏ thì tự mình quyết định là được rồi một triệu tiền quỹ ước mơ đó đưa cho ngươi giữ nếu ngươi thấy công việc ở nghịch phong logistics không phù hợp có thể đi thử sức ở lĩnh vực bản thân yêu thích xem sao về phần quỹ kế tiếp nếu ngươi cảm thấy cần thì trực tiếp nói một tiếng cần bao nhiêu tiền cứ nói ra bùi khiêm vui vẻ bàn giao cửa hàng tất nhiên Suy cho cùng lữ minh lượng cũng là vị tướng tâm phúc của hắn để tránh cho hắn hiểu lầm về nghịch phong logistics hắn vẫn nên dặn dò thêm vài lời do nghịch phong logistics thuộc một phần của kế hoạch dài hạn trong tương lai nên tạm thời đang rơi vào tình trạng thua lỗ nhưng vấn đề này ngươi không cần lo lắng cũng chẳng phải sợ tương lai tổn thất nặng nề thậm chí người có mất vài tháng hay vài năm cũng không thành vấn đề kiếm tiền chỉ là mục tiêu xếp cuối của nghịch phong logistics điều này ngươi phải nhớ kỹ nghe xong lời bùi khiêm lữ minh lượng không khỏi sửng sốt kiếm tiền chỉ là mục tiêu xếp cuối vậy những mục tiêu phía trước là gì lữ minh lượng nghĩ một lát tổng giám đốc bùi ý của người là gì mục tiêu chính là mở rộng cơ sở khách hàng và sử dụng phương thức đốt tiền để đạt được sự mở rộng nhanh chóng trong giai đoạn đầu bùi khiêm nhấp một ngụm cà phê đây chỉ là một phương diện còn có rất nhiều những mục đích khác ví dụ tạo sự thuận tiện cho mọi người lữ minh lượng sững sờ hắn không nghĩ tới điểm này bùi khiêm nghiêm túc tiếp tục hầu hết các ngành chuyển phát nhanh hiện nay đều theo đuổi lợi nhuận quá nhiều và khiến cho trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng vô cùng tồi tệ mục tiêu quan trọng của nghịch phong logistics của chúng ta là cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyển phát nhanh tốt nhất khác với những dịch vụ chuyển phát nhanh không giao hàng đến tận cửa chúng ta sẽ làm khác với những dịch vụ không hỗ trợ tháo rỡ kiện hàng hoặc vứt xác chúng ta sẽ giúp khác với những dịch vụ chuyển phát nhanh phớt lờ những lời phàn nàn chúng ta nhận những đơn khiếu nại nhằm không phạt sai nhân viên cũng như không để cho khách hàng thất vọng nhất định chúng ta phải tìm ra giải pháp thích hợp không thể cứ mãi chìm trong đầm lầy tóm lại thứ chúng ta cần không chỉ là số lượng khách hàng và doanh thu mà còn là danh tiếng thậm chí danh tiếng cũng được yêu cầu phải xếp hàng đầu nhiệm vụ ta giao cho ngươi là hãy cố gắng hết sức để xây dựng danh tiếng của nghịch phong logistics ta cũng đặc biệt khuyến khích ngươi chi tiền mua danh tiếng nhớ kỹ ngươi là nhân viên của đằng đạt không phải sợ tiêu tiền hiểu chưa lữ minh lượng gật đầu cái dục đã hiểu thưa tổng giám đốc bùi nghe xong những lời này của tổng giám đốc bùi lữ minh lượng càng cảm thấy lựa chọn của bản thân là chính xác kinh doanh bằng cả trái tim để mang đến sự tiện lợi cho mọi người dù không kiếm ra tiền nhưng rất có ý nghĩa và giá trị trông thấy phản ứng của lữ minh lượng bùi khiêm cũng rất vui quả nhiên đã tìm đúng người bùi khiêm hài lòng nhất ở lữ minh lượng chính là sự nghe lời bùi khiêm bảo gì hắn làm cái đó tuyệt đối không bao giờ tự quyết định hiện tại lữ minh lượng đã nhận thức rõ tư tưởng đốt tiền lấy danh tiếng của bùi khiêm nên chắc chắn trong tương lai nghịch phong logistics sẽ không có bất kỳ khả năng thu lợi nhuận nào nếu đưa lữ minh lượng vào game đẳng đạt không hẳn là lỗ nhưng nếu đặt hắn vào nghịch phong logistics thì sẽ hoàn toàn khác chỉ cần lữ minh lượng có thể thực hiện dựa theo hoàn toàn lý tưởng của bùi khiêm không có chuyện không lỗ sau khi an bài ổn thỏa cho lớp Minh Lượng, Bùi Khiêm đến quán cà phê Internet Net Phi chơi game một lúc. Có thể cảm nhận rằng thời gian gần đây khách hàng của quán cà phê Internet Net Phi tại cửa hàng Sơn Trang Minh Vân đã giảm đi đáng kể do sự ảnh hưởng của cửa hàng mới mở gần đây, đặc biệt là số lượng người ở khu lên mạng của cà phê Internet ít đến mức đáng kể. Hắn đang chơi thì mã Dương tới. Anh Khiêm, có chuyện lớn rồi. Gần đây, công ty Kinh Châu lại mở thêm một chuỗi quán cà phê Internet mới, gọi là cà phê Internet Star, cũng muốn chạy trên con đường cao cấp. Hơn nữa, bọn họ còn nhận được vốn đầu tư từ phú huy có chức uy hiếp bùi khiêm sửng sốt ta nhớ là hình như gần đây có một quán cà phê internet mới mở mã dương nôn nóng nói đó chính là chi nhánh mới của cà phê internet star bên cạnh đó ta cũng đã tìm hiểu một số thông tin cơ sở vật chất của cà phê internet star kém hơn của chúng ta cấu hình máy tính cũng không thể so sánh với bên chúng ta nhưng giá thành lại rẻ hơn nhiều nên được hoan nghênh hơn bùi khiêm im lặng nhanh chóng suy xét hậu quả của vấn đề này nói thẳng ra Mô hình kinh doanh của cà phê Internet Star là phiên bản cấp thấp của cà phê Internet Netfi, tuy cấu hình máy tính thấp, cơ sở vật chất kém và không gian cũng tương đối chật trội, nhưng lại hạ thấp phí tổn thất nên được định giá rẻ. Với cách này, những khách hàng đã quen với các quán cà phê Internet truyền thống sẽ dễ dàng thay đổi và không bị giá cả đánh lui. Hơn nữa, chuỗi quán cà phê Internet này lại nhận được nguồn đầu tư từ Phú Huy. Chắc chắn, Tổng Giám đốc Lý là người đứng sau vụ này. Bùi Khiêm biết Lý Tổng sẽ không dễ dàng cam tâm tình nguyện từ bỏ, mà vẫn luôn để ý đến hắn. Nếu không, Sao não có thể uống nước mà chạy đến một nơi hẻo lái như này để đầu tư vào cà phê internet, quán bar và những nơi chơi cờ, đánh bạc? Bùi Khiêm xúc động đến mức muốn khóc. Vị tổng giám đốc Lý này là chân ái của mình quả là không sai. Tổng giám đốc Lý lần nào cũng tận tâm tận lực hỗ trợ, đúng là một người tốt. Anh Khiêm à, phải làm sao đây? Chẳng lẽ cũng giống như lần trước, Mã Dương có chút sốt ruột. Chuyện này đã từng xảy ra một lần, khi đó nơi bị nhắm vào cũng chính là cửa hàng đầu tiên của cà phê internet Netfi, nhưng lần này, kẻ thù lại là hàn một chuỗi thương hiệu cà phê internet và mục tiêu chính là tất cả các quán cà phê internet Netfi. hơn hết lần trước dựa vào trần lũy mới có thể lật được thế cờ là nước đi bí mật mà bùi khiêm đã bày ra từ lâu nhưng hiện tại dựa vào đâu để lật ngược tình thế trên tay bùi khiêm không nhất thiết phải có đến hai trần lũy bùi khiêm cố nén cười đừng lo lắng ta có cách của riêng mình sau khi xoa dịu mã dương bùi khiêm với tâm trạng vui vẻ tính quay về nghỉ ngơi bỗng điện thoại reo là hoàng tư bác gọi bùi khiêm bất ngờ ngay sau đó lập tức cảnh giác hắn gọi điện tới để làm gì từ lần cuối quay bộ phim tài liệu phá kén thành bướm phòng làm việc phi hoàng vẫn luôn trong tình trạng lao đao bộ phim tài liệu này đã bị thất lạc mặc dù tổng giám đốc bùi không nói gì nhưng hoàng tư bác và chu tiểu sách đều có chức tự trách hiện tại vẫn còn quá sớm để hệ thống phân định phá hoại bị động nên bùi khiêm đương nhiên không thúc giục họ nhưng lần này hắn gọi điện tới hầu hết bọn họ đều đã nghĩ tới kế hoạch tiếp theo bùi khiêm bình tĩnh lại và nhận cuộc gọi âm thanh có chức kích động của hoàng tư bác truyền qua điện thoại tổng giám đốc bùi à Bọn ta đã xác định mục tiêu của phòng làm việc phi hoàng cho giai đoạn tiếp theo bọn ta dự định kết hợp review sản phẩm kỹ thuật số bằng một video ngắn giống nhằm trông giống như một vở kịch ngắn bằng phong cách review hoàn toàn mới bùi khiêm hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra kết hợp review sản phẩm kỹ thuật số bằng một video ngắn ai là người đã nghĩ ra ý tưởng vi rượu này vậy bùi khiêm hơi nghi hoặc hỏi tại sao lại định làm cái này hoàng tư bác hưng phấn trả lời nó được lấy cảm hứng từ một chiến thần có tên là review thẳng thắn trên dao review sản phẩm kỹ thuật số luôn là một ngành có triển vọng nhưng từ trước đến giờ chúng ta chưa xem xét đến khía cạnh này chủ yếu là do chúng ta cảm thấy chất lượng chuyên môn không cao không thể cạnh tranh được với các reviewer chuyên nghiệp nhưng sau khi xem review thẳng thắn bọn ta được truyền cảm hứng rằng không nhất định phải có quá nhiều kiến thức chuyên môn chúng ta có thể bắt đầu từ trải nghiệm hàng ngày của người tiêu dùng bình dân và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng dưới dạng các vở kịch ngắn như vậy sẽ càng gần gũi càng thú vị hơn hơn nữa các lĩnh vực tương tự sẽ dễ thực hiện hóa hơn và đồng thời không bị thua lỗ lớn như đợt trước Huống chi bước khởi đầu chính là tạo các video ngắn và chúng ta có lợi thế lớn về mặt này, cũng như sở hữu một lượng khán giả cố định. Bùi Khiêm nghe xong mà chết lặng. Thế ở đây còn việc gì cho hắn nữa? Ta làm video kia có mục đích khác, không phải để truyền cảm hứng cho các người. Bùi Khiêm hơi chóng mặt. Ta tạo review thẳng thắn cũng chỉ để đánh lửa lâm thường một chút thôi, chứ đâu phải truyền nguồn cảm hứng cho phòng làm việc phi hoàng đâu. Hoàng tư bác vẫn chưa nhận ra sự ngạc nhiên của Tổng Giám đốc Bùi, vẫn vô cùng kích động tiếp tục nói lên những ý tưởng mà bản thân và Chu Tiểu Sách nghĩ ra sau khi xem review thẳng thắn. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Review kỹ thuật số hiện đang là một thời kỳ phát triển bùng nổ, bởi trong tương lai gần, với mức tiêu thụ không ngừng tăng của người tiêu dùng trong nước cùng sự phát triển nhanh chóng của các sản phẩm kỹ thuật số khác nhau và người tiêu thụ bình dân sẽ ngày càng chú ý hơn đến những review tương tự. Tạo ra các review giống nhau không những có thể thu hút sự quan tâm từ người khâm mộ mà còn nhận được nguồn tài nguyên từ các nhà sản xuất miễn là có thể duy trì sự cân bằng giữa các review là đồng thời nhận được cả sự chú ý lẫn lợi ích vật chất mà nguồn cảm hứng mà bọn hoàng tư bác lấy từ review thẳng thắn nằm ở hình thức review trước mắt hầu hết các kênh review tại trung quốc đều cố gắng review khắt khe hơn những bài kiểm tra ngày càng phức tạp và số liệu cũng càng lúc càng chi tiết và lúc trước bên hoàng tư bác cũng từng nghĩ như vậy đúng là phòng làm việc phi hoàng kém rất nhiều về mặt chuyên môn nên họ chưa từng nghĩ đến việc tạo ra một kênh review giống vậy do sẽ vô cùng khó để cạnh tranh với các kênh review khác nhưng sau khi xem xong review thẳng thắn hoàng tư bác chợt nhận ra một điều ngay cả khi độ chuyên nghiệp không quá cao thì cũng không thành vấn đề review thẳng thắn đem đến cách tiếp cận khác trong khi những người khác nghiêm túc review dữ liệu của điện thoại di động review thẳng thắn lại cho người xem thấy nhiều dữ liệu khác theo cách thức hơi kỳ lạ ví dụ như điện thoại chống nước chống rơi rớt cấu tạo bên trong cho phép quăng quật dù trình độ chuyên nghiệp gần như bằng không nhưng khán giả vẫn thích xem thậm chí lượng view còn cao hơn nhiều video review chuyên nghiệp do vậy hoàng tư bác và chu tiểu sách ý thức được rằng để trở thành một chuyên gia không nhất thiết phải là người giỏi nhất. Tất nhiên, trình chuyên nghiệp cao cũng tốt, suy cho cùng, trình độ càng cao thì nội dung càng hoàn hảo và thuyết phục. Nhưng nếu quá chú trọng vào tính chuyên nghiệp, video sẽ không mang lại cảm giác gần gũi và khiến khán giả buồn ngủ. Trên thực tế, nhiều người xem không quá quan tâm đến thông số hay dữ liệu cụ thể. Cho dù đã biết một giá trị cụ thể, họ cũng rất khó để nhận biết được những giá trị đó đại diện cho cái gì. Ngược lại, họ dễ tiếp thu một số review cảm tính và chủ quan hơn. Review thẳng thắn áp dụng cách truyền đạt trực quan này dùng dao đâm thẳng vào ốp lưng chỗ nào khó vỡ là tốt nhất cách diễn đạt đó trực quan hơn và được người xem dễ dàng tiếp thu hơn là liệt kê vô số dữ liệu và chất liệu ốp lưng bởi vậy sau khi nghiên cứu hoàng tư bác và chu tiểu sách đã quyết định kết hợp video ngắn cưới review sản phẩm kỹ thuật số thành mục tiêu phát triển mới của phòng làm việc phi hoàng trong giai đoạn tiếp theo thứ nhất phòng làm việc phi hoàng đã mất rất nhiều tiền cho bộ phim tài liệu lần trước và chính tổng giám đốc bùi đã là người giúp lớp lỗ hồng Việc này đã làm cho nhân sự của phòng làm việc Phi Hoàng cảm thấy chán nản và cho rằng bản thân đã phụ sự kỳ vọng của tổng giám đốc Bùi. Do vậy, lần này Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách trước mắt tìm cách kiếm tiền trước. Review sản phẩm kỹ thuật số là một trong những lĩnh vực dễ kiếm tiền nhất. Thì thoảng đúng lúc ăn cơm, chỉ cần không tham gia vào những hoạt động tuyên truyền giả dối và lừa dối, phong cách ăn uống không quá khó coi, đồng thời tặng cho fan khâm mộ thứ gì đó, thì căn bản sẽ không bị lật xe. Thứ hai, video ngắn là thế mạnh của phòng làm việc Phi Hoàng. Cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi trước đây được coi là một video ngắn phổ biến, đạo diễn Chu Tiểu Sách đã chứng minh được rằng hắn đủ tiềm năng để tiếp tục cho ra những video ngắn. So sánh với các kênh review khác, phong làm việc phi hoàng khiến các video ngắn trở nên chuyên nghiệp và thú vị hơn, đó là lợi thế cốt lõi. Hoàng Tư Bác đã vô cùng hào hứng truyền đạt kế hoạch của phòng làm việc phi hoàng cho Bùi Khiêm. Còn Bùi Khiêm cảm thấy trong lòng hơi ấn lạnh. Mẹ nó, nghe là biết không ổn rồi trăm triệu lần bùi khiêm cũng không ngờ được rằng kênh review mình tùy tiện tạo ra lại có thể đem đến cho bọn hoàng tư bác một nguồn cảm hứng giả dào đến vậy ai mà có thể nghĩ đến chuyện này được chứ tuy nhiên bùi khiêm đã bình tĩnh suy xét một phen cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi tệ cũng như các sản phẩm kỹ thuật số các kênh review đang phát triển rất nhanh do đang trong thời kỳ bùng nổ những kênh review khác nhau mọc lên như nấm sau mưa cạnh tranh vô cùng khốc liệt rốt cuộc bên hoàng tư bác nhận thấy review kỹ thuật số đang gặp khó khăn thì những người khác cũng có thể nhìn ra bên cạnh đó review kỹ thuật số, độ khó không cao, kể cả khi một người tiêu dùng bình dân mua một thiết bị kỹ thuật số, sử dụng nó một cách tùy tiện, xem số liệu và kể về trải nghiệm thực tế của bản thân cũng được coi là đã thực hiện một video review. Chưa kể, đối thủ của Hoàng Tư Bác là những reviewer đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Trong hoàn cảnh này, phòng làm việc phi hoàng, với tư cách là đầu quân chính quy, khẳng định có thể làm nên một ít tên tuổi nhưng vẫn chưa biết liệu có trở nên nổi tiếng hay không. Hơn nữa, việc phòng làm việc phi hoàng làm thức phim ngắn dưới dạng review kỹ thuật số sẽ tạo doanh thu dễ dàng hơn là làm việc gì đó khác chẳng hạn như quay một bộ phim ngắn tương tự cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc bùi tóm lại mực nước trong lĩnh vực review kỹ thuật số quả là rất sâu không chỉ vậy đối với bùi khiêm nghịch phong logistics là một vũ khí gây lỗ lớn đã hoàn thành xong các khâu chuẩn bị sơ bộ dù phòng làm việc phi hoàng kiếm được chút lãi lời cũng không đủ để ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch lỗ vốn nghĩ đến đây bùi khiêm gật đầu được ta ủng hộ ngươi nhưng các người nhất định phải nhớ kỹ, phải biết quý trọng danh tiếng của phòng làm việc phi hoàng, nếu đã không có miếng ngon thì đừng có cố, hiểu chứ? Xin đừng lo lắng thưa tổng giám đốc Bùi, ta đã hiểu, hoàng tư bác gác máy trong sự hạnh phúc. 7 tháng 8, Lương Minh Lượng báo cáo cho Bùi Khiêm rằng quyết định đầu tiên sau khi hắn nhận chức CEO của Nghịch Phong Logistics là tối ưu hóa thời gian vận chuyển của hai nhân viên Nghịch Phong, do không ít nhóm khách hàng làm nhân viên văn phòng và không có mặt tại nhà cả ngày nên thời gian giao hàng có sự chênh lệch. Một người đảm nhiệm ca sáng từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Người còn lại sẽ đảm nhiệm ca tối từ 2 giờ chiều đến 11 giờ đêm, suy xét đến làm ca đêm tương đối mệt mỏi nên sẽ có thêm trợ cấp, hai nhân viên chuyển phát nhanh cũng có thể luân phiên nhau làm ca sáng và ca tối để tránh ca đêm kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Với phương án này, những nhân viên văn phòng bình thường có thể lựa chọn nhận hàng vào buổi sáng hoặc buổi tối, khoa học hơn những hình thức giao hàng trước đây. Mặt khác, Lâm Sán Vinh báo cáo với Bùi Khiêm rằng công tác chuẩn bị cho hàng cao cấp cơ bản đã hoàn thành, hiệu suất có thể nói là rất cao, điều này với Bùi Khiêm mà nói là vô cùng hài lòng. Lâm Sán Vinh đăng ký tên nhà hàng trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại là nhà bếp tư nhân Minh Vân bởi nhà hàng được mở ở Sơn Trang Minh Vân, đồng thời tương đối giống một nhà bếp tư nhân. Bùi Khiêm cảm thấy cái tên này không tệ, dù sao cũng không định đặt bằng hiệu nên cũng không quan trọng lắm, mấu chốt là nhanh lên để còn ăn. Sau khi chọn ra nhân viên xuất sắc nhất vào mùng 1 tháng 8, Bùi Khiêm đã suy nghĩ về lý do cho bữa liên hoan công khai này. Tuyên dương nhân viên ưu tú vui vẻ chào tạm biệt, Bà Húc đang tuyệt vọng xin visa để chuẩn bị đi công tác nước ngoài và Lưỡng Minh Lượng đã bắt đầu tiếp thu công việc của nghịch phong Logistics. Buổi liên hoa lần này coi như để hán luyện tập trước cho tốt vì game đằng đã sắp bước vào giai đoạn thứ ba sau khi Hoàng Tư bác và Lưỡng Minh Lượng làm chủ kế hoạch. Nhà bếp tư nhân Minh Vân Lâm Vãn đứng ở cửa biệt thự tò mò ngó vào trong. Nàng không ngờ một nhà bếp tư nhân chất lượng lại ẩn mình trong một khu biệt thự quạnh quẽ như vậy. Bên ngoài không có gì nổi bật chỉ là một biệt thự bình thường trong khu biệt thự sơn trang minh vân ngoại trừ được trang trí xa hoa hơn các biệt thự khác thì chẳng có gì đặc biệt thu hút sự chú ý gọi là nhà bếp tư nhân nhưng đến biển hiệu còn không có thậm chí còn không có nổi một thực khách nào khác tiếp tục bước vào trong đại sành có một bàn ăn dài và bộ đồ ăn tinh xảo hơn 7 mét đem đến cảm giác tượng một bữa tiệc tinh tế của hoàng gia châu âu những phục vụ chạy tới chạy lui mang những món ăn tinh tế lên bàn ăn lần này tổng cộng 57 người đã đặt chân đến nhà bếp tư nhân minh vân bao gồm những nhân viên trụ cột từ nhiều chi nhánh khác nhau như game đằng đạt game thương dương, cà phê internet netfi phi, nghịch phong logistics và phòng làm việc phi hoàng. Nói cách khác, tất cả những người được tổng giám đốc bùi mời đến bữa tiệc tối nay đều là nhân tài dự bị với nhiều kỳ vọng. Và Lâm Vãn hiện tại đã là giám đốc của game thương dương, hiển nhiên có trong danh sách. Căn biệt thự có 3 tầng, phòng khách ở tầng 1 sở hữu không gian trộm nhất, bàn ăn dài đủ chỗ cho hơn 20 người. Trần nhà cao 7 mét nên nhìn toàn bộ không gian tuyệt đối sẽ không đem tới cảm giác bức bối. Cái bàn dài này được làm theo yêu cầu riêng, được dọn ra nhằm những dịp đặc biệt như thế này mà thông thường chỉ có một số bàn nhỏ được bày trong sảnh lớn. Các phòng khác đã chuyển thành phòng riêng, thích ngồi ở đại sách hay ở trong phòng riêng đều cho tự do lựa chọn. Bùi Khiêm chỉ hy vọng mọi người có thể ăn nhiều hơn, tiêu tiền nhiều hơn, không có yêu cầu khắt khe về chỗ ngồi. Tất cả mọi người đều rất thân quen nên không quá khách sao, ngồi xuống ăn luôn. Do thời gian công tác quá lâu nên nhiều người đã từ lâu không gặp mặt nhau, chẳng hạn như Hoàng Tư Bác và Bao Húc nhân cơ hội này ôn lại chuyện cũ. Hoàng Tư Bác kể với Bao Húc rằng hắn đang lên kế hoạch quay một đoạn video ngắn mới còn bao húc đau khổ nói với hoàng tư bác là hắn lại phải đi du lịch có lương mọi người cứ thoải mái ăn đừng khách sáo ai mà ăn không ngon thì có nghĩa là thái độ công tác có vấn đề bùi khiêm nói khi nhìn thấy những món ăn giá cao ngất trời được bưng từ bếp ra trái tim hắn nở hoa nhiều món ăn giá cao ngất ngường được chế biến theo công thức của một số đầu bếp ngôi sao như đuôi cá sấu hầm canh nửa phần bao ngư đông lạnh một suất tận bốn năm nghìn đồng mỗi người đều có một suất trứng cá muối trắng đen mỗi suất cũng phải hai ngàn đồng năm mươi bảy người vậy thì cũng phải hơn một trăm ngàn rồi tất nhiên việc bùi khiêm tổ chức cho nhân viên của mình ăn ở đây là một hành vi tay trái đảo tay phải dù nói thế nào giá nguyên liệu của những món ăn này đã được ấn định tại đây những nguyên liệu cao cấp nhất này đặc biệt được đặt hàng từ khắp nơi cả trong nước lẫn ngoài nước và được vận chuyển bằng dịch vụ giao hàng hòa tốc số tiền này đều do tổng giám đốc bùi tự bỏ ra ngoài ra ở đây còn có rất nhiều đầu bếp hạng nhất nhân viên phục vụ chất lượng cao phí điện nước hàng ngày của đầu bếp tư nhân cũng là do tổng giám đốc bùi chi trả vì vậy mặc dù đang ăn tại nhà hàng của chính mình hắn vẫn phải tiêu rất nhiều tiền so với quán ăn hồ thiên nga quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Bùi khiêm ước tính theo cách ăn uống này, đơn giản chỉ dựa vào tiền nguyên liệu, mỗi người ăn ít nhất 4 đến 5 ngàn, bữa này trực tiếp tốn hết 300 ngàn đồng. Mặc dù có vẻ tốn không nhiều, nhưng như tục ngữ vẫn thường nói, tích tiểu thành đại, miệng ăn núi lở, chỉ cần mọi người ăn liên tục, toàn tâm toàn ý mà ăn thì một ngày nào đó có thể khiến tổng giám đốc bùi nghèo rớt mồng tơi. Lâm vãn vốn tưởng đây là một buổi liên hoan bình thường nhưng sau khi nếm thử vài món, nàng mới nhận ra suy nghĩ của bản thân thật sai lầm. Trước kia, nàng từng tham gia tiệc tối tại quán ăn hồ thiên nga được coi là bữa tiệc búp áp phây cao cấp nhất ở kinh châu bên cạnh đó còn có một số món rất đắt tiền nhưng cuối cùng chi phí bình quân chỉ có hơn 400. theo quan điểm của lâm vãn đồ ăn ở đó không thể nói là tệ nhưng không quá ngon chỉ có thể coi là bình thường nhưng các món ăn tại nhà bếp tư nhân minh vân rõ ràng là cao hơn vài bậc so với với quán ăn hồ thiên nga ngay cả lâm vãn cũng cảm thấy hiếm khi mình được thưởng thức một bữa ăn ngon đến vậy không những thế môi trường ăn uống ở đây cũng làm cho lâm vãn vô cùng hài lòng bàn ăn bộ đồ ăn và cách trang trí đều rất tinh tế và hài hòa với những món ăn điều này vô hình chung đã tô đậm thêm khung cảnh ăn uống các nhân viên phục vụ đều nho nhã lễ độ phục vụ cẩn thận tỉ mỉ đồng thời không tạo cho người khác cảm giác khó chịu nếu thi thoảng hỏi vài câu nhân viên phục vụ sẽ lưu loát trả lời hiển nhiên đã được huấn luyện nghiêm khắc nói chung là hoàn hảo hơn so với nhà hàng hồ thiên nga về mọi mặt ở kinh châu có một quán ăn ngon như vậy ư sao ta lại không biết nhỉ lâm vãn hơi hiếu kỳ trợ lý tân ngồi bên cạnh nhấp một ngụm rượu vang đáp bởi đây là nhà hàng vừa mới khai trương của tổng giám đốc bùi đừng nói là kinh châu chỉ sợ cả thủ đô lẫn thượng hải cũng hiếm thấy có loại nhà bếp tư nhân như này tổng giám đốc bùi vừa mới mở lâm vãn sững sờ trợ lý tân gật đầu đúng vậy những gì chúng ta ăn hôm nay là bữa đầu tiên của bếp tư nhân minh vân nàng chỉ vào những món ăn trên bàn những món ăn này trông không có gì cuốn hút hết nếu người bình thường nhìn thấy thì hầu như đều không thể đoán ra được giá cả đắt đỏ của chúng đa phần món ăn ở đây đều phải đặt trước không có món ăn địa phương nào của kinh châu hết sau khi đặt trước chỉ có thể dùng đường vận chuyển đặc biệt để chuyển đến, muốn ăn được một bữa như này, e rằng phải chuẩn bị trước ít nhất 2 3 ngày. Lâm Vãn suy nghĩ một chút, tổng giám đốc Bùi dự định làm thành tiệc, thương vụ cao cấp. Dù sao thì hiện nay Đằng Đạt đang phát triển rất nhanh, việc bàn bạc hợp tác với các ông chủ của một số công ty lớn là điều tất yếu không thể tránh được. Lâm Vãn nghĩ rằng, có thể cách thức tổ chức tiệc rượu thương mại bình thường đã không còn đáp ứng được yêu cầu của tổng giám đốc Bùi nữa, nên hắn mới mở căn bếp tư nhân này. Trợ lý Tân lắc đầu, ai biết được, dựa vào tình hình hiện tại tổng giám đốc bùi dường như không có kế hoạch tổ chức tiệc thường xuyên nhưng ngược lại là tiệc liên hoan của công ty trong tương lai đều sẽ được chọn ở đây lâm vãn không khỏi sững sờ nhiệm vụ đầu tiên của bếp tư nhân này lẽ nào là đáp ứng nhu cầu tiệc liên hoan của nhân viên theo như nàng thấy đây là nhà hàng cao cấp nhất khắp cả thành phố kinh châu này rồi không chỉ món ăn ngon miệng mà môi trường và dịch vụ cũng hoàn toàn vượt qua hạng nhất rất thích hợp để tổ chức tiệc rượu riêng tiếp đãi những vị khách cao quý dùng một nhà hàng như này cho một bữa liên hoan trong nội bộ công ty yêu cầu quá cao đi bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Huống chi mỗi lần tổ chức tiệc liên hoan đều là tổng giám đốc Bùi tự bỏ tiền túi ra, thật sự là rất khó để tưởng tượng được tổng giám đốc Bùi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết về mặt phúc lợi cho nhân viên đây. Tuy nhiên, đây không phải là phong cách thường thấy của tổng giám đốc Bùi sao? Lâm Vãn không khỏi âm thầm xúc động, tổng giám đốc Bùi thật sự là một người không bao giờ quên được lòng dạ lúc ban đầu của mình mà. Mặc dù hắn đối với nhân viên tốt đến không thể tốt hơn, thậm chí còn đạt được đẳng cấp vừa xa hầu hết các công ty khác, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng với hiện tại, không bao giờ dừng lại mà tiếp tục tạo ra những phúc lợi đãi ngộ tốt hơn cho nhân viên. trong nháy mắt, Lâm Vãn mong muốn mãnh liệt được sản sẻ lo lắng cho tổng giám đốc Bùi. Lâm Vãn biết rõ, trở thành một ông chủ rất mệt mỏi. tất nhiên, ông chủ khác với ông chủ, có một vài người sinh ra đã ngậm thừa vàng, tuổi còn trẻ đã thừa kế tài sản hàng tỷ đồng. mỗi một lần đưa ra quyết sách đều có đoàn đội chuyên gia góp ý. các mối quan hệ của gia đình càng mang lại cho hắn cơ hội đầu tư với chi phí bằng không. ông chủ kiểu này không nói đến chữ mệt nhọc được nhưng tổng giám đốc bùi không phải là một ông chủ như vậy hắn là một doanh nhân bình thường bắt đầu tạo dựng sự nghiệp từ con số không mà những doanh nghiệp khởi nghiệp như đằng đạt hiển nhiên chịu nhiều áp lực về doanh thu hơn những công ty lớn đó tuy nói con thuyền dù nhỏ dễ quay đầu nhưng cũng đồng nghĩa với việc khả năng chống chọi lại với nguy hiểm yếu kém một khi mắc sai lầm có thể sẽ muôn đời muôn kiếp cũng không quay lại được trong trường hợp này nhiều ông chủ của công ty khởi nghiệp đều thận trọng dè dặt như thể đang đi trên một lớp băng mỏng không ngừng nghĩ mọi cách cố gắng cắt giảm chi phí tất nhiên giảm chi phí là đúng nhưng một số ông chủ lấy chuyện này như một cái cớ áp bức nhân viên bằng mọi cách có thể thậm chí bí quá hóa liều lợi dụng các kẽ hở của pháp luật đây là một sai lầm lớn so với những người này tổng giám đốc bùi quả thật là một tấm gương sáng lâm vãn thực sự rất muốn giúp đỡ tổng giám đốc bùi một phen giống như lần trước gọi điện cho anh hai lâm châu yêu cầu thần hoa hảo cảnh giảm tiền thuê nhà cho hàng đạt vậy nhưng giờ đây lâm vãn tạm thời không thể nghĩ ra cách tốt nhất để giúp tổng giám đốc bùi dù sao thì trước mắt đảng đà vẫn là một công ty nhỏ không có nhiều nghiệp vụ đan xen với tập đoàn thần hoa hơn nữa lần trước khi tổng giám đốc bùi truyền lâm vãn đến game thương dương cũng đã nói rõ rồi hy vọng rằng nàng có thể làm những chuyện này bằng chính năng lực của mình mà thay vì mỗi một chuyện đều dựa ở gia đình mình vì vậy sau khi lâm vãn suy nghĩ rất lâu xong vẫn là tạm thời từ bỏ ý định này đi vẫn nên đợi đến khi có cơ hội thích hợp trong tương lai rồi giúp tổng giám đốc bùi vậy hay là ta sẽ dùng chính năng lực của mình để giúp tổng giám đốc bùi lâm vãn âm thầm hạ quyết tâm tiệc rượu vẫn đang diễn ra mọi người ăn đến hưng phấn cả lên đám người mãn nhất quần Lữ Minh Lượng, Bao Húc, Lý Nhã Đạt đang thảo luận về cốt truyện của quay đầu là bờ. Bao Húc đợi làm visa xong rồi sẽ rời đi, vừa hay nhân cơ hội này nói cho bọn người Lý Nhã Đạt nghe sự lý giải của mình về game quay đầu là bờ. Cũng may mà chỉ có một tháng nghỉ phép hưởng lương, đợi đến giữa tháng 9 Bao Húc vội vàng trở lại, vẫn có thể tham gia vào công tác điều chỉnh hậu kỳ của game quay đầu là bờ. Lữ Minh Lượng đã hoàn thành công việc bàn giao cuối cùng, dặn dò Lý Nhã Đạt một số công việc cần chú ý trong việc lập kế hoạch. Chu Hưng An cũng ở đây, là tác giả chính thức của quay đầu là bờ, tổng biên tập của trang web điểm kết của chuyện chung hắn chỉ thỉnh thoảng tham gia thảo luận về cốt truyện hầu hết thời gian đều là thích thú lắng nghe lắng nghe lưới minh lượng mã nhất quần nói về một số thông tin thú vị trong quá trình thiết kế game bùi khiêm mang theo ly rượu đi dạo khắp nơi cảm thấy rất hài lòng mọi người đều ăn uống rất thoải mái không tồi chỉ tiếc là bữa liên hoan kiểu này không thể tổ chức thường xuyên hệ thống vẫn có những hạn chế về việc này giống như trước đây các bữa liên hoan cao cấp tương tự phải có lý do chính đáng hơn nữa không được quá thường xuyên tuy nhiên bùi khiêm có thể cảm nhận rõ ràng so với các khuôn mẫu của bữa tiệc liên hoan trước đây khuôn mẫu của bữa tiệc liên hoan hiện tại đã được cải thiện cũng có nghĩa là với sự phát triển không ngừng của đằng đà tài sản của công ty không ngừng tăng lên hạn mức tiêu thụ hàng ngày mà hệ thống cho phép cũng không ngừng tăng lên có thể suy nghĩ đến việc mua vài chiếc xe rồi chứ thuê một vài chỗ đậu xe ở thần hoa hào cảnh mua một vài chiếc xe thương vụ thuê một vài tài xế chuyên nghiệp cũng không có gì quá đáng nhỉ bùi khiêm dò xét thử hệ thống một chút nhận ra hệ thống không còn nghiêm khắc cấm đoán như trước nữa chỉ là có một số yêu cầu nhất định đối với xe muốn mua, ví dụ như không thể mua xe thể thao mà không có lý do chính đáng, càng khỏi nói đến một số xe thể thao siêu sang có phiên bản giới hạn trên thế giới. Chỉ được phép mua một số xe thương vụ và lại cũng có những hạn chế về giá cả và số lượng. Hiện tại xe thương vụ hiện có không được vượt quá 6 chiếc và tổng giá không được vượt quá 4 triệu. Còn những xe có giá cao hơn 1 triệu sẽ được tính vào tài sản cố định của hệ thống như Villa Sơn Trang Minh Vân sẽ ảnh hưởng đến việc kết toán. Tuy nhiên ở góc độ khác, xe có giá dưới một triệu sẽ không được tính vào tài sản cố định đây là một tin tốt. Bùi Khiêm dự định trước tiên sẽ mua một chiếc xe thương vụ 7 chỗ và hai chiếc xe thương vụ bình thường, cũng không cần quá đắt, chỉ cần 3 400 là đủ chạy. Sử dụng hạn mức 1 triệu trước, còn dư lại 3 xe và hạn mức khoảng 3 triệu, Bùi Khiêm định tạm thời để không hạn mức này, đợi đến lúc kết toán nếu cần chi đột xuất, hắn sẽ trực tiếp mua 3 chiếc xe với giá hơn 900, có thể tiêu mất khoảng 3 triệu. Bùi Khiêm vừa suy nghĩ miên man vừa bảo mọi người ăn nhiều vào, đừng có rẻ rặt. Đối với một số bộ phận thua lỗ trong quá khứ, khả năng thua lỗ dài hạn trong tương lai rất cao, tổng giám đốc bùi cũng không quên động viên họ nói họ không nên vì điều này mà ham cái trước mắt phải ghi nhớ cho kỹ mục đích danh tiếng đứng đầu lợi nhuận thứ hai hai người hoàng tư bác và chu tiểu sách cũng ly xong với bùi khiêm liền ngồi xuống tiếp tục ăn chu tiểu sách cảm thấy hơi buồn bực kỳ lạ cảm thấy có vẻ như tổng giám đốc bùi không còn nhiệt tình với chúng ta như lần trước nữa khi phim tài liệu lần trước bị lỗ vốn tổng giám đốc bùi nói chuyện với họ rất ôn hòa dễ gần và tử tế như thể gặp lại người thân vậy nhưng lần này lại chỉ nói vài câu xã giao rồi đi đến chỗ người khác Hoàng tư bác rõ ràng không để tâm đến vấn đề này, vừa gặm tôm hùm vừa nói với nụ cười tự tin, điều này cho thấy chúng ta đã chọn đúng đường rồi. Chu tiểu sách sửng sốt, sao lại nói vậy? Người không phát hiện ra sao? Tổng giám đốc Bùi đặc biệt chú ý đến những phòng ban có triển vọng phát triển kém hoặc thua lỗ lớn. Hoàng tư bác nói, Chu tiểu sách suy nghĩ một lúc, có vẻ như thật sự là vậy. Lúc nãy tổng giám đốc Bùi vừa vào trang web trang web điểm kết của chuyện chung và nghịch phong logistics trò chuyện với người phụ trách bộ phận một lúc lâu, phải lại thái độ cũng khá tích cực ngược lại là hắn không mấy coi trọng đến những bộ phận có công như phòng làm việc phi hoàng và quán cà phê internet net phi chính chỉ đi đến nói chuyện đôi câu điểm đến rồi ngừng rồi rời đi hoàng tư bác cười nói tổng giám đốc bùi luôn như vậy đó đối với một số phòng ban tạm thời gặp phải khó khăn hắn sẽ quan tâm nhiều hơn để trưởng phòng có thể ổn định tâm lý còn đối với một số dự án mười phần chắc chín có khả năng thành công rất lớn đương nhiên tổng giám đốc bùi sẽ không phải lo lắng nữa điều này cho thấy hướng đi mà chúng ta đang chọn hiện nay là hướng đi đúng đắn tổng giám đốc bùi đã công nhận rồi còn có gì để lo lắng nữa chứ chỉ cần làm việc chăm chỉ nhất định có thể đạt được thành tựu chu tiểu sách trượt bừng tỉnh gật đầu thì ra là vậy ta hiểu rồi kết thúc bữa liên hoan mọi người rời bếp tư nhân minh vân nhộn nhịp chào tạm biệt nhau trong đôi mắt của bao húc chứa đầy vẻ ưu phiền vừa nghĩ đến tương lai sẽ phải phiêu bạc bên ngoài một tháng trời liền cảm thấy tuyệt vọng mà những người khác sau bữa tiệc liên hoan ai trở về nhà nấy ngày mai còn phải quay trở lại công việc của từng người tiếp tục nghiêm túc làm việc nhưng điều khiến bùi khiêm hơi buồn bực là cho dù là dự án đang thua lỗ hay dự án đang có lãi thì các trưởng phòng của bọn họ dường như đều tràn đầy hăng hái sau bữa liên hoan này, giống mã nhất quần của trang web điểm kết của chuyện chung, web luôn làm ăn thua lỗ, lần này tổng giám đốc Bùi lại phải an ủi hắn, để tâm lý hắn ổn định lại, cho nên mới tràn đầy năng lượng như vậy, điều này Bùi Khiêm có thể hiểu được, nhưng tại sao bọn người hoàng tư bác dường như cũng nhận được khích lệ rất lớn vậy? Bùi Khiêm có hơi hoang mang, rõ ràng ta không nói với họ điều gì hết mà, lẽ nào là sức mạnh của thức ăn ngon? Rất nhanh sau đó, mọi người đều ào ào rời đi. Bùi Khiêm nhìn thời gian, bây giờ đã hơn 8 giờ tối, thời gian tiệc liên hoan được kiểm soát vừa đúng lúc. Những người phục vụ ở bếp tư nhân Minh Vân đang dọn dẹp đống lộn xộn, có vẻ như phải bận rộn một phen rồi. Tuy nhiên sự bận rộn này chỉ là tạm thời mà thôi, vì trong thời gian dài sau này, bếp tư nhân Minh Vân chắc là không có thêm khách mới nào nữa đâu. Vị trí của bếp tư nhân Minh Vân hoang vắng và khuất như vậy, người bình thường rất khó tìm được nơi đây, dù có tìm được thì e rằng họ cũng không ăn nổi. Tất nhiên, tin tức này chắc chắn là không giấu giếm được, dù sao thì giới trướng tổng giám đốc bùi cũng có nhiều nhân viên như vậy hôm nay đến đây ăn nhiều món ngon như vậy hơn quá nửa khi quay về phải khoe khoang với bạn bè nhưng dù sao đi nữa nơi này rất vắng vẻ và lại giá cả lại đắt đỏ đối với hầu hết mọi người tự bỏ tiền túi của mình cũng ăn không nổi ngay cả khi tin tức lan truyền ra ngoài thu hút một số ít phú hào đến ăn cũng không thành vấn đề chỉ cần đảm bảo số lượng khách hàng không quá nhiều bếp tư nhân bình vân sẽ luôn tiếp tục thua lỗ tất nhiên bùi khiêm chưa bao giờ quên mục tiêu đầu tiên của bếp tư nhân minh vân là chi tiền bất ngờ là đáp ứng nhu cầu liên hoan của nhân viên vì vậy bùi khiêm đã thẳng thắn hẹn bữa liên hoan tiếp theo vào một khoảng thời gian rất lâu sau theo quy định trước mắt của hệ thống cứ hai tháng có thể tổ chức bữa tiệc liên hoan team building một lần tần suất và cấp độ của các bữa liên hoan dường như cũng phụ thuộc vào các yếu tố như quy mô hiện tại và tình trạng tài vụ của công ty tất nhiên còn có một tiền đề là bắt buộc phải có một lý do hợp lệ cho bữa liên hoan đối với bùi khiêm của hiện tại rất dễ tìm ra những lý do chính đáng có thể là chúc mừng game mới ra mắt, có thể là tuyên dương thành tích của một bộ phận nào đó, cũng có thể là thành lập một bộ phận mới, chào đón nhân viên mới, vân vân. Vì vậy, Bùi Khiêm đã dựa vào tần suất 2 tháng một lần, thẳng thắn đặt bao trước bếp tư nhân Minh Vân. Ngày liên hoan cụ thể được ấn định vào ngày 20 tháng chẵn, lúc đó cũng sắp đến cuối tháng, vừa hay có thể tiêu tiền bất ngờ. Ngoài ra, vào chủ nhật đầu tiên và thứ ba hàng tháng, Bùi Khiêm còn bao một phòng dưng lớn nhất ở bếp tư nhân Minh Vân, có thể giữ lại dùng để làm tiệc thương vụ. Những cuộc hẹn trước này được ưu tiên cao nhất, và luôn có hiệu lực cho đến trước khi Bùi Khiêm quyết định thay đổi chúng. Điều này chủ yếu là để tránh tình trạng hẹn trùng nhau, nếu lỡ như thật sự có phú hào hẹn trước, thậm chí dù cuộc hẹn đã kín 2 3 tuần liên tiếp, bản thân ông chủ là Bùi Khiêm đây cũng không thể hẹn nổi, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Tuy rằng Bùi Khiêm cảm thấy bếp tư nhân Minh Vân tuyệt đối không thể hót đến mức đó, nhưng làm việc phải thận trọng, đề phòng việc không hay, khó lường trước sẽ xảy ra, vẫn nên chuẩn bị cho chu đáo trước. Ngoài ra, nếu có nhu cầu tiệc thương vụ đột xuất, cũng có thể đặt lịch hẹn bất cứ lúc nào nhưng tiền đề là chỉ cần nhà hàng còn chỗ trống, với lại phải hẹn trước 2-3 ngày để chuẩn bị nguyên liệu. Lâm Sán Vinh đến bên cạnh Bùi Khiêm, thế nào Tổng Giám Đốc Bùi, người hài lòng với bữa ăn hôm nay chứ? Bùi Khiêm gật đầu, rất tốt, rất hài lòng. Thật ra hắn cũng không cách nào xác định được những bữa ăn giá trên trời này có đáng giá nhiều tiền như vậy không, dù sao hắn cũng chưa từng ăn những món ngon này ở những nhà hàng cao cấp khác, rất khó có thể so sánh được. Nhưng sau khi quan sát biểu tình khi ăn của Lâm Vãn và trợ lý Tân, sơ sơ có thể đoán rằng những món ăn này thực sự không bình thường yêu cầu của bùi khiêm đối với lâm sán vinh cũng rất đơn giản chỉ cần quản lý sao bếp cho tốt đảm bảo mỗi khi đến đây liên hoan đều được ăn những món ngon có hương vị ngon tuyệt là được rồi những thứ khác như là tiếp thị quảng bá cửa hàng mấy chuyện đại loại như vậy bếp trưởng lâm rốt đặc cán mai mới tốt tình hình hiện giờ rất tốt cứ tiếp tục duy trì đi nhớ lấy mục tiêu số một của người là cung cấp thức ăn và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng những chuyện khác không cần phải quan tâm tới giống như khi ngươi ở quán cà phê internet netfi ấy bùi khiêm ám chỉ dù sao thì lúc trước khi Lâm Sán Vinh làm cửa hàng trưởng ở quán cà phê Internet Net Phi có thể nói là không hề có chiến tích gì hết, Bùi Khiêm hy vọng hắn sẽ tiếp tục như vậy. Lâm Sán Vinh lại nghe không hiểu ý ngoài mặt chữ của hắn, còn nghĩ rằng đây chỉ là lời dặn dò hàng ngày của Tổng Giám Đốc Bùi, vội vàng gật đầu. Vâng, Tổng Giám Đốc Bùi, ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, đảm bảo cho khách hàng được trải nghiệm điều kiện ăn uống tốt nhất. Ăn uống no nê xong, hai người Bùi Khiêm và Mã Dương dạo bộ ra khỏi bếp tư nhân Minh Vân, đi về phía quán cà phê Internet Net gần đó vừa hay là môi trường xung quanh tương đối yên tĩnh thời tiết cũng không lạnh đi bộ tiêu hóa thức ăn cứ đi cứ đi cả hai đi ngang qua bưu cục nghịch phong còn có quán bar ở bên cạnh bưu cục nghịch phong vừa đi ngang qua cửa quán bar một vài anh chị trẻ tuổi nhiệt tình kéo hai người họ vào trong nhiệt tình đến có hơi quá đáng bùi khiêm và mã dương phải mất rất nhiều sức lực mới không dễ dàng gì thoát ra được vừa từ bếp tư nhân minh vân đi ra ăn một bụng đồ ăn ngon uống một bụng rượu ngon ai lại muốn đến một nơi như này để uống rượu kém chất lượng chứ Hiện tại Bùi Khiêm chỉ muốn đến quán cà phê Internet Net phi ngồi một lát, rồi về nhà ngủ, không có hứng thú gì với loại quán bà ồn ào như vậy. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tuy nhiên trên đường đi Bùi Khiêm hơi nhìn vào bên trong xem xét, phát hiện tình hình của quán bà không mấy khả quan, dù đã ra hoạt động hạ giá trong lễ khai trương nhưng vẫn không có được mấy người khách. Ca sĩ cố định bên trong đang chăm chỉ hát, muốn làm cho không khí trong quán thêm sôi động hơn, nhưng vẫn luôn thiếu chút thú vị chẳng trách những nhân viên phục vụ này đều chạy ra cửa lôi kéo khách hàng bùi khiêm có lòng đồng cảm không giải thích được với tổng giám đốc lý kể từ lần trước khi biết chuỗi quán cà phê internet đã chấp nhận đầu tư từ tư bản phú huy bùi khiêm đã mơ hồ cảm thấy hầu hết các cửa hàng gần đây đều là tác phẩm của tổng giám đốc lý mặc dù bùi khiêm rất cảm động trước việc tổng giám đốc lý tự thiêu soi sáng cho người khác nhưng với diễn biến hiện tại tổng giám đốc lý ước tính sẽ mất rất nhiều tiền người nói coi tổng giám đốc lý làm cái gì trả tốt sao lại vào đây gây rối với ta chứ đến trước cửa quán cà phê internet netfi bùi khiêm và mã dương đẩy cửa vào xong bùi khiêm sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi uống rượu trong góc đây không phải là tổng giám đốc lý sao thật là trùng hợp ta vừa đi ngang qua quán bar của người và nhắc đến người đây nhìn thấy bùi khiêm lý thạch cũng không khỏi sững sờ bởi vì bùi khiêm đã lâu không đến quán cà phê internet netfi ở cửa hàng sơn trang minh vân lý thạch chỉ đến uống rượu im lặng một chút không ngờ hắn lại đến vô tình đụng phải tình cảnh có chút ngượng ngùng nhưng bùi khiêm cũng không để ý dù sao thì đây cũng là một trong số ít những người bạn tốt của hắn bùi khiêm ngồi xuống đối diện với lý thạch cười nói tổng giám đốc lý từ xa ghé thăm là đến để do thám tình hình quân địch sao câu này tuy nói với giọng điệu đùa giỡn nhưng lý thạch biết rất rõ ý tứ sâu xa bên trong đó trong lòng hắn thầm nghĩ quả nhiên tổng giám đốc bùi đã sớm biết rằng quán cà phê internet star và những cửa hàng gần đây đều có liên quan đến ta ừm chuyện này cũng bình thường thôi dù sao thì đối phương cũng là tổng giám đốc bùi lý thạch đã từng có hiểu biết mới về bùi khiêm trong sự kiện ở quán cà phê internet net phi chính hiển nhiên không dám xem nhẹ hiện giờ tổng giám đốc bùi đã làm rõ mọi chuyện ít nhiều gì vẫn còn có hơi xấu hổ dẫu sao thì lý thạch vừa đầu tư vào quán cà phê internet star vừa đầu tư vào các cửa hàng gần cửa hàng sơn trang minh vân nhìn sao cũng thấy tất cả đều là đang nhắm vào quán cà phê internet net phi hết mặc dù lý thạch tin rằng tổng giám đốc bùi không có bằng chứng trong tay chỉ là phỏng đoán nhưng vì hai người đều là người thông minh có chết cũng không thừa nhận cũng vô nghĩa mà thôi không cần thiết phải giả vờ ngu ngơ. Lý Thạch mỉm cười, tổng giám đốc Bùi đừng để ý, đây đều là hành vi kinh doanh bình thường. Và lại ta cũng không nhắm vào quán cà phê internet Netfi của tổng giám đốc Bùi, đơn giản chỉ là cảm thấy tổng giám đốc Bùi có mắt nhìn tốt, cho nên muốn hút mến canh mà thôi. Nghe sau những lời của Lý Thạch, trong lòng Bùi Khiêm đã sáng tỏ. Quả nhiên, người thường mua chuộc nhân viên phục vụ của quán cà phê internet Netfi lần trước chính là tổng giám đốc Lý. Trước đó Bùi Khiêm thả tin tức giả ra ngoài, quả thật đã đánh lừa được tổng giám đốc Lý. Lần này, Tổng Giám đốc Lý không phải là vì chèn ép quán cà phê Internet Netfi thử đầu tư, mà là cảm thấy đầu tư chỗ Bùi Khiêm nhất định sẽ hot, cho nên đến để tăng thêm nhiệt độ. Sau khi cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netfi nổi tiếng, quả thật đã mang đến lưu lượng rất lớn cho con phố đó, mặc dù các cửa hàng xung quanh không được hoan nghênh như quán cà phê Internet Netfi, nhưng về cơ bản cũng đều được lợi từ nó. Trong sự kiện lần đó, Tổng Giám đốc Lý kiếm một chút, nhưng không kiếm được nhiều cân nhắc đến việc tổng giám đốc Lý đi lại giữa nhiều lĩnh vực khác nhau có thể kiếm nhiều tiền hơn, đối với hắn mà nói thì đó lại là lỗ. Mặc dù tổng giám đốc Lý có vài mối quan hệ đầu tư với mấy cửa hàng đang hoạt động kia, nhưng dù sao đầu tư cũng không nhiều, giai đoạn trước bán giảm giá một thời gian lại tiêu tốn không ít tiền, cho nên người đặt cao kỳ vọng như tổng giám đốc Lý nhất định sẽ không hài lòng với điều này. Còn tình huống lần này lại khác. Lưu lượng khách của Sơn Trang Minh Vân gần đây quả thật quá thấp, cho nên cửa hàng chẳng mấy ai cần, bây giờ giá thành giảm rất thấp nếu như sơn trang minh vân thật sự lại được tổng giám đốc bùi làm cho hot vậy thì mấy cửa hàng này trong nháy mắt sẽ biến thành cây dụng tiền bất kể là để lại trong tay kiếm tiền hay là trực tiếp bán đi chắc chắn đều có thể kiếm được một khoản tiền lớn đến lúc đó tổng giám đốc lý đâu còn đơn giản là hút canh gì đó nữa nhưng tiền đề của tất cả những điều này là vùng lân cận sơn trang minh vân thật sự có thể hot mới được bùi khiêm không khỏi xúc động tổng giám đốc lý à tổng giám đốc lý suy luận của người rất hoàn hảo nhưng người đã bỏ qua một điều kiện đã biết đương nhiên việc này cũng không thể trách tổng giám đốc lý ai mà ngờ trên thế giới này lại có hệ thống càng thua lỗ thì càng kiếm được nhiều chứ ở trong nháy mắt này thậm chí bùi khiêm còn hơi động lòng trắc ẩn nếu như là người khác thì tổng giám đốc bùi chắc chắn sẽ không nâng tay nhưng lòng nhiệt tình của tổng giám đốc lý đã bị bùi khiêm lừa một lần cũng không thể bắt một con cừu ra sức nhổ được lỡ trụi mất thì phải làm sao cho nên bùi khiêm định ám chỉ cho tổng giám đốc lý một chút để hắn đừng đầu tư quá lớn cho đến bây giờ tổng giám đốc lý đã đầu tư vào một chuỗi các quán cà phê internet còn đầu tư thêm một quán bar, một quán cà phê và một phòng đánh cờ đã giúp cho Bùi Khiêm rất nhiều. Ngộ nhỡ tổng giám đốc Lý vẫn muốn đầu tư thêm, tiếp tục bỏ tiền ra thì phải làm sao? Vậy thì Bùi Khiêm lại phải lo lắng rồi, làn sóng này nhổ trụi luôn tổng giám đốc Lý thì sau này không cách nào có thể duy trì phát triển được. Để tổng giám đốc Lý lỗ ít một chút cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm định ám chỉ cho tổng giám đốc Lý một chút. Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu cocktail, dùng giọng nói hết sức chân thành nói, "Tổng giám đốc Lý, thật không dám giấu giếm, lần trước cửa hàng chính của cà phê internet nét phi hot lên là có một phần vận khí nhất định quán sơn trại minh vân này muốn sao chép thành công của cửa hàng chính về cơ bản là không thể được xác suất khiến vùng lân cận này thật sự có thể hot lên quả thực không cao ta cũng chỉ tiện tay thử một chút bùi khiêm đã cố gắng ám chỉ rồi lý thạch cười bày ra dáng vẻ ta hiểu tổng giám đốc bùi ngươi quá khiêm tốn rồi mỗi lần thành công đương nhiên đều có vài phần vận khí điều này rất bình thường nhưng kẻ tầm thường chỉ biết chờ đợi vận khí còn thiên tài sẽ tạo ra vận khí. Theo ta thấy, Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn là người tạo ra vận khí. Theo ta biết, Tổng Giám đốc Bùi đầu tư rất nhiều vào khu vực này. Ngoại trừ quán cà phê Internet, Tổng Giám đốc Bùi còn mở một tu cục nghịch phong ở đây, hơn nữa trước đó hình như còn cùng Tổng Giám đốc Mã tới gần đây để khảo sát hoàn cảnh kinh doanh của khu vực này. Nếu cảm thấy không có lãi, thì Tổng Giám đốc Bùi cũng không kiên trì đến bây giờ. Ý tốt của Tổng Giám đốc Bùi ta xin nhận, nhưng cũng có phần xem thường ta rồi. Đầu tư có nguy hiểm, ta tham gia vào vòng đầu tư lâu như vậy, điều này ta vẫn nhận thức được. Phải, phí công khuyên bảo. Bùi khiêm không khỏi cảm khái, được rồi, nếu trong lòng Tổng Giám Đốc Lý đã hiểu rõ, vậy thì ta không nói nhiều nữa, chỉ có thể chúc người may mắn. Cũng may là Tổng Giám Đốc Lý vẫn chưa biết chuyện mua biệt thự mở bếp riêng, nếu chuyện này cũng để cho Tổng Giám Đốc Lý biết, thì ý nghĩ của hắn chắc chắn sẽ càng kiên định hơn. Bùi khiêm giơ tay lên, gọi người phục vụ, sau này Tổng Giám Đốc Lý lại đến, tất cả đều không tính tiền. Tổng Giám Đốc Lý à Tổng Giám Đốc Lý, người giúp ta nhiều như vậy ta cũng không thể báo đáp, chỉ có thể mời người uống thêm vài ly rượu thôi trong lòng lý thạch không khỏi cảm thấy ấm áp đối với hắn mà nói đương nhiên không quan tâm mấy ly rượu kia nhưng chuyện không tính tiền mãi mãi này là đại diện của thành ý của tổng giám đốc bùi phần hữu nghị này chính là vô giá lý thạch không kìm được mà thầm khen ngợi mặc dù tổng giám đốc bùi còn trẻ tuổi nhưng làm việc thật sự rất thoải mái lý thạch giơ ly rượu lên cảm ơn tổng giám đốc bùi hy vọng chúng ta có thể cùng có lợi cùng kiếm được một khoản tiền lớn bùi khiêm cụng ly với hắn mỉm cười chịu đựng lời nguyền rùa độc ác trôn con mẹ nó ở dưới đáy lòng. Ngày 11 tháng 8, Liêm Thương Dương, Giám đốc Lâm, cho nên, cuối cùng chúng ta chọn hắn, Diệp Chi Chu không tự tin nói. Ừm, um, chọn hắn đi, Lâm vãn rõ ràng là miễn cũng đồng ý, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trước đó sau khi cầm được phương án tuyên truyền từ phía Tổng Giám đốc Bùi, Game Thương Dương cũng dựa theo đề nghị của Tổng Giám đốc Bùi, đi liên hệ với mấy minh tinh của Hương Cảng, bất kể là người bây giờ còn khá hot, hay là đã hơi lỗi thời, đều tiếp xúc một chút, nhưng giá cả lại hơi khó thỏa thuận. Bây giờ các minh tinh Hồng Kông vẫn đang ăn khách, yêu cầu giá cơ bản đều là hơn 5 triệu một năm, rẻ nhất cũng phải 2-3 triệu làm nền tảng. Phải biết rằng, kinh phí nghiên cứu chiến ca nhiệt huyết phiên bản bao ở ấp cũng mới chỉ khoảng 5 triệu. Kinh phí tổng giám đốc Bùi dự tính cho tuyên truyền là hơn 3 triệu. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân vốn cho rằng cho dù hoang phí cũng không chắc có thể tiêu hết được, kết quả vừa hỏi báo giá đại ngôn của Minh Tinh, mới phát hiện bản thân thật sự quá trẻ người non dạ. Trước đó chiến ca nhiệt huyết cũng đã từng quảng cáo, nhưng căn bản chưa từng mời kiểu Minh Tinh này chi phí tiêu tốn cho tuyên truyền tính tới tính nuôi cũng chỉ mấy trăm nghìn mà thôi so sánh hai bên diệp chi chu lập tức cảm thấy quá đắt rất không có lợi lâm vãn cũng không hài lòng với bảng giá này chủ yếu là do cảm thấy giá quá thấp tuy nói thông báo lượng tiêu thụ rất quan trọng đối với game nhưng lâm vãn vẫn luôn làm việc ở đằng đạt nhìn thấy mấy game khác đều không tiêu tốn nhiều tiền tuyên truyền cũng hot như vậy tốn 5 triệu 11 một minh tinh hồng kông về đại diện điều đó có tác dụng quần que gì cho nên lâm vãn cảm thấy tỷ lệ giá quá kém nhưng phương án tuyên truyền của tổng giám đốc bùi đang bày ở đây nên mời minh tinh thì vẫn phải mời ba người chọn lựa cuối cùng chọn một người có tỷ lệ giá chấp nhận được từ trong một đống minh tinh hồng kông trương tổ đình năm nay 41 tuổi mặc dù bây giờ đã khá lỗi thời mấy bộ phim gần đây toàn bộ đều gây được tiếng vang nhưng lúc còn trẻ cũng được coi như là tiểu sinh ăn khách từng diễn rất nhiều phim truyền hình nổi tiếng sức ảnh hưởng trong lứa trung niên cũng không tính là yếu phí đại ngôn ước chừng 2 triệu là có thể tóm được mặc dù lâm vãn vẫn cảm thấy hơi đắt nhưng đã rẻ hơn những người khác rồi cứ như vậy số tiền còn lại còn có thể mua thêm trang mạng quảng cáo cho nên tổng hợp xem xét lại nhiều lần nội bộ game thương dương đã nhất trí thông qua chính là hắn chuyện tiếp theo chính là mời trương tổ đình đến kinh châu một chuyến ký hợp đồng đóng quảng cáo đương nhiên không diễn ở kinh châu cũng được nhưng mọi người đều cảm thấy nếu đã tốn phí đại ngôn rồi thì nhất định phải tìm cơ hội xem mới được cho dù là minh tinh đã lỗi thời cùng chụp chung một tấm ảnh muốn được ký tên cũng có thể lấy le một chút ở trước mặt minh tinh mà vậy thì quyết định vậy đi mời Trương Tổ Đình tới Kinh Châu một chuyến. Cho nên, Trương Tổ Đình là ai? Nhìn tin nhắn Lâm Vãn gửi đến, phản ứng đầu tiên của Bùi Khiêm là hoang mang. Chưa từng nghe nói gì về người này. Hỏi An Du mới biết, thì ra là một minh tinh Hồng Kông đã lỗi thời. Lâm Vãn tiếp tục gửi tin nhắn, Tổng Giám đốc Bùi, bọn ta cũng đã chọn rất nhiều minh tinh Hồng Kông, có vài người muốn giá khá cao, đều hơn 5 triệu, bọn ta cảm thấy tỷ suất giá không cao, cho nên đã tìm Trương Tổ Đình. Mặc dù danh tiếng hiện tại không bằng trước kia, nhưng khoảng 2 triệu là có thể mời được. Bùi Khiêm lập tức không vui. Đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, sao còn ở đây giữ lại chi phí 2 3 triệu cho hắn vậy? 5 triệu là 5 triệu, nhưng nghĩ lại thì vẫn là bỏ đi, dù sao Minh Tinh Hồng Kông muốn giá càng cao thì càng hot, bản thân tự mang theo lưu lượng, ngộ nhỡ thật sự đưa đến một nhóm người chơi lớn, khiến Bùi Khiêm lỗ ít tiền, vậy thì cũng là mất nhiều hơn được. 2 triệu thì 2 triệu vậy, số tiền tiết kiệm được thì nghĩ cách khác chi tiêu ở bên ngoài đi. Lâm Vãn lại nhắn tin hỏi, Tổng giám đốc Bùi, có thể ngày kia Trương Tổ Đình sẽ đến Kinh Châu, Đến lúc đó ngươi có định đến hiện trường để xem quay quảng cáo không?" Bùi Khiêm lập tức trả lời, "Ừm, um, xem thử, nghe nói vị tiền bối này còn từng lấy được ảnh đế, ta cũng đến gần quan sát kỹ năng diễn xuất của hắn một chút." "Đợi chút, công tác tiếp đón của các ngươi như thế nào rồi?" "Lâm Vãn, yên tâm đi tổng giám đốc Bùi, đều sắp xếp xong rồi, xe thương vụ đặc biệt để đưa đón hắn và người quản lý, chỗ nghỉ ngơi được sắp xếp ở khách sạn 5 sao, tuyệt đối sẽ không giảm giá." "Đồ ăn thì sao?" Bùi Khiêm hỏi. "Lâm Vãn, a, tạm định là dùng cơm ở khách sạn." đã đặt phục vụ bữa ăn cao cấp trong thời gian quay. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Quá thất lễ, từ xa tới là khách, mặc dù mọi người chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, nhưng lễ nghĩa nhất định phải có. Như vậy đi, ta đưa số của cửa hàng Trường Lâm của nhà bếp tư nhân Minh Vân cho ngươi, ngươi hẹn trước, đến lúc đó đợi Trương Tổ Đình đến rồi, thì đến nhà bếp tư nhân Minh Vân đón gió cho hắn trước, sau đó hãy từ từ nói về chuyện quay phim. Bùi Khiêm suy nghĩ, công việc tiếp đãi thuộc về lý do chính đáng, đến nhà bếp tư nhân minh vân ăn một bữa không quá đáng đây chứ đương nhiên tất cả công việc tiếp đãi đều dẫn về bên phía nhà bếp tư nhân minh vân cũng có thể tồn tại một chút nguy hiểm ví dụ như để lộ tin tức nhưng bùi khiêm đã nghĩ xong cách tránh né nguy hiểm lâm vãn à vâng tổng giám đốc bùi là ta cân nhắc không chu toàn vậy ta đi đặt trước ngày 14 tháng 8, thứ bảy trương tổ đình xuống máy bay lần đầu đặt chân lên vùng đất của thành phố kinh châu là một thành phố hạng hai trong nước cảm giác tồn tại của thành phố kinh châu cũng không tính là mạnh Trương Tổ Đình cũng có hiểu biết mơ hồ về thành phố Kinh Châu. Nhưng, nếu đi một chuyến đã có thể lấy được 2 triệu, thì hắn cũng không cảm thấy phiền phức. Trương Tổ Đình đã hơn 40 tuổi, mặc dù lúc còn trẻ cũng là đại diện cho những tiểu sinh điển trai, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được dòng chảy thời gian, bây giờ đang dần dần rèn giữa lại kỹ năng diễn xuất, truyền hình theo hướng tiền bố trung niên. Đương nhiên, bởi vì lĩnh vực điện ảnh đang xảy ra biến đổi lớn, cho nên nhóm ngôi sao điện ảnh như bọn họ cũng càng ngày càng không được ưa thích, việc lỗi thời khó mà tránh khỏi. Cho nên, cơ hội kiếm tiền tương tự trương tổ đình cũng khó mà từ chối khác với những minh tinh tiểu thị tươi đang nổi tiếng vừa ra cửa đã tiền hô hậu ủng trương tổ đình vẫn khá khiêm tốn lần này tới chỉ đưa một trợ lý theo dù sao đối phương cũng đã nói quảng cáo lần này chỉ cần quay một ngày là xong ngày 14 đến kinh châu sau khi đón gió rồi nghỉ ngơi một đêm buổi sáng hôm sau quay hết tất cả quảng cáo trong một lượt buổi chiều là có thể ngồi máy bay rời đi rồi đối với chuyến đi đến kinh châu lần này trương tổ đình cũng không ôm kỳ vọng quá cao dù sao công ty game ở nơi kinh châu này có thể là công ty lớn gì chứ lần này quay quảng cáo cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi ngài trương mời lên xe tổng giám đốc bùi của bọn ta đã chuẩn bị xong bữa tiệc đón gió cho ngươi rồi bên cạnh xe thương vụ lâm vãn mỉm cười nói nhà bếp tư nhân minh vân từ trên xe bước xuống trương tổ đình có chút hoang mang đây là có ý gì đây là đâu trước mặt là một căn biệt thự nhìn như không có đặc điểm gì mặc dù trương tổ đình thấy cái nhà này rất lớn rất rộng rãi trang trí cũng rất sang trọng nhưng hắn cũng biết bên trong căn nhà này không tính là hiếm thấy, ông chủ của một công ty game có thể mua được một căn nhà như vậy cũng không kỳ lạ. Nhưng vấn đề là, tại sao lại đón gió ở chỗ này? Chẳng lẽ ông chủ này muốn chiêu đãi hắn ở trong nhà của mình? Trương Tổ Đình còn đang hoang mang, Lâm Vãn đã đưa hắn vào trong, đi thẳng tới căn phòng có phong cảnh đẹp nhất. Căn phòng ở tầng 3 của biệt thự, có một cửa sổ sát sàn rất lớn, nhìn qua cửa sổ vừa hay có thể nhìn thấy cảnh hồng hôn. Mặt trời chiều đang dần dần lặn xuống, ánh sáng màu vàng chiếu lên hồ bơi không giới hạn ở bên ngoài hiện ra ánh chiều tà màu vàng nhạt. Cây cối xanh um tươi tốt ở xung quanh sườn núi, thấp thoáng dưới tán cây, toàn bộ khu biệt thự ở phía xa đều có thể thu hết vào mắt, có cảm giác như đang nhìn tất cả các ngọn núi nhỏ. Còn ở giữa căn phòng là một cái bàn ăn, không phải là một bàn tiệc lớn có thể chứa mười mấy người, mà là có thể ngồi vừa đủ bốn người. Căn phòng hiển nhiên đã được sắp xếp cẩn thận, bất kể là bàn ghế, tranh vẽ trang trí trong phòng hay là khăn ăn trên bàn, bó hoa đều rất phù hợp với hoàn cảnh. Đây cũng là sau khi hẹn trước, các nhân viên nhà bếp tư nhân minh vân đã giải công bố trí trương tổ đình bừng tỉnh thì ra đây không phải là nhà ở tư nhân mà là một quán ăn đắt tiền có một không hai bùi khiêm đứng dậy nhanh đón bắt tay với trương tổ đình ngài trương từ xa tới đây hoan nghênh hoan nghênh kinh châu là một nơi nhỏ cũng không có gì đặc biệt chỉ có thể mời ngài trương ăn bữa cơm nhạt mời ngồi trương tổ đình cũng nhiệt tình đáp lễ cùng người quản lý ngồi xuống trên bàn chỉ có bốn người bùi khiêm lâm vãn trương tổ đình và người quản lý ngoài ra chính là người phục vụ đi đi lại lại dựa theo thời gian và tần suất nhất định bê đồ ăn lên cho mọi người bùi khiêm từng muốn tìm thêm vài người đi cùng còn có thể ăn nhiều một chút nhưng nhiều người sẽ rất rối loạn hơn nữa có thể sẽ có cảm giác bị đè nén cho nên bùi khiêm suy nghĩ vẫn là để số người ít một chút để trương tổ đình có thể vui vẻ hồng thụ thức ăn ngon mà không bị áp lực gì mọi người vừa ăn vừa trò chuyện bùi khiêm hoàn toàn không hiểu trương tổ đình thậm chí đến cả việc hắn từng diễn phim gì cũng không biết nhưng cái này cũng không sao dù sao trương tổ đình cũng không biết bùi khiêm làm game gì Mọi người đều khen tượng trưng nhau, không cần quá quan tâm. Cũng may Lâm Vãn từng học qua, tùy ý trò chuyện về năm tháng huy hoàng lúc còn trẻ của Trương Tổ Đình, khiến tâm trạng của hắn rất tốt. Ăn hai miếng, Trương Tổ Đình ngạc nhiên phát hiện, đồ ăn ở đây không khỏi quá phong phú đấy chứ. Mấy năm nay hắn cũng tiếp nhận không ít tiệc chiêu đãi, cho dù là tiệc chiêu đãi bạn bè hay là chiêu đãi công việc, cũng đã ăn qua rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng thật sự rất ít khi có thể ăn những món ăn tuyệt vời như vậy như ngày hôm nay. Đương nhiên, loại mỹ vị này càng không phải đến từ các loại gia vị và chất phụ gia mà mỹ vị này đến từ chính bản thân nguyên liệu đây là hiệu quả chỉ có được khi chọn nguyên liệu nấu ăn đắt tiền mới có thể nấu ra trương tổ đình càng ăn thì càng cảm thấy kinh ngạc không ngờ thành phố kinh châu nhỏ bé này lại có quán ăn thâm tàng bất lộ như vậy vị tổng giám đốc bùi này mời mình ăn thức ăn có giá trị như vậy thành ý này đúng là rất đầy đủ trương tổ đình vốn không phải là kiểu minh tinh sẽ thể hiện với thương hiệu lớn mà luôn được biết đến như một người bình dị dễ gần bây giờ vừa ăn vừa nói chuyện với tổng giám đốc bùi càng trò chuyện càng thoải mái thức ăn trước đó đều nhỏ và tinh xảo sau khi ăn hết người phục vụ sẽ lập tức lấy đi, đổi thành món ăn khác. Mặc dù cũng rất ngon, nhưng vẫn có chút không thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, món ăn chính đã đến. Sau khi nếm thử mấy món khai vị tuyệt vời, thì người phục vụ bê lên một con cua hoàng đế to lớn, từ trên đầu suy đoán phải có khoảng 10 cân, e rằng chỉ riêng giá của nguyên liệu nấu ăn đã tới 6-7 nghìn đồng. Trương Tổ Đình khá tốt, dù sao cũng là người từng trải, nhưng trợ lý nhỏ của hắn hiển nhiên chưa từng nhìn thấy loại trận chiến này, ánh mắt thẳng tắp, xem ra rất muốn lấy điện thoại ra chụp một tấm nhưng lại cảm thấy không ổn thỏa bùi khiêm cười nói dùng tâm thưởng thức mới có thể không bỏ sót một mỹ vị nào của nguyên liệu nấu ăn một khi chụp ảnh mùi vị sẽ thay đổi người quản lý vốn muốn thỏ tay về phía điện thoại rụt lại nhà hàng có bầu không khí tốt thế này thức ăn có vẻ ngoài tinh tế thế này không thể chụp ảnh làm màu trước mặt bạn bè thật khó chịu không chụp ảnh lại thì sao có thể chia sẻ với người khác rằng mình đã từng ăn món ăn tuyệt vời thế này đây rất khó chịu nhưng nghe cách nói của tổng giám đốc bùi hình như rất có lý những món ngon thế này không chỉ phải nếm bằng đầu lười mà còn phải cảm nhận bằng trái tim nữa. Nếu có tâm lý chụp ảnh loài người khác, thế thì lúc ăn sẽ không thể chăm chú, đương nhiên mùi vị thơm ngon cũng kém đi. Tựa như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, có những người đặt hết sức chú ý lên tác phẩm nghệ thuật, hết sức chăm chú, thưởng thức được mỹ cảm động lòng người của nó. Mà cũng có nhiều người cầm máy ảnh chụp như điên, trong đầu toàn là ánh sáng, cấu trúc, đương nhiên sẽ bỏ lỡ cảm nhận tác phẩm nghệ thuật mang đến cho mình lúc đó không ít thì nhiều. Mà thứ như món ngon cũng cần thái độ chăm chú chăm chăm chụp ảnh đương nhiên sẽ làm phân tán sức chú ý không thể tập trung tinh thần hoàn toàn để thưởng thức vị ngon của món ăn suy ngẫm từ điều này tổng giám đốc bùi nói rất đúng người quản lý im lặng cất điện thoại không có suy nghĩ chụp ảnh lưu niệm nữa nhân viên phục vụ bên cạnh nghiêm túc xử lý con cua hoàng đế khổng lồ này dùng chiếc kéo đẹp đẽ cắt chân cua ra lấy thịt cua bên trong ra sau đó để gạch cua vàng ươm đựng trong vỏ cua cùng với thịt cua sau đó đặt nước chấm trước mặt mỗi người đợi thưởng thức cái này chỉ là chia ra từng phần tinh hoa nhất sau đó mang những phần còn lại ví dụ như càng khổng lồ vào bếp xử lý bóc hết thịt cua của bộ phận khác ra đặt lên bàn bùi khiêm giơ tay anh trương mời trương tổ đình và người quản lý của hắn nhìn thịt cua và gạch cua thơm phức trước mặt mở mang khẩu vị nhất là người quản lý của trương tổ đình cảm thấy lần này mình đến kinh châu thật sự quá lãi thật ra trương tổ đình nhận được hai triệu thủ lao đại ngôn nhưng người quản lý thì chẳng có một cắc đối với người quản lý này lần này đến kinh châu vốn là một chuyến công tác rất bình thường vốn không mong đợi gì nào ngờ lại có thể ăn ngon thế này không nói đến những thứ khác ngồi máy bay đến kinh châu ăn cua hoàng đế hiếm thế thế này cũng xem như lãi lắm rồi trương tổ đình ăn cua mà không khỏi thầm cảm động hắn cảm thấy tổng giám đốc bùi coi trọng mình tuy nói rằng nhiệm vụ quay ngày mai không nặng nề gì nhưng nhất định sẽ quay nghiêm túc phát huy 120% trăm hai kỹ năng diễn xuất của mình hoàn thành xuất sắc quảng cáo này sáng hôm sau studio trương tổ đình đã mặc trình tề trông vô cùng uy vũ trên người là bộ giáp màu hồng bạc trên vai có hai đầu rồng màu vàng chạm trổ tinh xảo rất có chất lượng Bộ trang phục này được đặt riêng, tạo hình thời trang đẳng cấp trong chiến ca nhiệt huyết phiên bản bao ở ấp. Ngoài ra còn có một cây đại đao vàng cao gần bằng một người, lóe sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Đương nhiên giáp và đại đao không phải kim loại nên không nặng lắm, Trương Tổ Đình vung lên cũng không tốn sức lắm. Có điều Trương Tổ Đình xem tạo hình của mình xong thì toàn thân lâm vào trạng thái sững sờ. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Sau bữa cơm hôm qua, Trương Tổ Đình đã quyết sẽ dùng 120% kỹ năng diễn xuất của mình để đền đáp cô hoàng đế của tổng giám đốc Bùi nhưng hôm nay đến studio tất cả mọi chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của trương tổ đình thứ quỷ gì đây trang phục đạo cụ phô trương này là sao trương tổ đình cũng quay nhiều phim cổ trang rồi nhưng trước giờ chưa thấy giáp và vũ khí phô trương thế này bao giờ cầm đại đao trên tay trương tổ đình có thể cảm nhận được dường như có con số âm một âm một liên tục bay trên đầu mình hình như đó là y quy giảm liên tục của hắn hắn mù mịt nhìn về phía tổng giám đốc bùi nhưng tổng giám đốc bùi lại giơ ngón cái với hắn trông có vẻ hết sức hài lòng với tạo hình của hắn đây là lời thoại ngươi xem thử đi, rất đơn giản, chỉ mấy câu thôi. Nhân viên bên cạnh đưa lời thoại sang. Chỉ có một trang giấy, với lại chứ cũng rất to, phòng trừng sợ Trương Tổ Đình cận thị. Trương Tổ Đình tự tin nhận lấy. Học thuộc lòng thoại thôi, đó chẳng phải là chuyện dễ như bỡn sao. Hắn không giống mấy ai đồ giới trẻ chỉ biết đến 1, 2, 3, 4, hậu kỳ phối âm khớp khẩu hình, xem lời thoại mấy lần là có thể thuộc rồi. Tuy vì khẩu âm Hồng Kông, nhiều lúc phải phối âm lại, nhưng chí ít khẩu hình vẫn đúng. Vừa nhìn thoại bên trên. Xin chào, ta là Trương Tổ Đình, ta từng diễn rất nhiều phim, nhưng game thì ta chỉ chơi mỗi chiến ca nhiệt huyết phiên bản bao ở ấp game công bằng, để mỗi người đều có thể trải nghiệm cảm giác sung sướng của đại gia, đến được là lãi, chiến trường tối nay, ta chính là anh em của người. Trương Tổ Đình mê chiến ca nhiệt huyết phiên bản bao ở ấp rồi, đêm này chơi quá đã, bỏ lỡ thì ngươi phải đợi 120 năm. Đây là phiên bản hoàn toàn mới ngươi chưa từng chơi bao giờ, chỉ cần trải nghiệm 3 phút, ngươi sẽ yêu game này như ta. Lời thoại vậy thôi, tổng công cũng chưa quá 10 câu, một trang là có thể vết hết rồi trương tổ đình hơi sững sờ cốt chuyện đâu dù gì ta cũng là ảnh đế tuy hơi hụt hơi nhưng ta đã tôi luyện không ngừng kỹ năng diễn xuất ngày càng tuyệt rồi lần này đã chuẩn bị sẵn sàng dâng hiến kỹ năng diễn xuất oanh tạc kết quả gì đây nào có lời thoại gì rõ ràng là lời quảng cáo sơ sài cái này có thể dâng kỹ năng diễn xuất gì không nói đến mấy câu này có đáng hai triệu thủ lao đại ngôn không đến cả trang phục đạo cụ không rẻ này cũng rất lãng phí trương tổ đình ngoái lại nhìn bùi khiêm lần nữa lại nhận được một like khích lệ nữa từ chỗ tổng giám đốc bùi Trương Tổ Đình im lặng hít một hơi thật sâu, liếc mắt mấy lần học thuộc hết lời thoại. Bùi Khiêm đứng cạnh đạo diễn nói, không có gì, cứ bắt quay, tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của anh Trương. Bùi Khiêm hoàn toàn không để ý kỹ năng diễn xuất của Trương Tổ Đình có đang online không, hắn chỉ cần đối mặt với ông kính nói mấy câu này là được rồi. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Vừa nghe bắt đầu quay, Trương Tổ Đình vào trạng thái ngay. Không thể không nói diễn viên cốt cán đứng là diễn viên cốt cán, chuyên nghiệp hết sức. Cảm xúc của hắn tăng cao, biểu cảm trên mặt đã nhập vai hoàn toàn rồi nói với dáng vẻ đầy cảm xúc xin chào mọi người ta trụng chân giò ta là trương tổ đình phim thì ta đã diễn nhiều rồi nghe khẩu âm hồng công chính tông này suýt nữa bùi khiêm đã bật cười thú vị nhưng so với bản gốc thiếu sót duy nhất là trương tổ đình quá nhập vai kỹ năng diễn xuất của ảnh đế đột nhiên phát huy triệt đề dù có sự giúp đỡ của khẩu âm hồng công chính tông cũng chưa tự làm xấu đủ đô bản gốc lúc cha cha huy quay quảng cáo đang rất mệt không tập trung nên mới có cảnh nổi tiếng của cha cha huy nhưng hôm qua trương tổ đình vừa ăn cua hoàng đế lại nghỉ ngơi khỏe khoắn một đêm hôm nay đầy sức sống thêm việc hắn có rất có cảm tình với tổng giám đốc bùi nên cống hiến hết kỹ năng diễn xuất vậy là không đủ hoàn mỹ rồi đây là một phiên bản hoàn toàn mới người chưa từng trải nghiệm chỉ cần trải nghiệm 3 phút là người sẽ u mê game giống ta đọc xong câu quảng cáo cuối cùng rồi nghe tiếng cắt trương tổ đình nhìn sang bùi khiêm lần nữa tổng giám đốc bùi cũng giơ ngón cái like khích lệ hắn lần nữa trương tổ đình trột dạ vậy cũng được lúc đọc lời thoại hắn cảm thấy ngượng đến lạ nếu không phải dựa vào sự chuyên nghiệp tôi luyện bao nhiêu năm thậm chí hắn còn không trụ nổi vậy mà tổng giám đốc bùi cảm thấy rất tốt à không thể nào chắc chắn vẫn có chỗ cải thiện quả nhiên nhận viên vẫn chưa giải tán bùi khiêm đến trước mặt trương tổ đình chỉ điểm đơn giản mấy câu ngài trương trạng thái vừa nãy rất tốt có điều vẫn cần cải thiện một chút ngươi cũng biết chúng ta không quay điện ảnh thật sự là quảng cáo trong quảng cáo này ngươi phải diễn hình tượng đại ca người chơi tốt nhất là có thể lười nhác một chút tùy tiện một chút như vậy có thể cho mọi người cảm giác gần gũi hơn. Tùy tiện một chút, đừng căng quá, ngươi thả lòng đầu óc, dùng trạng thái tùy tiện nhất 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 đọc thoại. Trương Tổ Đình thấy Bùi Khiêm sang, vốn tưởng hắn sẽ nhắc nhở về khía cạnh diễn xuất, hoặc thay đổi mấy lời thoại tương đối cứng nhắc này, nhưng tổng giám đốc Bùi lại bảo hắn hạ thấp kỹ năng diễn xuất xuống chút, lười nhác, tùy tiện hơn chút. Trương Tổ Đình hơi mờ mịt, nhưng tổng giám đốc Bùi đã nhắc rồi thì chỉ có thể thử thôi. Quay lại lần nữa. Xin chào, ta Lục Chân Giò, ta đã đóng nhiều phim rồi. Lần này, rõ ràng trạng thái của trương tổ đình đúng hơn rồi đương nhiên kỹ năng diễn xuất cũng sụp đổ ngượng ngùng hơn nhiều bùi khiêm hài lòng gật đầu được tuyệt vời tuy vẫn chưa hoàn hảo kỹ năng diễn xuất của trương tổ đình cản trở quá nhưng có thể làm đến mức này bùi khiêm đã rất hài lòng rồi đọc hết thoại đạo diễn lại hô cắt trương tổ đình bất ổn từ đầu đến chấn hắn cảm thấy lần này khó xử hơn lần trước quả là ngượng chết được là một ảnh đế trương tổ đình đã từng trải nghiệm cảm giác bất lực không thể diễn phần mình lâu rồi ngay lúc này hắn như một đào kép áo và không hiểu gì lúng cuống mù mờ tổng giám đốc bùi thật ngại quá trạng thái của ta không ổn lắm ngươi đợi ta tìm cảm giác quay lại lần nữa trương tổ đình định thả lòng bản thân dằn vặt xem rốt cuộc nên nói mấy câu thoại này thế nào bùi khiêm lắc đầu không cần lần này đã qua rồi rất tuyệt vời đừng quay nữa việc ghi hình đã xong rồi ngươi có thể về khách sạn nghỉ ngơi Chờ ta sắp xếp người tiễn ngươi đến sân bay lần này hợp tác với ngươi vô cùng vui vẻ trương tổ đình sững sờ quay xong rồi hắn nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng hắn đến phim trường, trang điểm nửa tiếng, tốn 10 phút mới mặc xong áo giáp, sau đó học lời thoại 10 phút, rồi quay hai lần. Kết quả, chưa đến 10 giờ đã quay xong hết rồi. Trương Tổ Đình lộ vẻ lúng túng, khoan đã tổng giám đốc bùi, vừa nãy ta diễn không ổn lắm, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quảng cáo, nên sẽ quay lại bao giờ hoàn hảo thì thôi. Với lại, phát ẩm tiếng phổ thông của ta không chuẩn lắm, các ngươi nhớ tìm phối âm. Bùi khiêm cười cười, cái này ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ suy xét tình hình cụ thể các dữ liệu video hoặc tìm người chuyên phối âm theo nhu cầu hàm ý sâu xa là nếu không có nhu cầu thì chúng ta không cắt cũng không phối âm trương tổ đình nào nghe ra được hàm ý sâu xa của bùi khiêm nghe tổng giám đốc bùi tỏ ý sẽ suy xét tình người phối âm cho thì yên tâm hẳn hắn vẫn hơi xoắn suýt về diễn xuất của mình ban nãy nhưng tổng giám đốc bùi là bên a đã hài lòng rồi nhân viên cũng thu dọn chuẩn bị đi rồi miễn cưỡng yêu cầu quay lại nữa thì hình như hơi vô lý huống chi dù quay lại lần nữa trương tổ đình cũng không có lòng tin có thể đọc tốt mấy câu thoại kia nên trương tổ đình chỉ có thể âu sầu rời đi không phải buồn vì diễn không tốt quan trọng là cảm thấy tiếc con cô lớn kia của tổng giám đốc bùi hôm nay vất vả rồi ngươi về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe đi chào mừng đến kinh châu chơi bùi khiêm vui vẻ tiễn trương tổ đình tâm trạng siêu tốt quay xong quảng cáo này tức là chiến ca nhiệt huyết phiên bản bao ở ấp đã đi trên con đường lỗ tiền không lối về rồi quảng cáo đuổi người chơi phản cảm với web game truyền thống trong game không có chỗ đập tiền đuổi nốt mấy phú hào mê web game truyền thống một công đôi việc hiệu quả vượt trội sau khi tiễn trương tổ đình mấy người game thương dương bắt đầu bận bịu các đoạn tài nguyên này thành quảng cáo phù hợp quảng cáo trên website website video và một vài nơi khác hình thức và thời gian yêu cầu khác nhau ví dụ như quảng cáo ở vài nơi chỉ có thể là biểu ngữ mở cửa sổ lên mà có quảng cáo ở nhiều nơi lại là video ngắn mấy giây mấy chục giây nên cùng một tài nguyên cũng thay đổi rất nhiều hình thức khác nhau quảng cáo mấy chục giây thành mấy giây đương nhiên phải nghĩ cách giữ lại phần tinh túy nhất trong quảng cáo rồi lúc này mọi người phát hiện sự nhìn xa trông rộng của tổng giám đốc bùi khi hình đoạn video này, tùy tiện cắt cũng thành quảng cáo web game hoàn hảo. Vì mấy câu chương tổ đình nói này, cơ bản đều là câu ngắn, với lại lượng thông tin bao hàm không nhỏ, sau khi cắt đại, lắp ghép lại, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ý ban đầu, điều này trừ nhiều chỗ cho hậu kỳ hát huy cắt ghép. Nếu sau này có người chơi xem chán đoạn quảng cáo này rồi thì cắt quảng cáo mới. Tổng giám đốc Bùi, tiếng phổ thông của Trưng Tổ Đình không ổn lắm, cảm thấy hơi khó xử, có cần tìm diễn viên chuyên nghiệp phối âm đến để phối âm không? Bây giờ phối âm cũng không đắt lắm, Diệp Chi Chu đề nghị bùi khiêm lắc đầu ngay không cứ như vậy người phải tin tưởng kỹ năng diễn xuất của ảnh đế và căn cơ lời thoại với lại vô hình chung cảm giác tự nhiên thế này có thể kéo gần khoảng cách với người xem nếu tìm người phối âm chuyên nghiệp thế thì mất đi linh hồn rồi hiểu chưa à diệp chi chu lờ mờ cảm thấy bùi khiêm nói có vấn đề nhưng nghĩ nghĩ video khó xử cũng quay xong rồi còn quan tâm cắt thế nào sao dựa vào suy đoán của giám đốc lâm tổng giám đốc bùi cố ý tìm ngôi sao hồng kông để quay video khó xử thế này chính là để có thể thu hút người chơi web game truyền thống và chơi game. Như vậy, quảng cáo này không liên quan gì độ đồ sộ, cắt lúng túng một chút cũng xem như hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, Diệp Chi Chu cũng không nói gì nữa, chỉ thành thật chuẩn bị ổn thỏa tài nguyên tuyên truyền, đợi sau khi game nghiên cứu và phát triển xong sẽ phát sóng quảng cáo này khắp nơi. Bây giờ chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Up đã nghiên cứu phát triển được trường nửa tháng. Tuy nói rằng game này xem như chế tác từ con số không, nhưng về cơ bản thì cách chơi vẫn là cách quen thuộc của chiến ca nhiệt huyết, rất nhiều yêu cầu đồ họa vô cùng rõ ràng chỉ cần cập nhật chút đỉnh là được. Lượng công việc chủ yếu là mặt đồ họa, mà đồ họa trong game được thuê ngoài mấy công ty rồi, tốc độ có tài nguyên rất nhanh. Phòng trừng đầu tháng 9 game này có thể nghiên cứu và phát triển xong, nhanh hơn dự tính một chút. Game nghiên cứu và phát triển xong sớm hơn thời hạn, có thể thêm thời gian thử nghiệm, nhằm tiến hàng điều chỉnh dữ liệu game cụ thể, cạnh tranh với game khác về mặt thời gian. Tóm lại, ưu thế rất nhiều. Bây giờ chuyện tuyên truyền đã làm xong rồi, Diệp Chi chủ định dồn hết sức lên việc nghiên cứu và phát triển để game này có thể nhanh chóng ra mắt người chơi. Bên kia Bùi Khiêm cũng đang bận rộn. Hắn vừa chú ý đến tiến độ nghiên cứu và phát triển bên game đẳng đạt, vừa cảnh giác tình huống bên phòng làm việc phi hoàng. Việc nghiên cứu và phát triển của quay đầu là bờ cũng thuận lợi, bây giờ đã hoàn thành được tầm 60%, tính toán theo tiến độ này, thêm thời gian thử nghiệm, chỉnh sửa, tối ưu hóa, giữa tháng 10 là có thể chính thức ra mắt. Bùi Khiêm bảo Lý Nhã Đạt chuẩn bị một bản đề mua có thể chơi, vì hắn muốn đích thân tự trải nghiệm vừa xem thử rốt cuộc độ khó của game này có đạt đến mức mình mong đợi không sẵn tiện tìm cơ hội lén nhét vũ khí chuyên thuộc của tổng giám đốc bùi vào nơi không ai nghĩ đến yêu cầu của hệ thống là bùi khiêm phải dựa vào năng lực bản thân để đánh qua game này nói một cách công bằng bùi khiêm cũng không gà lắm đương nhiên cũng không mạnh lắm hắn là người chơi bình thường là kiểu dẫn người chung phòng bệnh một chút hệ thống đưa ra yêu cầu thế này chủ yếu là để phòng bùi khiêm lợi dụng sơ hở ví dụ bùi khiêm thiết lập yêu quái nhỏ của ai đầu tiên mạnh hơn thuộc tính cơ bản của người chơi anh lần dù là sức tấn công tần số tấn công, tốc độ di chuyển đều đàn áp người chơi, dù người chơi có lợi hại đi chăng nữa cũng chỉ có thể đo ván trong một giây, hoặc chỉ có rất ít đại thần có thể miễn cưỡng đánh qua được. Như vậy là đời người chơi một cách ác ý, rất không hợp lý. Bây giờ hệ thống đưa ra yêu cầu như vậy, ý là một người chơi bình thường trình độ trung cấp trở lên hiểu được game, Bùi Khiêm có thể lấp cơ chế game, cố gắng thử nhiều lần, cũng có thể qua ải thành công. Như vậy, tuy trò chơi vẫn có thể khó, nhưng chí ít đa số người chơi vẫn có khả năng kiên trì. Nhưng Bùi Khiêm thông minh thế này, đương nhiên có thể nghĩ ra cái sách đối phó. Chủ yếu hắn suy xét ba khía cạnh, đầu tiên, hệ thống yêu cầu ta qua ải, nhưng không nói thời gian qua ải bao lâu. Ta chơi game này 100 lần, bắt đầu từ lúc ra bàn đề mô, chơi mãi đến khi trước một ngày ra mắt, cái này cũng xem như là qua ải rồi. Thứ hai, hệ thống cũng không yêu cầu ta dùng cách gì để qua ải. Ta giấu vũ khí vô cùng lợi hại bên trong, người bình thường không tìm được, ta cứ một mạch chém dừa cắt cải, cái này cũng xem như là qua ải rồi. Cuối cùng, hệ thống cũng không yêu cầu lốt cuộc kết cục qua ải thế nào có thể cho game này rất nhiều kết cục. Một kết cục trong đó chỉ cần đánh tầm 30% nội dung game trong game là được, thế thì ta chỉ cần qua kết cục ngắn nhất, không phải cũng xem như qua ải sao. Nên Bùi Khiêm đã chuẩn bị sẵn sàng, để mô của quay đầu là bờ vừa ra, mình sẽ sắp xếp vũ khí đặc biệt vào, sau đó luyện tập. Có thể 2-3 ngày nữa, để mua của game ra rồi, Tổng Giám đốc Bùi bận rộn hẳn. Nghe có vẻ hơi vất vả, nhưng người ta nói, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu thứ không ai chịu được, muốn lỗ mà, không cố gắng sao mà được vốn đầu tư vào quay đầu là bờ gần 20 triệu, tuyệt đối không thể để vụt mất. Ngoài ra, Bùi Khiêm muốn thay đổi hệ thống công ty nào đó một chút. Bây giờ game đằng đạt có quỹ dự án và chia lợi nhuận, 15% lãi dòng của game sẽ chia cho nhân viên dưới dạng tiền thưởng. Phòng làm việc phi hoàng cũng vậy, cũng chia cho các thành viên 30% lợi nhuận dưới dạng khuyến khích. Ước nguyện ban đầu Bùi Khiêm đưa ra hệ thống này là hy vọng có thể chia hết tiền kiếm được, để mình có ít quỹ hệ thống thôi. Nhưng qua một quãng thời gian suy ngẫm, đột nhiên Bùi Khiêm cảm thấy chế độ này có vấn đề siêu to chia lợi nhuận dự án cao như vậy đương nhiên nhân viên sẽ ôm tâm lý muốn kiếm tiền giống như phòng làm việc phi hoàng phim tài liệu lần trước không kiếm được tiền nên hoàng tư bác và chu tiểu sách vẫn có lương có bản không có một đồng tiền thưởng tuy lương căn bản bùi khiêm cho bọn họ cũng rất cao nhưng đối với bọn họ tuy phim tài liệu có được dư luận tốt nhưng thu nhập của bản thân lại giảm xuống nên lần này bọn họ quyết định làm mục video ngắn review kỹ thuật số tăng thêm sức mạnh chèn quảng cáo có phải cũng liên quan đến cái này không đương nhiên chắc bọn họ cũng hy vọng không phụ kỳ vọng của tổng giám đốc bùi có thể khiến phòng làm việc phi hoàng lời nhiều hơn không phải cứ luôn để tổng giám đốc bùi lấp lỗ được nhưng vì bản thân kiếm được nhiều tiền thưởng hơn chắc cũng là một phần động cơ nên bùi khiêm càng cân nhắc càng thấy không thích hợp hình như hệ thống chia tiền thưởng này có ý uống rượu độc giải khát tùy trong thời gian ngắn chi nhiều tiền hơn nhưng lại kích thích tính tích cực kiếm tiền của nhân viên khiến tiền đại gian đại ác đó đến gần tổng giám đốc bùi hơn nên chế độ này ắt phải thay đổi đương nhiên khấu trừ tiền thưởng này là không thể nào đó không phải chuyện người làm. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Với lại, số tiền này toàn nằm trong tay ta, há chẳng phải tự ta tìm phiền phức cho ta, tăng áp lực lỗ sao? Nên Bùi Khiêm cần một cách làm vẹn cả đôi đường. Phát tiền được nhưng có thể khiến nhân viên không nhiệt tình kiếm tiền. Sau khi suy nghĩ, rất nhanh sau đó Bùi Khiêm đã nghĩ ra cách hay, đảm bảo phúc lợi của nhân viên không đổi, thậm chí còn tăng lên chút chút, tiêu chuẩn phát tiền thường đổi từ lợi nhuận sang dư luận. Nói cách khác, trước đó dựa vào dự án kiếm được bao nhiêu tiền để phát thưởng bao giờ dựa vào dư dự luận của dự án để phát thưởng dư luận của dự án càng rốt thường càng nhiều thậm chí dự án lỗ tiền như phim tài liệu phá kén thành bướm chỉ cần có dư luận tốt thì tiền thưởng vẫn đầy đủ ví dụ chia cấp dư luận cho mỗi dự án chỉ thành 4 cấp S-A-B-C, dự vào vốn của dự án mỗi cấp dư luận khác nhau có thể có được tỷ lệ thưởng khác nhau chia cho thành viên của dự án dự án cụ thể khác nhau cách chia lợi nhuận cũng khác nhau ví dụ dự án game đều là dự án lời lâu dài nên chu kỳ phát thưởng cũng dài, mà chủ yếu nhiều độ video tập trung 3 tháng đầu, tiền thưởng phát hết một lần. Như vậy dần dẫn đến việc nhân viên sẽ chuyển tầm mắt từ lợi nhuận sang dư luận. Muốn khuyến mọi người làm những dự án không lợi nhuận nhưng có dư luận tốt nhiều hơn, tổng giám đốc Bùi không kiếm được tiền, còn phát thưởng cho nhân viên, làm một được hai, há chẳng đẹp sao? Đương nhiên, chắc chắn cũng có dự án đã lãi tiền còn có dư luận tốt, nhưng hạng mục thế này chỉ chiếm thiểu số thôi. Đa số trường hợp, dư luận tốt và lãi nhiều tiền đều xung đột nhau, rất khó để vẹn toàn cả hai nên Bùi Khiêm định suy xét tính khả thi của cách này, đưa ra quy định cụ thể, tranh thủ tiến hành trước khi game mới lên sóng. Quy tắc này chỉ có thể xác lập, được tất cả nhân viên xác nhận, ảnh hưởng sẽ rất sâu sắc, có thể nói là lợi nhìn thu. Nghĩ đến việc sau này tất cả nhân viên đều vắt óc nhắm vào dư luận chứ không vắt óc xem tìm lợi nhuận thế nào, Bùi Khiêm cảm thấy cả công ty đều cao thượng hẳn. Ngoài ra, còn có chuyên mục mới bên phòng làm việc phi hoàng. Sau khi quy định chia tiền thưởng theo dư luận này được đưa ra, dù là bộ phận game hay là bộ phận video ngắn bên phòng làm việc phi hoàng, chắc chắn hướng nghề nghiệp đều sẽ thay đổi. Nhưng tương lai gần, phòng làm việc phi hoàng vẫn có thể kiếm cơm được. Nên Bùi Khiêm cảm thấy mình có thể giúp phòng làm việc phi hoàng, để bọn họ có thể nhận ra được tác hại của việc chèn quảng cáo, để bọn họ thấy được tiếng kêu gào của quần chúng, để thuận lý thành chương chuyển từ loại hình từ lợi nhuận sang dư luận. Người ta nói, không trải qua mưa gió sao có thể thấy được cầu vồng, đó hoa trong nhà kính không thể tùy ý thành công. Khụ khụ, được rồi, thật ra Bùi Khiêm chỉ đơn giản là muốn để bọn họ ít chèn quảng cáo thôi, dù còn hai tháng nữa kết toán, để có được khen thưởng đặc biệt của hệ thống, tuyệt đối không thể có vấn đề. Cụ thể phải làm thế nào? Bùi Khiêm lặng lặng đăng nhập vào ID gửi một tin nhắn riêng cho vlogger tên là Hiểu Hồ Review. Trải qua chuyện lần trước, Bùi Khiêm đã đoán được sơ sơ, chắc hẳn Hiểu Hồ Review này không phải đèn cạn dầu gì. Dù là chèn quảng cáo hay khiến người ta ghét thì cũng có một bộ. Vlogger thế này, nếu nói không biết xin đinh thì Bùi Khiêm không tin nổi. Trước đó ghi vào sổ là để bây giờ có thể dùng đến. Bùi Khiêm dùng tài khoản Ali của chiến thần review để gửi, đồng thời cũng tạo một ơ cao phụ của áp trò chuyện chắc chắn phải làm chuyện này thần không biết quỷ không hay không ai biết mới được rất nhanh sau đó hiểu hồ review đã trả lời tin nhắn riêng hai người thêm cách liên lạc bên kia hồ tiêu cũng không ngờ vlogger chiến thần review này lại tìm đến mình tuy trong chuyện lần trước hồ tiêu bị chiến thần review hố không nhẹ nhưng hắn cũng biết hơn phần nửa là trùng hợp video kỳ ba chiến thần review đang không phải cố ý nhắm vào hắn nên hồ tiêu cũng không ghi thù mà ôm tâm lý kết bạn với ơ cao phụ của bùi khiêm người ta nói đồng hành là oan gia hồ tiêu không đối phó với đơn vị review chuyên nghiệp khác có khi chia ra chèn quảng cáo của thương hiệu khác nhau không tránh được sẽ bôi đen nhau mùi thuốc súng nồng nặc nhưng theo hồ tiêu thấy chiến thần review là vlogger mới tuy gần đây fans tăng rất nhanh nhưng xét về thể lượng vẫn là em trai trong số các em trai huống chi phong cách tiết mục của chiến thần review này cũng không có quan hệ cạnh tranh gì hiểu hồ review ngược lại còn có khả năng bổ sung lẫn nhau xem xét từ phong cách tiết mục của chiến thần review vlogger này không giống như đang chèn quảng cáo mà giống như không cần tiền một lần review đập một con điện thoại 4 năm nghìn đơn vị review bình thường có thể làm vậy sao tóm lại không dám coi nhẹ ngoài ra hồ tiêu cũng không loại trừ khả năng đối phương đến mua seeding hắn có cách liên lạc với nhóm seeding lớn cũng thường liên lạc seeding cho vlogger khác của ali đây cũng không phải chuyện bí mật to bự gì trong giới nói không chừng vlogger chiến thần review này cũng do ai giới thiệu đến rất nhanh sau đó đã kết bạn xong bùi khiêm nghĩ nghĩ hỏi ta muốn nhắm đến một đối thủ cạnh tranh có thể giúp không Hồ tiêu cũng không nói nhiều, đưa ra bảng giá. Bùi khiêm nhanh chóng lướt qua mục giá. Trà, muôn màu muôn vẻ. Fans sơ cấp, 10 đồng 1.000 người, 40 đồng 5.000 người, 70 đồng 10.000 người. Fans góp đủ số, không tụt fans. Fans cao cấp, 12 đồng 1.000 người, số lượng ít có avatar và thông tin. Fans người thật đỉnh cao, 10 đồng 400 người, chất lượng vĩnh viễn, người thật hoạt động. Fans hoạt động sôi nổi tinh phẩm, 10 đồng 300 người. Fans tự mang trên hai chữ số, không ngăn che. Chia sẻ, bình luận like, chia sẻ dạng quét 2 đồng 100 lượt, chia sẻ tinh phẩm 13 đồng 100 lượt, 100 đồng 1000 lượt. Còn có bình luận quét số lượng, bình luận tinh phẩm, like quét số lượng, like tinh phẩm. Tóm lại, chia thành nhiều cấp bậc và nhiều ưu đãi lượng lớn. Ngoài ra còn có menu, ví dụ menu mua fans, trộn lẫn fans các cấp bậc khác nhau lại, rồi chiết khấu, như vậy hiệu quả quét fans chân thực hơn. Cái này cũng là bảng giá của Weibo, bên dưới còn có của Ali Bao gồm click chuột, bullet screen, bình luận, số fans đều có giá niêm yết. Có điều rõ ràng giá trên Ali giao cao hơn Weibo, không biết là vì cơ chế kiểm tra bên đây nghiêm ngặt hơn hay vì nghiệp vụ seeding ở website mới này tạm thời chưa thành thục lắm. Thấy bảng giá này Bùi Khiêm mới ý thức được, hình như mua seeding thật sự rẻ hơn tưởng tượng. Bây giờ xem ra tốn mấy trăm đến một nghìn đồng một gói là có thể quét spam mấy trăm bình luận, và lại còn có thể quét lượt thích của bình luận. Đương nhiên Bùi Khiêm không định mua seeding làm chuyện thất đức, kiểu như bôi bác nhãn hiệu khác, mắng hoặc tấn công người khác, thảo lộn thị phi trắng đen, làm người tiêu dùng hiểu sai. Bùi Khiêm không định là mấy cái này. Ta muốn mua bình luận và like, một gói. Bùi Khiêm không thể hiện kiểu giữ tiền như trước, vì hệ thống không cho. Không có lý do chính đáng, Bùi Khiêm không thể dùng tài khoản công ty chuyển cho hồ tiêu, chỉ có thể tự bỏ tiền túi. May thay bây giờ Bùi Khiêm cũng không nghèo lắm, mua chút bình luận và like, tiêu 1.000 đồng cũng không phải không chịu nổi. Nếu một 000 này có thể khiến phòng làm việc phi hoàng ít chèn quảng cáo lại, giảm 1-2 triệu doanh thu thì cũng đáng. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng biết tỷ lệ thành công của chuyện này không cao lắm, nhưng tiêu một nghìn đồng thử đại cũng sẽ không hoài thai hồ tiêu vừa nhìn chuyện làm ăn đến thật không thành vấn đề si đinh của chúng ta đều huấn luyện bài bản tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo ngươi định quét bình luận ơ cao mình sao bùi khiêm không quét bình luận ơ cao khác ngươi tìm ơ cao của phòng làm việc phi hoàng sắp tới bọn họ sẽ đăng video review kỳ một đến lúc đó ngươi quét bình luận video đó nội dung bình luận giống nhau ta dùng rồi thứ này rất tốt nhiệt liệt kể cử hồ tiêu gửi sang biểu tượng tàu điện ngầm người già điện thoại sau đó lại người biểu cảm anh da đen mặt khó hiểu ý gì đây lần đầu thấy mua xi thế này nội dung quét bình luận giống nhau chẳng phải ám chỉ với người khác là mình mua xi sao ngáo ngơ mới không nhìn ra nhưng hồ tiêu thông minh như vậy thoáng chốc đã hiểu ra ồ đây là mua xi đinh người chứ gì đàn áp đối thủ cạnh tranh xem ra chắc chắn chiến thần review này không phải gà mờ là cao thủ môi trường mạng thay đổi trình độ nghiệp vụ của xe xe cùng tiến bộ liên tục cư dân mạng trước đây đều dễ lừa bây giờ thì không được đâu mọi người đều biết có xe ez tồn tại rồi, nên dùng xe ez quét bình luận phải nghiên cứu tính chân thật và có thể che giấu, ngụy trang giống người thật, không thể lộ ra được. đương nhiên đây là khi quét cho mình. Ngoài ra, xe ez cũng có cách dùng đỉnh cao hơn, chính là quét ngược, quét hộ đối thủ cạnh tranh, cố ý quét một cách thiểu năng như vậy để quần chúng hóng drama có cảm giác đối thủ cạnh tranh mua xi đỉnh cấp thấp, đỉnh. và lại hồ tiêu xem lại đoạn này, nắm bắt được tin tức mấu chốt mới. phòng làm việc phi hoàng cũng sẽ làm review. hắn biết phòng làm việc phi hoàng. Dù sao thì ban đầu một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi đến Ai Ly Giao cũng được ghim ở vị trí đề cử trang đầu một khoảng thời gian. Có điều sau này, phòng làm việc Phi Hoàng không cập nhật một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi nữa, sau khi đăng một tập phim tài liệu thì cũng mất hút một khoảng thời gian rồi. Chuẩn bị đội mùa sống dậy à? Với lại còn định làm một review. Hồ Tiêu cũng hơi rén. Vì rõ ràng phòng làm việc Phi Hoàng thuộc quân chính quy, trông có vẻ không thiếu tiền, nếu bọn họ cũng làm review, thế thì hơn 50% sẽ đá bay bát cơm của hiệu hồ review. Tuy không biết vlogger chiến thần review này có tin từ đầu, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này có thể là thật rồi. Người khác bỏ tiền mua xi đinh giúp mình đàn áp đối thủ cạnh tranh, cầu còn chẳng được nữa là. Thậm chí hồ tiêu còn muốn bỏ tiền túi ra mua thêm nhiều xi đinh hơn. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng không cần thiết, dù sao thì mục review này của phòng làm việc phi hoàng cũng chưa ra lò, chưa có uy hiếp gì đối với nghề của mình, không vội. Lúc sắp xếp nhiệm vụ cho xe xe, cậy mặt mũi của bản thân bảo bọn họ quét thêm vài cái, cũng xem như đàn áp đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Không thành vấn đề hồ tiêu đồng ý bên hồ tiêu đã sắp xếp ổn thỏa rồi chỉ cần bên phòng làm việc phi hoàng vừa cập nhật video video review xin đình bên đây sẽ vào spam bình luận quét like nếu là vlogger mới thì spam sẽ rõ hơn dù sao thì vlogger mới cũng không có fans gì mấy phòng làm việc phi hoàng đã có nhóm fans lớn có thể bình luận xe xe spam không rõ như thế nhưng cái này cũng không sao chỉ cần khi video được đăng lên xe xe cứ đồng loạt spam mấy chục cả trăm ta dùng rồi thứ này rất tốt để cử cực mạnh chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện hồ tiêu nhớ chuyện này chú ý đến phòng làm việc phi hoàng cứ cách một khoảng thời gian là cập nhật tình hình đợi mãi đến hôm sau phòng làm việc phi hoàng đăng video thật khá quá nhỉ tin tức của chiến thần review này linh hoạt nhỉ nắm rõ tình hình phòng làm việc phi hoàng như vậy năng lực tìm tình báo không thể coi thường hồ tiêu càng cảm thấy vlogger chiến thần review này không đơn giản hắc xem tỉ mỉ tư đề video là một ngày của nhà phát minh lớn mà trong tác của video có kỳ hốt là review thật là video review thật xác định là video review thì không thành vấn đề, hồ tiêu lập tức gửi tin trong nhóm chỉ huy xe e, e, đi spam bình luận. nội dung bình luận thống nhất hoàn toàn, tất cả đều copy paste, ta dùng rồi, cái này rất tốt, để cử cực mạnh, lần lượt spam rất nhiều. do bản thân phòng làm việc phi hoàng có không ít fans nên trong bình luận cũng lẫn nhiều bình luận fans thường, ví dụ sát chết vùng dậy, nhà mất tích quay về rồi, bao giờ có mùa kế của một ngày bình thường của tổng giám đốc bùi sofa. bình luận cứ như vậy, nhưng dù vậy bình luận si đinh vẫn chiếm đa số. Với lại Sitter cũng sẽ like bình luận của Sitter khác, thế là khiến mấy bình luận hot top đầu đều bị bình luận của xe xe chiếm sạch. Hồ Tiêu nhìn thành quả mình chỉ huy si đinh mà không khỏi hơi tự hào. Phan Đông thì sao nào, vẫn bị nhất chìm trong cơn sóng lớn của xe xe. Thật ra spam bình luận thế này ảnh hưởng rất lớn. Chuyên mục kiểu như review, dựa vào khuyến khích sáng tạo bình thường của Ali không kiếm được bao nhiêu tiền, chủ yếu kiếm tiền từ sự giúp đỡ của kim chủ Papa, cũng chính là PR. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Nhưng nếu video này có nhiều xe eze bình luận, với lại vừa nhìn đã có thể nhận ra thì rất ảnh hưởng đến việc PA. Đối với fans, chuyên mục review mình chú ý mua seeding, kiếm tiền bẩn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan của review, có thể có nhiều fans sẽ thoát fan luôn. Mà đối với kim chủ, nhà tài trợ, chuyên mục review này mua seeding, có hình huống làm giả dữ liệu không? Mình tìm đến mục này để PA có hiệu quả không? Hay tổn hại đến dư luận về sản phẩm nhà mình? những nghi ngại này đều có thể nảy sinh ảnh hưởng bất lợi. Đương nhiên, chút đỉnh xe xe nhỏ nhoi cũng sẽ không ảnh hưởng đến mang tính quyết định đến phòng làm việc phi hoàng, nhưng trung quy vẫn là chuyện tương đối phiền phức, hóc búa. Hồ Tiêu Kiên nhẫn đợi một khoảng thời gian, sau đó định đi xem phản hồi của mọi người trong video. Dựa vào tính toán của Hồ Tiêu, sẽ xảy ra hai tình huống. Thứ nhất là do xe xe làm quá lộ liễu, người xem và xe xe cấu xé lẫn nhau, khu bình luận sẽ mù mịt chứng khí. Kiểu này là kiểu Hồ Tiêu thích xem nhất. Kiểu thứ hai, Phòng làm việc phi hoàng phát hiện si đinh kịp thời, bắt đầu xóa bình luận diện rộng. Nhưng xóa bình luận kiểu gì cũng sẽ có người thấy, với lại xe EZ spam cũng không chậm, nói không chừng còn có thể lên bài nhằm vào việc xóa bình luận. Hai tiếng sau, cũng tương đối rồi, đi xem thành quả thử. Hồ tiêu xem thử khu bình luận của một ngày của nhà phát minh lớn. Sau khi xem xong, hắn xa vào hoài nghi sâu sắc. Tình huống gì đây? Không náo loạn à? Người spam ta dùng rồi, thứ này rất tốt, để cử cục mạnh còn nhiều hơn. Hồ tiêu hơi ngu người xe xe vẫn tiếp tục spam sao? không thể nào xe xe toàn là nhận tiền làm việc. được bao nhiêu tiền thì spam bấy nhiêu bình luận. sao có thể nhiệt tình vậy được? thế thì vụ gì đây? hồ tiêu vừa mù mờ vừa khó hiểu. mở video ra nghiên cứu thử. bên trong là một người trẻ tuổi biểu cảm thờ thẫn. ta tên là tôn ái địch, tên tiếng anh là edison, là một nhà phát minh tầm cỡ. đây là phát minh mới nhất của ta. máy giặt cầm tay. máy giặt cầm tay trên tay người trẻ tuổi xuất hiện trong ống kính. đây là một vật hình ống giống như ly nước. phần đầu có đầu quét mini có điện cơ, pin và kết nước. Bên trong nó có điện cơ cao cấp, có thể làm đầu quét phía trước dùng nhanh chóng, bắn ra lượng nước vừa phải thấm ướt chỗ bẩn. Lúc này, chỉ cần tầm ít nước giặt đã chuẩn bị trước lên vết bẩn, rồi dùng máy giặt cầm tay tẩy sạch lại là có thể khiến quần áo tinh tươm như mới mọi lúc mọi nơi, cũng không cần lo chạm phải thứ gì bẩn. Ta định đi xin độc quyền phát minh mới ngay, nên có thể đưa vào sản xuất, lời khen như thủy triều, lượng tiêu thụ bùng nổ, hoa vào thị trường, tạo ra đế quốc thương nghiệp, đi lên đỉnh cao nhân sinh nhanh thôi. Chuyển cảnh quay đến một nhà hàng, Edison ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp, hai người đang ăn cơm. Hôm nay muốn ăn cơm cùng tiểu Mỹ, vừa hay nhân cơ hội này để nàng có thể xem phát minh của mình, như vậy chắc chắn nàng sẽ sủng bái ta, ngưỡng mộ ta, ta nói gì nghe đấy. Lúc Edison cụng ly cố ý run tay, đổ mấy giọt rượu lên váy của tiểu Mỹ. Ái trà, tiểu Mỹ vội cầm khăn ăn bên cạnh định lau sạch. Tiểu Mỹ, để cho ta. Tôn ái địch lập tứ lấy máy giặt cầm tay đã chuẩn bị sẵn ra, ấn công tắc. Phần đầu của máy giặt cầm tay lập tức rung lên cực nhanh, còn phụt nước ra ngoài hình ảnh đứng lại, quay đặt tả biểu cảm cứng đờ của người trong nhà hàng. Tiểu Mỹ thoáng dưỡng sờ, cầm điện thoại trên bàn, alo, 110 à, chuyển cảnh đến quán nướng ven đường. Tôn ái địch đang vừa rơi xiên que vừa ôm đầu đau khổ khóc với các anh em. Các anh em đối diện an ủi liên tục, không sao đâu, ái địch, tiêu Mỹ hiểu lầm ngươi thôi, chắc chắn nàng sẽ bỏ qua cho ngươi. Ăn ăn ăn, một miếng thịt dính đầy dầu mỡ rơi trên tay áo hắn. Tôn ái địch vội mở to hai mắt, đừng nhúc nhích, để ta. Hắn lại lấy máy giặt cầm tay trong túi ra, xịt về tay áo dính dầu mỡ của người anh em vẻ mặt anh em chấn động ái địch đây là máy giặt cầm tay người mới phát minh cứu, tẩy sạch giúp ta tôn ái địch có động lực hẳn cầm máy giặt cầm tay loài vài post một lúc sau tôn ái địch nhớ ra một chuyện người có đem theo nước giặt không anh em tôn ái địch những vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ phải dùng nước giặt mới giặt sạch được ngươi có mang theo không hoặc xà phòng cũng được anh em sau mấy cảnh tôn ái địch ngồi phịch xuống sofa nhà mình ta tên tôn ái địch Tên tiếng Anh là Edison, là một nhà phát minh tầm cỡ. Ta làm ra phát minh có thể thay đổi thế giới, nhưng không ai hiểu. Nếu người có hứng thú với phát minh của ta, nhất định phải liên hệ với ta. Nhất định chúng ta sẽ nhanh chóng đưa vào sản xuất, lời khen như thủy triều, lượng tư thụ bùng nổ, hòa vào thị trường, mở ra đế quốc thương nghiệp, đi lên đỉnh cao cuộc đời. Lại xem Bullet Green và khu bình luận. Đây chính là mục mới của phòng làm việc phi hoàng sao, thú vị vãi. Ha ha ha, quả nhiên vẫn vậy. Ai gắn tác review cho video này vậy, cười chết mất máy giặt này thật sự quá hữu dụng xin chậu bán quan tâm chỉ cần ngươi không phát minh ra thứ có ích ta sẽ luôn chú ý ta dùng rồi thứ này rất tốt để cử nhiệt liệt ta dùng rồi thứ này rất tốt để cử nhiệt liệt cộng một dù là bình luận hot hay bullet screen câu này cùng xuất hiện nhiều khán giả hùa theo hồ tiêu ngơ ngác vào đầu tình huống gì đây xi đinh của ta đâu ta mời nhiều xi đinh như thế mà sao lại hòa vào bình luận của người xem hoàn toàn tạo ra được tí bọt sóng nào nhìn lại tiền can hậu quả Hồ Tiêu nghi ngờ gửi tin lại cho chiến thần review, người anh em, người, rốt cuộc ngươi kèo nào vậy? Thấy tin Hồ Tiêu gửi đến, Bùi Khiêm cũng trầm mặc, hay cho một câu hỏi tấn công thẳng vào linh hồn. Không ngờ phòng làm việc Phi Hoàng lại làm ra chuyên mục thế này. Trước đó Bùi Khiêm vẫn nghĩ hơn 50% phòng làm việc Phi Hoàng sẽ làm một mục review như kiểu test, review là chính, xen kẽ vài cảnh nhỏ đơn giản, cái này cũng xem như là review video ngắn. Kết quả Bùi Khiêm đã đoán sai rồi phòng làm việc phi hoàng lấy video ngắn làm chủ thể của nội dung mà nội dung review thì vô cùng nhỏ bé thậm chí khiến người ta không cảm nhận được như vậy dù sản phẩm trong video có yếu kém hay không khán giả cũng sẽ không phản cảm thậm chí xe EZ-SPAM ta dùng rồi thứ này rất tốt để cử cực mạnh cũng bị hiểu lầm thằng nói đùa mà sau này dù phòng làm việc phi hoàng dùng mục này để chèn quảng cáo thế nào chỉ cần đảm bảo chất lượng tiết mục không tụt dốc sẽ không dẫn đến việc khán giả phản cảm quá có thể yên tâm chèn quảng cáo đương nhiên như vậy cũng có trở ngại chính là phạm vi sản phẩm có thể chèn quảng cáo nhiều hơn rất nhiều. Ví dụ như máy giặt đồ cầm tay của kỳ 1, rõ ràng là sản phẩm vô cùng ảo diệu. Nếu là sản phẩm kỹ thuật số như máy tính, máy ảnh, điện thoại nghiêm túc, làm mấy video thế này sẽ không có hiệu quả. Nói cách khác, mục một, một ngày của nhà phát minh lớn này chỉ có thể làm mấy sản phẩm linh tinh, bình thường một chút cũng không được. Hạn chế này tạo ra khó khăn lớn cho việc PA. Nhưng nói kiểu gì thì hình như Hoàng Tư Bác thật sự nhớ lời cảnh báo của Bùi Khiêm, từ đầu đến cuối luôn đặt chất lượng và dư luận của video lên hàng đầu bùi khiêm cảm thấy hơi choáng tuy nói rằng tự bỏ tiền túi một nghìn đồng không nhiều nhặng gì nhưng một nghìn này lại phản tác dụng hoàn toàn điều này không thể ngờ đến được bình luận một màu không những không khiến người xem phản cảm mà còn được bọn họ xem thành phan thi tăng độ hot cho phòng làm việc phi hoàng thậm chí không ai biết sao lưng có si đinh lặng lẽ đến lặng lẽ rời phe phải tay áo một nghìn đồng tiền túi của tổng giám đốc bùi cứ vậy bốc hơi khỏi nhân gian bùi khiêm nhìn câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn của hồ tiêu thoáng chốc thấy cạn lời ngươi còn hỏi ta kẻo nào ta còn muốn hỏi ngươi đây này si đinh của ngươi làm ăn vớ vẩn trả tiền có điều suy nghĩ lại hình như câu bảo xe spam cũng do mình yêu cầu ồ thế thì không sao bên kia hồ tự thấy chiến thần review lâu quá không trả lời trong lòng bắt đầu ngựa ra trước đó hắn nghĩ chiến thần review này đơn giản muốn mua xi đinh dập đối thủ cạnh tranh bây giờ xem ra hình như không phải vậy phòng làm việc phi hoàng và chiến thần review này phối hợp tốt quá vì sao chiến thần review không nói mua si đinh bôi bác mà yêu cầu một câu đơn giản như vậy với lại vì sao chiến thần review mua xi đinh chưa bao lâu phòng làm việc phi hoàng đã đăng video phải biết rằng trước đó hơn một tháng nay phòng làm việc phi hoàng không đăng video rồi đăng video phối hợp với câu này vừa hay đạt thành hiệu quả tuyên truyền vô cùng hoàn hảo tất cả chỉ là trùng hợp sao cũng không phải hoàn toàn không thể nhưng khả năng này rất thấp muốn đồng thời trùng hợp nhiều như vậy châm độ hot chuẩn không cần trình thậm chí còn tạo thành điểm gây cười nếu nói là ngẫu nhiên thì hồ tư tin không nổi thế thì khả năng lớn nhất chính là tất cả những điều này đều đã được mưu tính từ trước phòng làm việc phi hoàng và chiến thần review này biết nhau với lại hơn phân nửa là gà cùng nhà cố ý tiêu một nghìn đồng mua si đinh châm lửa để mình hot bây giờ nghĩ lại lâu rồi phòng làm việc phi hoàng không đăng video độ hot cũng giảm rồi lần này đăng chuyên mục mới chỉ tiêu một nghìn đồng đã mua được xe ez spam bình luận thành công hot lên thuận lợi kéo độ hot video lên công lực kinh doanh cơ này thật quả là xuất thần nhập hóa liên tưởng đến ơ cao chiến thần review không tiếng tăm gì chỉ dùng cách đập điện thoại một cách thô lỗ đã nhận được không ít quan tâm rồi. Hồ Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy vlogger sau chiến thần review không phải người thường. Có vẻ không thích hợp, nhưng kết quả cuối cùng nói rõ, người ta có thể hát. Mấy cái này có phải một phần kế hoạch không? Hồ Tiêu càng nghĩ càng thấy sai sai. Lại nhìn câu hỏi mình gửi sang. Người anh em, rốt cuộc ngươi ở kẻ nào? Hình như câu này hơi thiếu suy nghĩ, như có ý khởi binh hỏi tội, rất không lịch sự. Bùi khiêm vẫn chưa nghĩ xong rốt cuộc trả lời thế nào. Tuy rất muốn đòi tiền đối phương, nhưng hình như không phải vấn đề của si đinh nhà người ta bùi khiêm nghĩ nghĩ gõ cái này hiểu lầm thôi ta cũng không ngờ mới gõ được một nửa bùi khiêm phát hiện câu hỏi trước đó của hồ tiêu bị thu hồi rồi hồ tiêu lại gửi sang một câu người anh em thủ đoạn marketing của người chỉnh cao vãi bội phục bội phục bùi khiêm tổng giám đốc bùi cảm thấy mình hơi choáng gì đây đối phương nói gì vậy bùi khiêm muốn trả lời tinh một tiếng một tin chuyển hoàn nhảy ra một nghìn đồng hồ tiêu người anh em đều trong giới review cả, lần này không lấy tiền, kết bạn, sau này có gì có thể giúp thì cứ nói, anh em chúng ta nói chuyện. Bùi khiêm. Tuy vẫn mù mịt nhưng thấy 1.000 đồng đã mất quay về, bùi khiêm lại cảm thấy rất vui. Được, hiểu hồ review này rất thú vị. Nếu lần sau có nhu cầu mua xi có thể tìm hắn tiếp. Bùi khiêm nghĩ nghĩ, đáp, lần này hợp tác rất vui vẻ, mong lần sau có cơ hội hợp tác. Hồ tiêu vội đáp, được, bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim hắn không khỏi vui thầm, vlogger chiến thần review này không nói gì, cũng không giải thích, chỉ nói hợp tác vui vẻ, vậy là chứng thực toàn bộ suy đoán của mình rồi. Tất cả những cái này là kết sách của chiến thần review thật. Nói cách khác phòng làm việc phi hoàng và chiến thần review có quan hệ mật thiết, thậm chí có thể cùng nhà. Cái này là tình báo quan trọng. Hồ Tiêu không khỏi bắt đầu liên tưởng. Dù sao thì giới review kỹ thuật số cũng không lớn, vì bánh ngòi phải chia nhiều phần hơn, nhưng cũng không tăng nhanh như tưởng tượng. Mỗi lần có người lạ vào giới đều phải chú ý đến thành phần, lỡ đầu đến tranh bắt cơm của thì sao? May mà xem xét từ bây giờ, dù là phòng làm việc phi hoàng hay chiến thần review đều không tranh bắt cơm của hiểu hồ review, dù sao thì tuyến đường cũng khác nhau. Hồ Tiêu không ngủ được, cứ cảm thấy mình dưới nhỏ bé vô cùng an nhàn này sẽ có thay đổi khó lường. Bùi Khiêm không biết bây giờ Hồ Tiêu áp lực lớn như núi, càng không biết hắn đã đưa ra một kết luận chính xác qua điều kiện sai và chuỗi suy đoán sai. Tổng giám đốc Bùi đang suy nghĩ chuyện khác, muốn tăng chức độ khó cho phòng làm việc phi hoàng, phòng trưởng không có khả năng lắm dựa vào mô hình hiện tại của phòng làm việc phi hoàng gần như hoàn toàn kín kẽ đương nhiên điều này cũng tăng độ khó trên đường pr nên tạm thời bùi khiêm không quan tâm ngoài việc tiếp tục cập nhật tiết mục của chiến thần review bùi khiêm cũng quan tâm đến tình hình của quay đầu là bờ hai ngày này đề mua của quay đầu là bờ có thể ra rồi bùi khiêm định chơi thử trước cảm nhận độ khó một chút sau đó cài đặt vũ khí mình cần vào bắt đầu chịu khổ mỗi ngày từ bây giờ mới có thể đảm bảo lúc quay đầu là bờ chính thức ra mắt có thể đổi được nhiều người chơi ai ta khổ quá mà Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, làm ông chủ khổ thật. Thứ tư, ngày 18 tháng 8, có bản đề mô của quay đầu là bờ rồi. Cái gọi là đề mô cũng gọi là làm mẫu, bày ra, bản sao phim mẫu, ở ngành game có thể gọi là phiên bản chơi thử cơ bản. Kiểu game như quay đầu là bờ, chỉ cần nội dung như tạo hình nhân vật, động tác, hệ thống chiến đấu, đều hoàn thành đại khái, phối hợp mấy cảnh là có thể tạo thành phiên bản sơ khai. Theo lẽ thường, điều chỉnh phiên bản sơ khai và nghiên cứu phát triển tài nguyên cảnh sau đó tiến hành cùng nhau, vừa quái vật mới, cảnh mới bên đồ họa vừa chỉnh thử các chi tiết như cấp chiến đấu động tác của nhân vật như vậy có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển văn phòng của tổng giám đốc bùi lý nhã đạt đang chỉnh sửa trên máy tính của bùi khiêm xác nhận xem trị số có chính xác không điều chỉnh xong sẽ giao cho tổng giám đốc bùi chơi thử bùi khiêm đứng một bên nhìn nàng điều chỉnh số liệu trong game ngưỡng chế tác của game kiểu hành động thế này rất rất cao vì sao có những game hành động trong nước có cảm giác tấn công nát bét chơi mà khó chịu càng người mà nhiều đại tác a à à à nước ngoài lại cảm thấy niềm vui tràn trề vô cùng đã trung quy vẫn là hai từ chi tiết ví dụ lúc nhân vật cầm vũ khí khác nhau như dao găm trực kiếm đại trùy chắc chắn động tác cụ thể cũng khác nhau mỗi cùng của mỗi động tác đều cần điều chỉnh thật nghiêm túc đương nhiên dùng ghi hình chuyển động sẽ ổn nhưng cũng cần chỉnh sửa một khi có bất kỳ khung hành động nào lệch nghiêng nhanh chậm đều sẽ khiến người chơi cảm thấy không mượt ngoài ra sử dụng vụ vũ khí khác nhau tấn công kẻ địch phản ứng lúc kẻ địch trúng đòn cũng sẽ khác nhau môi trường xung quanh cũng phải tạo ra cảm giác vỡ tan tương ứng ví dụ dùng dao găm tấn công kẻ địch hoặc dùng đại chùy tấn công kẻ địch cảm giác tấn công và thay đổi nhỏ nhất của kẻ địch cũng có khác biệt rất lớn nếu nện đại chùy vào quái vật quái vật lại không có phản ứng gì cái này khiến người chơi cảm thấy cảm giác tấn công quá tệ không chân thật nên điều chỉnh cảm giác tấn công là việc kỹ thuật cũng là việc thể lực nhưng mấy vấn đề này đều có thể giải quyết bằng tiền quay đầu là bờ mua bản mẫu hành động tốt nhất cũng điều chỉnh chi tiết đồ họa 3 d tốt nhất tìm trên trạm tài nguyên nên động tác rất mượt khác biệt rõ ràng với game trong nước nói trắng ra vẫn là chuyện tiền nong. Đương nhiên chuyện điều chỉnh động tác đó là đồ họa, Lý Nhã Đạt không nhúng tay vào, nhưng điều chỉnh trị số thì Lý Nhã Đạt tự làm. Ví dụ như người chơi chém bằng vũ khí khác nhau, quái vật này nên mất bao nhiêu máu, chém mấy nhát chết, cách tấn công khác nhau cũng dẫn đến hình động bị tấn công khác nhau, chỗ nào mất máu nhiều, mất cụ thể bao nhiêu. Mấy cái này đều là vấn đề trị số. Tuy nói các đại tác AAA có cảm giác nhập vai mạnh sẽ có thể dùng ui cột máu để thể hiện giá trị sinh mạng, nhưng cũng sẽ có trị số cụ thể, nhưng chỉ ẩn trị số trong game mà thôi. Cuối cùng Lý Nhã Đạt kiểm tra trị số đã điền một lần, chuẩn bị đứng lên đưa máy tính cho tổng giám đốc Bùi Trải Nghiệm. Bùi Khiêm ngăn nàng lại, "Khoan đã, điều chỉnh số liệu một chút, chỉnh thuộc tính của quái vật lên cao một chút." Lý Nhã Đạt sững sờ, "Điều chỉnh nữa? Đã cao lắm rồi." Bùi Khiêm gật đầu, "Cao hơn nữa, tăng gấp đôi sức tấn công, không, gấp đôi." Lý Nhã Đạt. Trước đây tổng giám đốc Bùi đã nói, "Quay đầu là bờ phải là game khó, mọi người của tổ dự án phải vắt óc thiết kế." nghĩ hết mọi cách để người chơi thất bại. Có thể khuyên nhiều người chơi hãy chạy ngay đi là nhiệm vụ hàng đầu của các thành viên trong tổ dự án. Không thể không nói thật sự Lữ Minh Lượng rất nghe lời, thật sự làm theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi một cách nghiêm túc. Trong quá trình này, Bao Húc cũng đưa ra nhiều ý kiến mang tính xây dựng. Kết quả Tổng Giám đốc Bùi vẫn chưa hài lòng. Bùi Khiêm cũng không giải thích nhiều, hắn rất rõ, dù Lữ Minh Lượng nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của mình, chắc chắn sức tưởng tượng của bọn họ vẫn chưa đủ. Tăng sức tấn công của quái vật lên gấp đôi không sai vào đâu được. Lý Nhã đạt đầy để mắt kính, chỉnh sức tấn công của quái vật lên gấp hai như bùi khiêm nói như vậy tỷ lệ chịu lỗi vốn không cao trở nên thấp hơn sau khi thay đổi xong lý nhã đạt đứng lên đưa điều khiển cho bùi khiêm sau đó đứng sang một bên nàng muốn xem thử tổng giám đốc bùi chơi game này thế nào tổng giám đốc bùi tràn đầy lòng tin thế này bảo ta chỉnh sức tấn công của quái vật lên lớp 3, có phải vì hắn cảm thấy độ khó này không có tính khiêu chiến với hắn không hoặc tổng giám đốc bùi là đại thần game như bao húc chỉ có thể tìm được niềm vui của game ở độ khó cao hơn lý nhã đạt đầy đầy kính hết sức chăm chú Bùi Khiêm nhận điều khiển ngồi vào ghế ông chủ của mình, bắt đầu game. Cảnh tượng bắt đầu ở trong một thôn nhỏ, ở đây vốn là một thôn nhỏ bình yên vui vẻ, nhưng ngày càng có nhiều người mất ba hồn bảy phách, biến thành du hồn. Quần áo mấy người này cũng mềm, dáng hình tiểu tụy, cầm mấy vũ khí kỳ lạ hiếm thấy trên tay, nông cụ có xài đao, có cuốc chim, có lưỡi liềm, xiên cỏ, thậm chí không có người tay không, người cầm đá tảng. Quái vật phân tán khắp nơi trong thôn, làm mấy chuyện mù mờ, có người dùng rìu chặt củi liên tục, nhưng trên củi không chút dấu về, hắn giơ dìu lên rồi bổ xuống lặp đi lặp lại liên tục có người ngồi xổm ở góc tường quay mặt vào tường cứ nói mấy câu không rõ hàm nghĩa có người cứ đâm đầu đi vào vách tường suốt nó đã hoàn toàn mất đi lý trí nhưng vẫn vô thức đi về phía đường hoàng tuyền có điều nó không ý thức được trước mặt mình là một bức tường có người lang thang không mục đích trong thôn khi thấy mấy người minh mẫn sẽ phát điên xông qua gào lên mà nhân vật chính không khác họ là bao cũng mặc quần áo rách nát cầm vũ khí thô sơ trên tay trong sân có người chơi sinh ra sẽ cung cấp vũ khí cơ bản có xài đao, dìu, gậy, xiên cỏ. Trong quá trình chơi game, người chơi sẽ liên tục nhận được vũ khí khác, mấy vũ khí này đều có thể sử dụng tùy ý, tiền đề là thuộc tính đủ cao. Bùi Khiêm chọn xài đao tương đối dễ dùng với người mới, xông về phía con quái nhỏ đầu tiên ở phía trước. Trên tay con quái này cầm xiên cỏ, thoáng chốc đã ý thức được Bùi Khiêm đến gần, xiên cỏ dài đã đâm ra trước khi xài đao của Bùi Khiêm chém được nó. Xuyệt một tiếng, Bùi Khiêm thấy máu trên góc trái vơi phân nửa. Bùi Khiêm vội vàng nhấn né, Vừa hai con quái nhỏ cầm xiên cỏ ra tay lần nữa sau khi Bùi Khiêm lách người, lại một đòn nữa, cột máu còn lại của Bùi Khiêm cũng bay sạch. Ha 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 ha, quái nhỏ cầm xiên cỏ phát ra tiếng cười quái dị, xoay đi, chỉ để lại màn hình đen thôi. Bùi Khiêm, Lý Nhã Đạt, hiện trường chợt hơi lúng túng. Vốn dĩ Lý Nhã Đạt nghĩ tổng giám đốc Bùi sẽ dùng thao tác tỉ mỉ để xử mấy con quái vật xung quanh, nhưng cảnh tượng trong tưởng tượng không xảy ra. Nàng chỉ thấy tổng giám đốc Bùi tự tin chỉnh sức tấn công của quái vật lên cao, tổng giám đốc Bùi tự tin cầm vũ khí Tổng giám đốc Bùi tự tin xông lên, tổng giám đốc Bùi toang rồi. Dường như tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi, cái xiên cỏ của quái vật vừa hai cái CD lúc lách người, đâm lên người Bùi Khiêm trong thoáng chốc kết thúc cú lách người. Thao tác mạnh như hổ, kết quả bị quái nhỏ đầu tiên chém chết mà được à? Trên mặt Bùi Khiêm lộ ra nụ cười, không tồi, không khiến ta thất vọng. Chính là cảm giác này, dốc hết khả năng đổi người chơi, đương nhiên muốn hiệu quả này. Lý Nhã đã thấy nụ cười trên mặt tổng giám đốc Bùi thì hơi ngạc nhiên quả nhiên tố chất tâm lý của tổng giám đốc bùi hơn hẳn người thường nếu là người chơi bình thường sau khi bị một con quái nhỏ giải quyết trong hai chiêu một là sửng sốt hai là tức giận mà tổng giám đốc bùi lại phấn khởi đây là vì cuối cùng tổng giám đốc bùi sẽ nghiêm túc xúc hết 100% trăm thực lực sao chẳng mấy chốc bùi khiêm sống lại rồi hắn giơ cao xài đao xông vào thôn dân cầm xiên cỏ lần nữa năm giây sau màn hình lại đen thui ha 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 giọng cười u ám của thôn dân cầm xiên cỏ vẫn mang theo vẻ trào phúng bùi khiêm nghĩ nghĩ mở trình quản lý dữ liệu ra hỏi trị số sức tấn công của con quái kia là cái nào Lý Nhã Đạt vội chỉ lên màn hình cả dãy trị số này đều là nó nếu phải điều chỉnh trị số của quái nhỏ cụ thể nào đó thì có thể nhập số thẳng vào nếu muốn điều chỉnh tất cả trị số này theo công thức nào đó phải chọn ở đây theo hướng dẫn của Lý Nhã Đạt Bùi Khiêm mở công thức điều chỉnh sức tấn công của tất cả các quái vật quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi chắc hẳn bây giờ Tổng giám đốc Bùi muốn giảm tấn công xuống nhỉ Lý Nhã Đạt thầm thở dài trong lòng suýt nữa nàng tưởng Tổng giám đốc Bùi là cao thủ game thật nhưng Bùi Khiêm mở bằng trị số này, nhân tất cả trị số lên 1,3 lần. Sau khi điều chỉnh xong, Bùi Khiêm gật đầu. Ừm, thế này cũng được rồi. Ban đầu chém một đao mất 60% máu, đổi thành chém một đao mất 80% máu. Đều là hai nhát là chết, không có gì khác. Lý Nhã Đạt hơi choáng, dù cách lớp kính dày vẫn không hiểu thao tác của Tổng Giám Đốc Bùi. Được rồi, ta muốn nghiêm túc trải nghiệm, ngươi ra ngoài trước đi, Bùi Khiêm nói. Lý Nhã Đạt gật đầu. Vâng, Tổng Giám Đốc Bùi, có vấn đề gì thì ngươi có thể hỏi ta bất cứ lúc nào đợi lý nhã đạt ra ngoài bùi khiêm lại vào game lần nữa được rồi khiêu chế độ khó này thôi bùi khiêm cũng không tự cao quá quan trọng là không tàn nhẫn với bản thân một chút sao có thể đổi người chơi thế là bùi khiêm bắt đầu hành trình ăn hành của mình sau khi chết mười mấy lần trong thôn bùi khiêm cảm thấy mình đã thích ứng với tiết tấu này rồi tuy yêu cầu của bùi khiêm là dốc hết sức khuyên người chơi chạy ngay đi nhưng cuối cùng phát hiện game khó thế này thật ra đều là chăm sông đổ về một biển hai người lữ minh lượng và bao húc để lại cơ sở lý nhã đạt hoàn thiện trên cơ sở đó vẫn thật sự có mùi vị sâu kia. Đây cũng không phải địch ý gì, mà hình thành tự nhiên. Cái gọi là game có độ khó cao, thật ra tiêu chí đánh giá cụ thể khó hay không khó có thể chia thành mấy duy độ sau. Một là trị số. Muốn tăng độ khó bằng cách dùng trị số rất đơn giản, chỉ cần tăng vô hạn sức tấn công của quái vật, khiến người chơi bị sờ một cái là ngọc là được. Nhưng độ khó trị số quá cao sẽ dẫn đến việc bản thân Bùi Khiêm cũng không thể qua ải được, game này thành tử cục, thậm chí không thể được gọi là game hoàn chỉnh. Mọi người sẽ nghĩ đây là bác, game này là bán thành phẩm nên độ khó trị số có giới hạn, không thể làm bậy. Thứ hai là thao tác. Ví dụ như người chơi phải đánh theo chuỗi thao tác nhất định, dựa vào tiết tấu sử dụng kỹ năng và trật tự nào đó mới có thể chiến thắng kẻ địch đặc biệt. Thứ ba là tốc độ phản ứng. Quái vật sẽ có kỹ năng đặc biệt, người chơi có thể phản ứng thì có thể tránh, phản ứng không kịp thì ngòm. Thứ tư là tính mục tiêu. Ví dụ có thể đánh bại kẻ địch tương ứng bằng cách dùng thuộc tính khắc chế đặc biệt trong game. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thứ năm là chuyện ngoài dữ liệu ví dụ người chơi đến vách núi đột nhiên có một con quái vật nhảy ra đẩy ngươi xuống phần lớn độ khó của game đều được suy xét từ duy độ thứ năm này nhưng bùi khiêm phải đảm bảo mình cũng có thể qua ải thế nên ba duy độ như trị số thao tác tốc độ phản ứng chỉ có thể duy trì trong mức người bình thường có thể chấp nhận ví dụ như đơn thuần tăng trị số boss có một triệu máu người chơi động được nó một lần mất một điểm máu cái này có thể đổi phần lớn người chơi thật nhưng bản thân bùi khiêm cũng không chịu nổi cùng lý do đó thao tác quá khó thời gian phản ứng quá ngắn cũng có hiệu quả đuổi người chơi cực tốt nhưng bản thân bùi khiêm cũng chịu thua nên độ khó khí cạnh trị số thao tác tốc độ phản ứng chỉ có thể tăng trong giới hạn của bùi khiêm cũng chính là giới hạn của một người bình thường nếu muốn tăng độ khó chỉ có thể dốc sức vào hai khía cạnh là tính mục tiêu và chuyện ngoài ý muốn thôi ví dụ quái vật nào đó dùng vũ khí đặc biệt để đánh mới có hiệu quả hơn nơi nào có quái nhỏ biết hố người ắt phải dùng đạo cụ đặc biệt để xử nó hoặc dùng vũ khí tầm xa những khía cạnh này Bùi Khiêm hoàn toàn có thể dựa vào lý giải game của mình để giải quyết, lén xem phương án thiết kế, mà chỉ số, thao tác, tốc độ phản ứng cũng chỉ có thể giữ ở mức người thường có thể chấp nhận, nên đổi tới đổi lui vẫn, vẫn về với vị của game souls. Bùi Khiêm không phải người thích game souls, về cơ bản đều đánh 3 4 boss rồi vứt không chơi nữa, nhưng vừa nãy bắt đầu đánh mấy quái nhỏ cũng không thành vấn đề. Nên, sau khi bị thôn dân cầm xiên cỏ này hành mấy lần, chẳng mấy chốc Bùi Khiêm đã tìm về được cảm giác ban đầu, có thể dựa vào sức mạnh bản thân giải quyết sạch mấy con quái nhỏ này sau đó là chuyện quan trọng hơn, giấu vũ khí đặc biệt của mình vào. Bùi Khiêm có quyền hạn của trình quản lý dữ liệu, chuyện hắn muốn làm rất đơn giản, chọn đại một mô hình vũ khí trong đồ họa, thêm vào danh sách đạo cụ, sao chép dữ liệu vũ khí tương tự, đổi mấy mục thuộc tính, ví dụ sức tấn công của vũ khí, tốc độ tấn công, để chỉnh sửa nhiệm vụ đặc biệt cho vũ khí này, cài đặt một điều kiện nhận đặc biệt. Tóm lại, dốc hết khả năng giấu ở nơi mọi người không tìm được nó. Bùi Khiêm mở bảng vũ khí trong game ra xem thử, vũ khí trong đây phức tạp, đa dạng chủng loại, số liệu cũng phức tạp. Nhưng cụ thể thay đổi vũ khí nào thì vẫn phải suy xét cẩn thận một phen. Nếu chọn vũ khí tầm xa, chắc chắn có thể giảm độ khó của game. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây là game hành động, nên vũ khí tầm xa trong game không nhiều, có tên, có nỏ. Nhưng giống trong Souls không thể dùng vũ khí làm chủ, chỉ có thể làm phụ trợ. Cái này thuộc về vấn đề công bằng giữa vũ khí tầm xa và vũ khí cận chiến. Trong game hành động thế này, nếu có vũ khí tấn công tầm xa bắn được xa, lợi hại, và lại còn ít tổn thất, thấy rõ ràng giá của nó sẽ áp đảo vũ khí cận chiến khác, phá vỡ niềm vui của game. Nên dựa vào thiết kế ban đầu của Lữ Minh Lượng và Bao Húc, dù là tên hay nỏ, lợi hại cũng rất thấp, với lại thời gian tấn công cách nhau rất dài, chủ yếu là để người chơi dùng kéo quái. Thật sự chỉ xét kỳ hoặc súng máy, từ số liệu diệt hết quái, ải đó của hệ thống không qua được là chắc. Nên dù Bùi Khiêm trộm giấu vũ khí cho mình thì cũng không thể siêu mẫu quá đáng. Đánh giá tổng thể các loại vũ khí khác nhau. Bùi Khiêm muốn thay đổi thuộc tính vũ khí, vẫn phải cố gắng tuân theo đặc tính cơ bản của chính vũ khí đó hơn nữa sau khi đã sửa đổi còn phải phù hợp với đặc điểm hình dáng của vũ khí nếu không tựa game này làm ra rất thô bùi khiêm nhìn lướt qua những món vũ khí hiện có vốn dĩ muốn chọn kiếm đơn thủ nhưng suy nghĩ lại kiếm đơn thủ tốt thì tốt thật nhưng sức công kích không thể điều chỉnh quá cao được hơn nữa khoảng cách công kích quá ngắn tương đối nguy hiểm cuối cùng ánh mắt của bùi khiêm vẫn tập trung vào trong số vũ khí dạng dài nhìn thấy một thanh vũ khí hiếm người dùng một thanh thiền trượng Bùi Khiêm tìm kiếm ID của món vũ khí này, phát hiện nó vốn là một đạo cụ bình thường trong miếu hoang. Sau khi rời khỏi Tân Thủ thôn, đi đến trấn nhỏ lân cận, ngôi miếu hoang này nằm trong một tràng cảnh bên ngoài trấn nhỏ, bên trong có một lão hòa thượng điên, cũng có thể xem như là một boss nhỏ. Sau khi đánh bại lão hòa thượng điên này, sẽ rơi ra thanh thiền trượng, mà trong miếu hoang còn có một rừng báu vật, trong rừng báu vật có một chữ tràng hạt bị đứt. Lúc trước tràng hạt là một đạo cụ đặc biệt, có thể gây khống chế lên quái vật trong thời gian ngắn, hơn nữa có thể có hiệu quả hồi sinh sau mỗi đoạn thời gian có thể tính là một đạo cụ khá quan trọng trong giai đoạn đầu mà thuộc tính của thiền trượng cũng không mạnh lắm có thể thấy trong thời gian đầu thiết kế chỉ là một món vũ khí để sưu tập thông thường điều này cũng rất bình thường trong game có ít nhất mười mấy thanh vũ khí sẽ có vài món rất có ích và vài món vô ích rất khó đạt được sự cân bằng tuyệt đối mà thanh thiền trượng này lại thuộc về loại khá phế lấy cho đủ số lượng thôi chính là ngươi chọn ra một món vũ khí hiếm người dùng khá yếu ớt cố gắng tạo ra thay đổi nhỏ nhất cho game như vậy càng khó bị phát hiện bùi khiêm không có thay đổi cái thuộc tính có sẵn của đạo cụ mà là thiết lập thêm một hạng mục cho đạo cụ sao chép nguyên vẹn dữ liệu của thiền trượng nguyên bàn vào sau đó điều chỉnh đáng kể tấn công cơ sở và thuộc tính tấn công sau thăng cấp quan sát thêm cách thức công kích của thiền trượng cách thức tấn công gần như giống với những gì mong đợi tấn công bình thường là vung ngang tương đối dườm già công kích rất chậm nhưng nhảy chém và lách mình chém phân ra chạm đất động tác tấn công sẽ nhanh hơn nhiều sau đó bùi khiêm còn phải sắp xếp lại một chút cách thức lấy được thiền trượng này Bùi Khiêm không định làm phức tạp lên, nếu như làm thêm một cảnh mới hoặc là một nhiệm vụ quá phức tạp, vậy thì phải tùy chỉnh riêng, còn phải để người của cả nhóm hạng mục cùng nhau làm. Cho nên Bùi Khiêm nghĩ một hồi, bèn lợi dụng cái cơ chế có sẵn, giấu món vũ khí này đi. Dựa theo thiết kế ban đầu, ngôi miếu hoang chỉ là một cảnh bổ sung cho tràng cảnh thành trấn, người chơi có thể chiến đấu hoặc không, thực lực của lão hòa thượng điên ở trong đó giao thoa giữa quái và tinh anh và boss nhỏ. Nếu như đánh bại, cây thiền trượng sẽ rớt ra, đồng thời có thể lấy chuỗi chàng hạt đứt trong dương báo làm đạo cụ nhiệm vụ. Bùi Khiêm sửa đổi sơ qua thiết lập của lão hòa thượng. Đầu tiên là suy giảm hoàn toàn sức chiến đấu của lão hòa thượng, biến nó thành một con quái nhỏ còn yếu hơn những con quái nhỏ bình thường khác. Thay đổi này hợp lý dựa trên cốt truyện, trung quy lão hòa thượng cũng đã già đến mức này, còn có thực lực của mấy con boss nhỏ không hợp lý lắm, nên là tuổi già sức yếu mới đúng. Phàm là người chơi đánh đến đây, đều đã trải qua thử thách gió tanh mưa máu ở thôn Tân Thủ và thành trấn, đương nhiên phải cảnh giác trước những NPC tương tự như vậy, chắc chắn sẽ vô thức ra tay. Đương nhiên, cho dù người chơi không ra tay, thì lão hòa thượng đang trong trạng thái đối địch cũng sẽ chủ động công kích người chơi. Nếu như người chơi giết chết lão hòa thượng, vậy thì dựa theo cài đặt ban đầu sẽ thu được thiền trượng và chuỗi chẳng hạt bàn bình thường. Bởi vì chuỗi chẳng hạt này vô cùng hữu dụng, mà thiền trượng cũng là một món vũ khí đặc thù, cho nên rất nhiều người đều muốn giết chết lão hòa thượng này, hoàn toàn không để ý đến những đánh úp bất ngờ khác. Bùi Khiêm dự định thêm một cài đặt cho lão hòa thượng, chỉ cần người chơi tích lũy đủ 6 lần chết trong tay lão hòa thượng này, lúc chết lần thứ bảy, lão hòa thượng này sẽ biến thành một NPC thân thiện, không tiếp tục chủ động tấn công người chơi. Về phần cài đặt cũng rất dễ giải thích, bởi vì người chơi chết hết lần này đến người khác, cho nên lão hòa thượng đã thu hoạch được một lượng ba hồn bảy phách nhất định từ chỗ người chơi chết đi sống lại, vì vậy đã khôi phục được một chút lý trí. Đương nhiên, người chơi vẫn có thể tấn công hắn, nếu đánh chết được thì phần thưởng vẫn sẽ như cũ. Nhưng nếu như lúc này người chơi nói chuyện với lão hòa thượng, thì lão hòa thượng sẽ nói ra một đoạn hội thoại, đại ý là thời kỳ mạt pháp sắp đến, Phật pháp sẽ tận diệt, đã không còn đường nào để đi, nhưng sức mạnh của Phật Thích Ca vẫn còn sót lại, chỉ cần vai chính có thể lần nữa bước vào lục đạo luân hồi thì có thể thoát khỏi biển khổ. Lúc này, trên người lão hòa thượng lóe lên một luồng Phật quang, chuỗi tràng hạt trong dương báu và thiền trượng trong tay của lão hòa thượng sẽ biến thành một món vũ khí mới phổ độ, cũng chính món vũ khí mới bùi khiêm phục chế. Phổ độ không có thay đổi gì quá lớn so với thiền trượng bình thường, chỉ là trên đầu trượng có thêm một phần hiệu ứng ánh vàng kim lấp lánh, cũng chính là Phật quang. Sau khi người chơi cầm món vũ khí này lên, không chỉ có thể được thăng cấp sức chiến đấu, còn có thể trực tiếp nhảy qua các cảnh tượng như Cầu Nại Hà, Tam Sinh Thạch, từ Đường Hoàng Tuyền đến được Lục Đạo Luân Hồi, mở ra trước kết cục Luân Hồi. Dựa theo thiết lập của game, kết cục của Lục Đạo Luân Hồi là một kết cục giả. Đầu game trong thôn là có một người già, người chơi phải giết chết người già này mới có thể đi đến con đường Hoàng Tuyền dựa theo hướng dẫn của linh hồn hắn, nhưng mà thông qua quan sát một số manh mối, ví dụ như mô tả đạo cụ bị đánh rơi, có thể xác định rằng người già này chính là bản thân người chơi sau khi luân hồi. Dựa theo sự thiết lập hình dáng vòng 2 của người già này sẽ biến thành hình dáng nhân vật khi người chơi qua cửa vòng 1. Tất cả đều giống y như nhau bao gồm cả quần áo, trang sức, vũ khí, chỉ có điều cơ thể sẽ trở nên tiểu tụy, gây gò. Cho nên, nếu cầm phổ độ vượt ải, thứ trên tay người già này cầm chính là phổ độ, chẳng qua là không có hiệu quả đặc biệt, trở thành thanh thiền trượng bình thường. Ngoài ra, thanh vũ khí phổ độ này chỉ có thể dùng để vượt ải kết cục lục đạo luân hồi, nếu như đi đánh boss của kết cục khác, hiệu suất đầu ra của nó sẽ giảm xuống, trở nên không khác gì một thanh vũ khí bình thường hơn nữa ở vòng 2 không thể thăng cấp thành vũ khí này, bởi vì mục tiêu của Bùi Khiêm chỉ là nhanh chóng vượt ải một trong những kết cục, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của món vũ khí này là được. Bùi Khiêm cũng không phải là kẻ thích bị ngược đãi, không muốn đi đánh những kết cục khác, cũng không muốn chơi thêm vòng nào. Bùi Khiêm bận việc cả buổi chiều, cuối cùng đã dùng phương pháp cầu thả để hoàn thành những sửa đổi này. Thật ra những sửa đổi này không quá phức tạp, cũng không khó sửa chữa bằng trình biên soạn, chẳng qua là Bùi Khiêm lâu rồi không đụng đến trình biên soạn nữa, nên là có hơi tốn thời gian một chút. Sau khi sửa đổi xong, Bùi Khiêm kiểm tra đơn giản một lượt, cũng không cần kiểm tra quá tỉ mỉ, nếu như quả thật có bác gì gì đó, những người khác chắc chắn sẽ thay tổng giám đốc Bùi sửa lại hết. Bùi Khiêm gửi đi toàn bộ sửa đổi, sau đó tìm đến Lý Nhã Đạt, sửa sơ qua một số nội dung trong game, không ảnh hưởng lớn đến bản thân game, không cần quá bận tâm, cũng không nên phao tin. Những sửa đổi này chắc chắn sẽ bị tổ thiết kế phát hiện ra, Lý Nhã Đạt thân là giám đốc kế hoạch, không thể ngu ngốc đến mức ngay cả một đạo cụ được bổ sung vào trong danh sách vũ khí cũng không nhìn thấy. Nếu như chắc chắn nhìn thấy thì bùi khiêm thẳng thắn mà đi báo với bọn họ hơn nữa tổng giám đốc bùi đã yêu cầu thì tổ thiết kế chắc chắn sẽ giữ bí mật giúp tổng giám đốc bùi tổng giám đốc bùi hơi thay đổi nội dung game lý nhã đạt có một chút ngoài ý muốn trong ấn tượng của nàng dường như tổng giám đốc bùi rất ít khi đích thân thực hiện thay đổi nội dung game muốn thay đổi ra sao thông thường đều trực tiếp nói vài câu với lữ minh lượng sau đó do lữ minh lượng hoàn thành các thay đổi cụ thể nhưng vì sao lần này lại thích thân thay đổi nhỉ là không tín nhiệm ta à lý nhã đạt ngẫm nghĩ cũng chẳng có lý do gì nếu tổng giám đốc bùi không tín nhiệm ta thì sao có thể để ta làm giám đốc kế hoạch được mang theo một chút nghi ngờ lý nhã đạt trở về vị trí của mình xem xét những điểm thay đổi của trò chơi nội dung thay đổi không nhiều nhưng thay đổi chủ yếu tập trung vào một loại vũ khí thiền trượng vốn dùng để góp đủ ra một phiên bản tăng cường cộng thêm với hiệu ứng phát sáng đặc biệt ngoài ra còn tạo ra một cách thu hoạch đặc biệt cho vũ khí này lý nhã đạt xem xét kỹ càng vũ khí có tên phổ độ này xét về mặt thuộc tính đây là một vũ khí có phần mạnh quá trong giai đoạn đầu xác thường rõ ràng là kiểu mở siêu cấp nhưng tốc độ vung ngang khi công kích vẫn không thay đổi, dao động trước và sau công kích rất dài, không dễ dàng điều khiển. Đương nhiên, khi thiết kế vũ khí này cũng giống như các loại vũ khí nặng trong tay hắn khác, đều thiết lập nhảy chém, có thể gia tăng tốc độ ra tay nhờ vào một số thao tác. Cũng chính là nói, nếu một người chơi biết chơi game lấy được vũ khí này, thì chắc chắn có thể hạ thấp độ khó khi chiến đấu ở giai đoạn đầu. Nhưng đồng thời, vũ khí này cũng có tính hạn chế vô cùng lớn, dùng nó để chiến những nội dung game ngoài lục đạo luân hồi hiển nhiên sẽ không ưu thế bằng những loại vũ khí khác, hơn nữa tới ván thứ hai, về cơ bản vũ khí này cũng thành vô dụng. Lý Nhã Đạt có hơi khó lý giải, tại sao tổng giám đốc Bùi phải đặc biệt thiết kế một vũ khí như vậy? Là bởi vì bản thân tổng giám đốc Bùi không đánh lại được, cho nên mới lắp cửa sau cho mình ư? Ừm, không có lý nào. Nếu như tổng giám đốc Bùi cảm thấy game này quá khó, tại sao không trực tiếp điều chỉnh độ khó xuống chứ? Huống chi, tổng giám đốc Bùi là nhà thiết kế chính, cũng không cần phải qua cửa game này, cho nên khả năng này có thể loại bỏ trước tiên, chắc chắn là vì nguyên nhân khác. Lẽ nào hành động này còn mang ý nghĩa sâu xa khác? Lý Nhã Đạt suy nghĩ kỹ lưỡng, độ khó của game hiện tại so với người chơi bình thường quả là quá khó, khi khai cuộc, quá nhỏ thông thường chạm vào người chơi hai lần là toang rồi, điều này có nghĩa là đại đa số người chơi phải nỗ lực làm sao để không bị thương. Mặc dù rất nhanh thôi là có thể thu hoạch được các đạo cụ bổ huyết, nhưng so với số lượng máu đã mất đi, đạo cụ bổ sung máu cũng chỉ như mối bỏ bể. Đến cuối cùng, vẫn là yêu cầu trình độ thao tác rất cao với người chơi. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Vậy thì, vũ khí này của tổng giám đốc bùi có được coi là một dạng phúc lợi cho gà mờ không để sau khi những người chơi tương đối gà lấy được vũ khí này chí ít có thể qua cửa game vượt qua một kết cục trong số đó hoặc là nói đây chính là một biểu hiện về sự nhân từ của tổng giám đốc bùi chắc có khả năng này vậy vì sao phải che giấu sâu xa như vậy lý nhã đạt chú ý đến lão hòa thượng có cây thiền trượng bị rơi mất thuộc tính bị tổng giám đốc bùi loại bỏ ngay cả quái nhỏ cũng không bằng còn vị trí của nó lại ở xung quanh thị trấn phàm là người chơi có thể chơi đến đây thì phần lớn đều đã chịu rất nhiều khổ sở giết không ít các quái vật, không có lý gì không đánh lại được. Ngay cả khi không cẩn thận mà thất bại, cũng không thể liên tiếp thất bại năm, sáu lần được. Trừ khi là cố ý, nếu không rất khó tưởng tượng ra dạng người chơi như thế nào sẽ chết trên tay của lão hòa thượng này tới năm, sáu lần. Và lại, giết chết lão hòa thượng này có thể thu hoạch được thiền trượng thường và chuỗi tràng hạt, có thể thu thập vũ khí và phần thường đạo cụ tiêu hao lực mạnh trong giai đoạn đầu, với phần lớn người chơi đó đều là thứ không thể chối từ được. Tóm lại, vũ khí phổ độ này chôn vùi quá sâu, sợ rằng 99,99% ,99 người chơi đều không thể kích hoạt được. Nếu nói rằng vũ khí này là biểu hiện về sự nhân từ của Tổng Giám đốc Bùi đối với những người chơi, thì vì sao phải giấu ở nơi mà đa số người chơi đều không thể nào tìm thấy? Lý Nhã Đạt rơi vào trầm tư. Dựa theo cách nói của tiền bối bao húc, phàm là những chỗ không hợp lý, tất có ý nghĩa sâu xa. Hiện giờ, thiết kế của vũ khí này chính là điểm rất bất hợp lý. Vì sao chết năm, 6 lần, lần thứ bảy mà lão hòa thượng này mới biến thành NPC có thể giao lưu tương tác? Con số này có hàm ý gì ư? lý nhã đạt lên an du tìm kiếm một lát tìm được một vài thông tin dù rất nhiều cách nghĩ không thống nhất nhau lý nhã đạt cũng rất khó để xác định được cách nghĩ mà tổng giám đốc bùi áp dụng nhưng vẫn có thể đại khái nhìn ra được hàm ý của con số này tất nhiên phật học quá cao thâm nên lý nhã đạt không hiểu được an du cũng không hiểu được những người chơi càng không hiểu được một vài hàm ý cụ thể chắc chắn vẫn căn cứ vào phương thức tương đối nông cạn để lý giải như vậy giúp người chơi dễ dàng chấp nhận hơn trong phật học 7 và 9 đều là con số tương đối quan trọng ví dụ cách nghĩ trong cửu phẩm liên đài giải thích chín tượng trưng cho đại viên mãn còn hàm ý của bảy nó cũng đại diện cho viên mãn nhưng cũng có cách nghĩ cho rằng bảy đại diện cho tiểu viên mãn ngoài ra nghe nói khi phật tổ giáng thế vừa chạm đất sẽ đi bộ bước đi bảy bước sáu bước trước đại diện cho lục đạo còn bước thứ bảy đại diện cho ngộ đạo vì vậy bảy cũng dùng để thể hiện ý nghĩa siêu thoát chết bảy lần có thể đại diện cho viên mãn ư chắc không phải là ý nghĩa này nói một cách nghiêm khác thì chắc là chết sáu lần vậy thì có lẽ sáu lần chết trước đại diện cho lục đạo luân hồi còn lần chết thứ bảy đại diện cho ngộ đạo. Cho nên, lấy được vũ khí này cũng chỉ có thể dùng để vượt qua kết cục của lục đạo luân hồi. Lý Nhã đã tổng hợp những phỏng đoán trước đó, cho rằng đây là phán đoán hợp lý nhất. Chết 6 lần đại diện cho lục đạo luân hồi, đây cũng là ý nghĩa của việc khởi động lục đạo luân hồi trước tiên cho người chơi. Lần thứ bảy gặp được lão hòa thượng lấy được phổ độ, thì chính thức bước sang con đường kết cục này rồi. Không chỉ có thể nhảy thẳng từ đường hoàng tuyền đến lục đạo luân hồi để khiêu chiến với boss, mà vũ khí cũng chế đạo chuyên dành cho kết cục này có thể nghĩ được rằng người chơi sẽ có hai kiểu phản ứng kiểu phản ứng thứ nhất sau khi lấy được phổ độ vui quên lối về chỉ biết dựa vào lực sát thương cao của vũ khí này để tiến hành chiến đấu với một số trận không khốc liệt quá vui vẻ vượt qua được kết cục lục đạo luân hồi kiểu thứ hai bằng lòng từ bỏ vũ khí phổ độ này dùng sức mạnh của chính mình để chiến đấu với kết cục thực sự khác xem xét tới thiết lập ban đầu kết cục lục đạo luân hồi là một kết cục giả tạo nhân vật chính cho rằng bản thân đã thoát ra khỏi thế giới tuyệt vọng tới lạnh người này nhưng trên thực tế lại chỉ là lần nữa tiến vào luân hồi giống như vậy còn việc dùng phổ độ để vượt qua kết cục này sẽ mang thi vị càng thêm trâm trọng hơn người chơi đã lựa chọn phổ độ đại diện cho việc lựa chọn tâm trạng chạy trốn không dám đối diện với những khiêu chiến gian nan hơn mà chỉ bo bo giữ mình từ bỏ phổ độ nhạt vũ khí thông thường lên đi đối mặt với kẻ địch mạnh nghiêng đó những trận khiêu chiến khó hơn mới có thể thực sự thoát ra khỏi bể khổ nghĩ đến điều này lý nhã đạt chỉ muốn đập bàn tán thường bây giờ nghĩ ra mặc dù thiết lập ban đầu cũng không kém nhưng rốt cục vẫn hơi thiếu chiều sâu dựa theo thiết lập ban đầu miếu nát và lão hòa thượng này chẳng qua chỉ là sự thêm thắt đánh hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung phía sau còn trải nghiệm game trong kết cục lục đạo luân hồi so với kết cục khác cũng không có khác biệt gì lớn lắm nhưng tổng giám đốc bùi sau khi làm ra những thay đổi này thì tất cả đã trở nên bất đồng việc thêm vũ khí kiểu mẫu siêu cấp này vào đã trực tiếp đưa người chơi đứng trước lựa chọn khó khăn là ở lại vùng an toàn chiến đấu với một kết cục giả và tự lừa dối bản thân hay là đi ra khỏi vùng an toàn vừa chịu khổ vừa đi tìm kiếm sự thật của thế giới này Cách làm này khiến những người chơi lý giải sâu xa hơn về kết cục khác nhau, cũng có được cảm giác thay thế và cảm giác chìm đắm mạnh hơn. Tổng giám đốc Bùi quả nhiên vẫn là tổng giám đốc Bùi. Quả thật có thể được xưng là bút pháp vẽ rồng thêm mắt thêm này. Lý Nhã đạt tâm phục khẩu phục, cảm nhận sâu sắc rằng bản thân vẫn còn quá nhiều thứ để học. Tất nhiên, vấn đề duy nhất của bút pháp vẽ rồng thêm mắt này đó là nó có vẻ như khó bị phát hiện. Thậm chí Lý Nhã đạt cảm thấy khả năng bị phát hiện gần như bằng không. Tại sao tổng giám đốc Bùi lại muốn che giấu đến như vậy? chỉ là bởi sáu lần chết đi đại diện cho lục đạo luân hồi phía trước còn lần thứ bảy thì đại diện cho ngộ đạo ư cũng không đúng tổng giám đốc bùi hạ thấp toàn diện thuộc tính của lão hòa thượng để khả năng người chơi chết trên tay của hắn có thể giảm đi một cách vô hạn nếu vẫn dựa theo thiết lập như trước đây độ mạnh của lão hòa thượng này tương đương với boss nhỏ chắc chắn sẽ có rất nhiều người chơi chết nhiều lần ở đây nói không chừng rất nhanh thôi sẽ sớm đạt được sáu lần chết đi nếu như vậy vũ khí này chắc chắn sẽ bị phát hiện nhưng bây giờ ngay cả người chơi có ngón tay không linh hoạt thuần túy thôi cũng chết trước mặt lão hòa thượng nhiều nhất là một hai lần dù sao thì kẻ vụng về thật sự còn chẳng vượt qua được quái nhỏ trước mặt vốn không thể nào đến được trước mặt lão hòa thượng một thiết kế khiến người khác kinh ngạc đập bàn tán thưởng như thế bút pháp vẽ rồng thêm mắt xuất sắc như vậy nhưng lại không để đại đa số người chơi phát hiện ra quả nhiên tổng giám đốc bùi vẫn không hùa theo ai cả lý nhã đạt không khỏi xúc động từ đáy lòng không thể không thừa nhận tổng giám đốc bùi là một nhà thiết kế không giống với bình thường những nhà thiết kế khác sẽ cố gắng bằng mọi cách để lấy lòng người chơi còn tổng giám đốc bùi thì hoàn toàn ngược lại trước này hắn đều không quan tâm tới việc bản thân có bị người chơi chửi bắn hay không tất nhiên cũng không phải nói việc lấy lòng người chơi là không đúng ngược đãi người chơi là chắc chắn đúng điều này chỉ cho thấy trên phương diện thiết kế trước này tổng giám đốc bùi đều độc lập như vậy hơn nữa hắn cũng không mong rằng suy nghĩ của bản thân sẽ được người chơi thấu hiểu điều này có thể nhìn ra được từ trong game người chế tác trò chơi mặc dù có rất nhiều người đang phân tích hàm ý sâu xa của game này nhưng tổng giám đốc Bùi chưa bao giờ đứng lên đưa ra bất kỳ giải thích chính thức nào. Có câu nói rằng một nghìn độc giả có một nghìn Hamlet, còn có tác giả cho rằng sau khi một tác phẩm hoàn thành nó chính là thuộc quyền sở hữu của độc giả, còn tác giả không phải là người có chân lý duy nhất. Hiển nhiên, quan điểm của tổng giám đốc Bùi đối với game này cũng như vậy. Mặc dù tổng giám đốc Bùi vì game quay đầu là bờ này mà tạo ra một thiết lập xuất sắc như vậy, nhưng lại không kỳ vọng vào việc thiết lập này được người chơi phát hiện, truy lùng. Nói cách khác, theo cách nhìn nhận của tổng giám đốc Bùi thì cho dù thiết lập của game này không được phát hiện mà bị chôn giấu sau vài tháng, thậm chí là sau vài năm nữa mới được người chơi phát hiện ra thì cũng không sao cả. Thậm chí trái lại, tổng giám đốc Bùi còn kỳ vọng nó không được phát hiện. Chẳng trách tổng giám đốc Bùi vừa mới cố ý căn dặn không được làm ầm lên. Đây chính là cảnh giới của tổng giám đốc Bùi. Lý Nhã Đạt cảm thấy hơi ấm ức, thiết lập xuất sắc như vậy lại có thể bị chôn giấu, thực sự quá khó chịu. Nhưng nàng cũng hiểu được tâm trạng của tổng giám đốc Bùi, cảm thấy bản thân không thể nói ra sự việc này, rất bối rối nhưng sau khi suy nghĩ nhiều lần lý nhã đạt vẫn quyết định nghe theo lời của tổng giám đốc bùi việc ta có thể làm chính là hoàn thiện các tình tiết trong game một cách tốt nhất có thể xóa bỏ những khuyết điểm nhỏ nhặt mà tổng giám đốc bùi chưa kịp thay đổi lỡ như có người chơi có thể phát hiện ra thiết lập này cũng chưa chắc gặp phải bất kỳ bác nào nhất định phải mang tới cho người chơi trải nghiệm game hoàn hảo nhất lý nhã đạt đầy để cặp kính dày cộp ngay lập tức lại tràn đầy tinh thần hăng hái dường như nàng hơi hiểu ra vì sao các giám đốc kế hoạch do tổng giám đốc bùi đề bạt lại giỏi như vậy đó là bởi vì tổng giám đốc bùi là một vị lãnh đạo có thể tự nhiên mà sản sinh ra động lực khiến mọi người không ngừng tiến về phía trước mà lúc này trong văn phòng lãnh đạo bùi khiêm có thể tự nhiên sản sinh ra động lực khiến mọi người không ngừng tiến về phía trước đó đang nhìn màn hình đen trắng của mình có một loại kích thích phẫn nộ đến bất lực tức giận dù bùi khiêm đã sắp xếp cho bản thân một vũ khí đặc quyền vượt ải nhưng vũ khí này cũng không phải là thứ đồ vạn năng các thủ tính sau khi sửa đổi của vũ khí phổ độ này cho bùi khiêm cảm giác hơi giống quan đao trong đắc số một công kích của phổ độ không dễ dùng dao động trước khi công kích quá dài nhưng nện đất thì rất dễ sử dụng đồng thời cự ly công kích của nó dài sát thương cao vì thế cũng được coi là một vũ khí vượt ải vô cùng hoàn hảo cả phải quái vật chỉ cần cẩn thận tránh né tấn công của quái vật tìm đúng cơ hội nhanh chóng tiến lên chạm vào rồi rút lui cứ lặp lại như vậy là có thể đánh bại phần lớn kẻ địch hơn nữa sát thương của phổ độ cao hơn quan đào, có thể nói là thêm một bước để giảm độ khó nhưng vấn đề ở chỗ sau khi đeo vũ khí vào sát thương của người chơi đúng là cao thật nhưng quái vật muốn giết ngay lập tức thì vẫn giết được. Cho nên Bùi Khiêm vẫn phải chịu khổ. Sao ta có thể rơi vào tình cảnh như thế này cơ chứ? Bùi Khiêm rất khó chịu. Không được, không thể để một mình ta chịu khổ. Bùi Khiêm càng nghĩ càng tức, lại nhớ ra cái tên trên cuốn sổ nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn móc điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn cho trợ lý Tân. Liên hệ với kiểu lão thấp, hỏi hắn xem có hứng thú đến test game của chúng ta hay không, ký hợp đồng với hắn. Trong thời gian nghiên cứu hắn là ban test chuyên nghiệp, mỗi ngày chơi game 8 tiếng, chúng ta trả cho hắn 500 đồng một ngày. Ừm, mỗi ngày phải chơi 8 tiếng cho đến khi game online mới thôi, nếu như hắn không kiên trì được mà vi phạm hợp đồng thì một xu cũng không có. Trợ lý Tân đi thu xếp ngay lập tức. Vừa nghĩ tới kiểu lão thấp đa phần sẽ là vui vẻ chạy tới cũng hắn chịu khổ, trong lòng Bùi Khiêm đã thoải mái hơn nhiều. Vì sao Bùi Khiêm lại chắc chắn rằng kiểu lão thấp sẽ tới? Chủ yếu là vì trước đây đã từng điều tra. Sau khi kiểu lão thấp tới Ai giao, mặc dù tình hình kinh tế đã có cải thiện rất lớn nhưng vốt cuộc chuyện kiếm tiền cũng là chuyện mãi mãi không bao giờ thỏa mãn được việc lần này đối với kiểu lão thấp có ba phương diện rất thu hút hắn một là tiền tính toán theo một tháng 20 ngày công là có 10.000 đồng hai là có thể trải nghiệm game mới của đằng đạt trước như vậy thì cho dù là làm video hay là thu hút fan cũng đều có thể đi trước một bước so với những vlogger khác thứ ba là có thể thấy bộ mặt thực sự của đằng đạt và tổng giám đốc bùi chơi chút game có thể kiếm được tiền trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy vì thế kiểu lão thấp chắc chắn sẽ tới chơi thêm vài phút bùi khiêm ném tay cầm xuống bàn ngày chịu khổ hôm nay đã kết thúc dù tiến độ game không có nhiều tiến triển, nhưng vấn đề về vũ khí đặc quyền đã giải quyết xong, tiếp theo chỉ cần chịu khổ nhiều hơn một chút, vượt qua kết cục của lục đạo luân hồi chỉ còn là vấn đề thời gian. Khoảng cách đến lúc game online vẫn còn sớm, cũng không cần phải vội vàng. Bùi Khiêm lấy kiện hàng chuyển phát nhanh hôm nay vừa tới, chuẩn bị quay trở về nơi nghỉ ngơi. Vừa mới đi đến cửa, tin nhắn của trợ lý Tân đã được gửi tới. Tổng giám đốc Bùi, Kiều lão thấp đồng ý rồi, còn nói là cuối tuần sẽ tới, ta sẽ sắp xếp nơi ăn trốn ở ổn thỏa, còn cả thanh toán vé xe khứ hồi bùi khiêm rất mừng hiệu quả đúng là rất nhanh xem ra kiểu lão thấp vốn không nghĩ ngợi nhiều sau khi nghe trợ lý tân nói xong đã đồng ý ngay rồi bùi khiêm nhắn lại ngay lập tức được rồi nơi ăn trốn ở nhất định phải sắp xếp ổn thỏa tất cả không được sơ suất người ta từ nơi xa chạy đến đây chịu khổ tinh thần phải chịu tàn phá dù sao cũng phải bồi thường vật chất trợ lý tân lại gửi một tin nhắn đến tổng giám đốc bùi còn một việc nữa trương tổ đình đăng một tin lên weibo muốn bày tỏ lòng cảm ơn với chúng ta ta đã sắp xếp người dùng weibo chính thức trả lời hắn rồi nhưng có phải ngươi cũng nên suy nghĩ về việc xác thực cho Weibo cá nhân? Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Bản thân Bùi Khiêm cũng có tài khoản Weibo, nhưng chỉ dùng để xem hot search ăn dưa, thỉnh thoảng ngắm nghĩa mấy cô gái đẹp chứ chưa xác thực, người khác cũng không biết đó là tổng giám đốc Bùi. Đằng đà thì trái lại, cũng có Weibo chính thức, nhưng cũng vừa mới mở chưa được bao lâu, bên hành chính có chuyên gia đang phụ trách hoạt động, độ hot không cao. Bùi Khiêm dứt khoát từ chối, không cần đâu hắn không có ý định làm người nổi tiếng trên weibo đối với vấn đề này cũng không có hứng thú cất điện thoại đi bùi khiêm chuẩn bị quay về nghỉ ngơi đi được hai bước đột nhiên có cảm giác dường như có chỗ nào đó không đúng lắm lại móc điện thoại ra lần nữa mở weibo ra tìm kiếm trương tổ đình tìm được dòng weibo hắn vừa mới đăng mấy ngày nay bởi vì lý do công việc nên phải chạy một chuyến đến kinh châu lần này là hợp tác với công ty game không chừng sẽ rất nhanh thôi mọi người có thể nhìn thấy ta trên mạng đấy ngoài ra ta đã ăn một bữa tối ngon nhất trong mấy năm gần đây tại một nhà bếp tư nhân ở kinh châu thật sự rất muốn giới thiệu, nếu các người đi Kinh Châu thì nhất định đừng bỏ lỡ. Bùi Khiêm Trương Tổ Đình ngươi hay lắm, đồ ngon đồ tốt gì ta cũng tiếp đãi ngươi, kết quả ngươi báo đáp ta như vậy sao? Bùi Khiêm vội vàng mở phần bình luận bên dưới Weibo của Trương Tổ Đình, xác nhận xem tính nghiêm trọng của tình hình. Nếu như phản ứng thái quá, vậy thì phiền phức thật rồi. Trương Tổ Đình đã giới hạn các từ khóa ở Kinh Châu và nhà bếp tư nhân, lỡ như nếu như có người nhớ ra, trăm phương ngàn kế nghe ngóng địa chỉ, vậy phải làm sao đây? Tuy rằng, Trương Tổ Đình hết hơi rồi, nhưng vẫn còn một đám fans cứng, lỡ như tình cờ có, có thêm vài người ở Kinh Châu, muốn nếm thử bữa tối cùng Trương Tổ Đình, chẳng phải sẽ bị bại lộ sao. Mặc dù nói độ phủ sóng của Trương Tổ Đình đã không còn như trước nữa, nhưng sau khi Weibo này tung ra từ hai ngày trước đó cho đến nay, cũng đã có đến hơn 500 lượt bình luận. Bùi Khiêm vội đọc từng cái một. Ăn cơm chung sao? Chuyện tốt chuyện tốt. A a a a, sao lại không nói sớm hơn, nói sớm là đến Kinh Châu ta đã đến bắt tại hiện trường rồi. Đáng tiếc thật, bỏ lỡ cơ hội được gặp thần tượng rồi hợp tác cùng với công ty game sao công ty game nào có con mắt tinh tưởng dữ vậy tìm được kho báu lớn như chú trương thế chú trương đã nhận quảng cáo cho nhà hàng này rồi ư không thành vấn đề chú trương chia sẻ vị trí đi nhất định sẽ tham gia cho nên phải ở đâu mới có thể tìm được địa chỉ của bếp tư nhân này vậy nhà hàng này có hơi không chuyên nghiệp rồi tìm chú trương quảng cáo dù sao cũng phải có mấy tấm ảnh đen gì đó chứ một tấm ảnh cũng không có ai chịu đi đại loại như thế bùi khiêm yên tâm hơn một chút hiển nhiên phần lớn fan hâm mộ đều nhìn thấy trọng điểm của dòng Weibo này đều đạt ở trên việc hợp tác cùng với công ty game suy đoán sôi nổi rốt cuộc đó là công ty game nào cụ thể hơn là hợp tác về cái gì chỉ số ít người theo dõi phần sau của Weibo quan trọng vẫn là vì không có hình ảnh loại như đồ ăn ngon để hình ảnh là thứ có sức thuyết phục nhất dù có dùng ngôn từ để miêu tả cũng rất khó dẫn đến được hưởng ứng rộng rãi đương nhiên nếu ngươi là nhà văn có thể miêu tả món ngon bằng ngôn từ khiến người khác chảy nước miếng vậy thì không còn gì để bàn cãi nhưng trương tổ đình rõ ràng không phải cho nên quả thực có vài người hỏi đến địa chỉ của nhà bếp tư nhân nhưng phần lớn mọi người đều không quan tâm lắm trương tổ đình cũng chọn ra một vài bình luận được yêu thích để trả lời hợp tác thương nghiệp tạm thời không được tiết lộ rất nhanh mọi người sẽ được biết thôi lúc đến kinh châu quá vội vàng lần sau nhất định sẽ tìm một cơ hội gặp gỡ với các bạn sống ở kinh châu không phải là quảng cáo thật sự rất đỉnh rất ngon ta không thể nói ra vị trí chính xác được bởi vì là xe của phía đối tác đưa đi đón về ta chỉ nhớ đó là một khu biệt thự tương đối hẻo lánh rất yên tĩnh, phong cảnh không chơi vào đâu được, không có chụp ảnh lại, nhà bếp tinh nhân này không được phép chụp hình, bởi vì chỉ khi không có chụp hình mới có thể thưởng thức đầy đủ được các chi tiết của món ngon. Tóm lại, rất muốn giới thiệu các fan hâm mộ bản địa ở Kinh Châu đến thưởng thức thử. Ô, oh, còn có nữa, giá cả có lẽ sẽ rất mắc. Trương Tổ Đình không trả lời còn tốt, sau khi trả lời, fans càng hoang mang. Vị trí không biết, không chụp lại ảnh, giá cả cũng không rõ ràng. manh mối duy nhất chính là một khu biệt thự vắng vẻ, rất yên tĩnh nhưng mà khu biệt thự ở kinh châu cũng nhiều quá đi có bảy tám khu danh lam thắng cảnh lớn ở thành phố kinh châu trong mỗi danh lam thắng cảnh cũng phải có ít nhất sáu bảy ngôi biệt thự ngoài những danh lam thắng cảnh này ra còn có những biệt thự nhà lầu dài rác khác ngay cả có thêm vào điều kiện giới hạn như tương đối vắng vẻ rất yên tĩnh phong cảnh đẹp cũng phải có hơn 20 đến 30 khu biệt thự phù hợp điều kiện huống chi trong những khu biệt thự này còn có nhiều ngôi biệt thự như thế cụ thể bếp tư nhân được giấu trong ngôi biệt thự trong số đó chứ không manh mối không hình ảnh tìm kiếm bằng cách nào cũng không thể nghĩ cách vào đại khu biệt thự, lần lượt gõ cửa hỏi, "Chào, cho hỏi đây có phải là nhà bếp tư nhân không?" Vậy thì kỳ cục quá. Đương nhiên, nếu như mọi người biết được đó là biệt thự mặt phố thương mại, vậy quả thực có thể loại trừ phần lớn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Trương Tổ Đình không biết điều này, các fan đương nhiên cũng không biết. Thậm chí, Trương Tổ Đình còn không biết nên gọi nhà bếp tư nhân như thế nào mới đúng. Các fan hỏi đi hỏi lại, vấn đề cả bản thân Trương Tổ Đình cũng không biết, thì làm sao có thể hỏi ra kết quả. Xem xong bình luận, Bùi Khiêm thở dài, còn đỡ còn đỡ một phen hú vía không cho trương tổ đình chia sẻ định vị không cho hắn chụp hình đúng là lựa chọn đúng đắn dù sao trương tổ đình vẫn là một ngôi sao cũng là người trải đủ mùi đời không đến mức thức ăn ngon chút bèn chụp ảnh tự sướng giống như kẻ nhà quê hoặc là đặc biệt lưu lại vị trí quán ăn trong lòng bùi khiêm cảm kích vô cùng biết ơn tha mạng của móng heo chiên xem ra mối nguy hiểm bếp tư nhân minh vân tạm thời chưa bại lộ hắn vừa định nhét điện thoại vào trong túi tinh một tiếng trương tổ đình lại đăng lên một dòng trạng thái mới trên Weibo vị trí đã có mới hỏi trợ lý của ta xong may mà trước khi hắn rời khỏi đã nốt lại vị trí vị trí thành phố kinh châu sơn trang minh vân phụt bùi khiêm xém tí thổ huyết tiêu rồi vị trợ lý nhỏ đó hại rồi trương tổ đình quả thật không hề lưu lại vị trí nhưng trợ lý nhỏ đó có lưu lại bây giờ nhớ ra lúc đó tiểu trợ lý kia nhìn thấy trên bàn toàn là món ngon đặc biệt là cô hoàng đế mắt nhìn chằm chằm rõ ràng là đang suy nghĩ về nó lúc đó bùi khiêm cũng không nghĩ ngợi nhiều chỉ không cho tiểu trợ lý chụp ảnh lại nhưng mà tiểu trợ lý âm thầm lưu lại vị trí của nơi này bùi khiêm cũng đâu thể chú ý đến vấn đề này rất nhanh những dòng bình luận bên dưới Weibo cũng tăng lên nhanh chóng sân trang minh vân nơi đó đúng là rất vắng vẻ cảm ơn sự giới thiệu của chú trương hôm nào lái xe đi xem thử trời xa thật cũng phải mất một giờ lái xe có thật ngon như vậy không chú trương khen ngợi không ngớt ai đi thử đi nếu như ngon như tin đồn ta sẽ xem xét mua vé máy bay đi nếm thử sẵn tiện ở kinh châu chơi có ai biết ở kinh châu có địa điểm vui chơi nào vui không Bùi Khiêm không rời mắt khỏi Weibo, cả người cứng đờ. Dòng Weibo trước đó còn đỡ, bởi vì phần lớn mọi người đều để ý đến điểm quan trọng là sự hợp tác kinh doanh của Trương Tổ Đình. Nhưng dòng này ghê gớm hơn, chỉ có một dòng thông tin vị trí của nhà bếp tư nhân Minh Vân. Rành rành như thế kia, thật sự có người sắp tìm đến tận cửa rồi. Bùi Khiêm gãi gãi đầu, phải nghĩ cách làm sao để khuyên bọn họ rời đi. Buông lời ác ý khuyên bỏ đi thì chắc chắn không được. Bình tĩnh lại, mọi chuyện chắc cũng không tệ như vậy đâu. Thật ra, cứ cho là có vài người tìm đến tận cửa thì vấn đề cũng không lớn lắm. chỗ này mắc như vậy, đa số mọi người đều nớt không trôi. dòng Weibo của trương tổ đình mới có hơn bốn ngàn lượt thích, các fan phân bố trên khắp mọi miền tổ quốc. cứ cho là có số ít có thể tìm ra nhà bếp tư nhân minh vân, cũng chỉ có mười mấy người sống để ăn, cũng chưa chắc ăn nổi. ô, oh, nhà bếp tư nhân minh vân mỗi tháng lỗ rất nhiều, dù có một lượng khách đến, về lâu dài cũng không thể lấp đầy lỗ thủng hao hụt. lúc đầu bùi khiêm có chút lo lắng, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, cảm thấy sự việc cũng không tệ lắm suy cho cùng nhà bếp tư nhân minh vân vẫn còn vài đường phòng thủ ví dụ như nơi này hẻo lánh giá cả món ăn cao ngất ngưỡng hầu hết các nguyên liệu tốt đều phải chuẩn bị trước đối với các thực khách bình dân đây đều là lý do khuyên họ rời đi đương nhiên nói thì nói như vậy nhưng cũng không thể khoanh tay chờ chết bùi khiêm suy nghĩ quyết định gọi điện cho đầu bếp lâm vẫn hơn chẳng mấy chốc cuộc gọi đã được kết nối phòng trừng lâm sán vinh không ngờ tổng giám đốc bùi sẽ gọi đến trong giọng điệu lờ mờ bất an tổng giám đốc bùi có dặn dò gì sao bùi khiêm vờ như không có gì nói, không có chuyện gì lớn, chỉ muốn hỏi gần đây bên nhà bếp tư nhân Minh Vân đông khách không. Lâm Sán Vinh không trả lời ngay, rõ ràng hơi lúng túng. Cái này không phải vấn đề đông hay không, mà là vấn đề có khách không. Từ lúc khai trương đến giờ, ngoài nhân viên nội bộ của đằng đặt đến ăn uống, tiếp đãi trương tổ đình đến dùng bữa, thì nhà bếp tư nhân Minh Vân không có mong khách nào khác. Cái này có bình thường, không tuyên truyền, để lộ, đương nhiên cũng không có khách rồi. Cũng có vài nhân viên của đằng đạt nói với bạn bè, nhưng nhà bếp tư nhân Minh Vân vừa xa vừa hẻo lánh, không có ai dẫn đi rất khó tìm được, đa số đều không muốn chịu khổ, thứ hai nhân viên đẳng đạt vừa ăn rồi, cũng không muốn tự bỏ tiền túi ăn bữa thứ hai dồn dập như vậy, nên gần đây không có khách. Tuy biết rõ mình làm việc không dừng với chức vụ, nhưng Lâm Sán Vinh nghĩ nghĩ, vẫn nên nói thật, không thể lừa tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi liệu sự như thần, nói dối trước mặt hắn hậu quả nghiêm trọng lắm. Tổng giám đốc Bùi, gần đây không có tiếp đón khách khác, cái này ta cần phải tự kiểm điểm, chắc hẳn tuyên truyền của bếp tư nhân không đủ, ta cho ngươi tăng cường tuyên truyền lâm sán vinh chủ động đội nồi bùi khiêm vừa nghe đã vội ngắt lời không 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 ta không có ý này bây giờ ngươi làm rất tốt nhiệm vụ hàng đầu của các ngươi là cung cấp dịch vụ và món ăn tốt nhất chuyện như tuyên truyền các ngươi không phải lo lần này ta gọi điện đến là để nhấn mạnh vài vấn đề sắp tới chắc sẽ có lượng khách hàng nhỏ nhà bếp tư nhân minh vân nhất định ngươi phải nói rõ với tất cả nhân viên phục vụ của chúng ta mấy điều phải chú ý thứ nhất không cho phép khách hàng chụp ảnh thứ hai không giải thích quá nhiều thứ ba không có ai là ngoại lệ hiểu không lâm sán vinh ạ à, rõ ràng hắn không hiểu hoàn toàn bùi khiêm giải thích đơn giản mấy câu không giải thích quá nhiều tức là nếu có khách hàng hỏi vì sao các người không có nhiều nguyên liệu đều phải đặt trước nhân viên phục vụ cứ đáp thẳng vì mấy nguyên liệu này rất quý phải vận chuyển từ bên ngoài là được không cần giải thích vì sao mấy nguyên liệu này quý phải vận chuyển từ đâu đến hoặc có khách hàng hỏi vì sao món của quán người đắt hơn chỗ khác dữ vậy nhân viên phục vụ cứ đáp vì chúng ta dùng nguyên liệu tốt hơn cung cấp phục vụ và môi trường dùng bữa tốt hơn là được không cần giải thích cụ thể nguyên liệu tốt thế nào, phục vụ và môi trường dùng bữa có ưu thế gì. Tóm lại, đừng khoe quá. Về việc không có ai là ngoại lệ tức là dù ông chủ lớn nào đến, tình nguyện tiêu một số tiền lớn để đặt cũng phải hẹn trước như những người khác, và phục vụ cũng không giải thích nhiều về chuyện này với hắn. Đương nhiên, điều này không phải thái độ phục vụ không tốt. Nên phục vụ thế nào thì phục vụ thế ấy, chỉ không giải thích quá nhiều về những thứ rộng tích thôi. Hiểu chưa? Bùi khiêm hỏi lại. Lâm Sán Vinh, ạ, à, hiểu rồi, Tổng Giám đốc Bùi. Nhất định ta sẽ nghiêm túc chấp hành yêu cầu." Lâm Sán Vinh không đưa ra vấn đề gì khác, Bùi Khiêm rất hài lòng. Hắn dặn dò thêm vài câu, không cần biết có biến động nhỏ gì cũng phải báo lên kịp thời, sau đó ngắt máy. Bên kia điện thoại, Tuy Lâm Sán Vinh không đưa ra câu hỏi gì, nhưng vẫn chỉ vào trầm tư. Tổng giám đốc Bùi có ý gì? Chẳng lẽ đây chính là marketing không giải thích trong truyền thuyết, dù khách hỏi gì cũng không giải thích, thái độ chính là người ăn là xong chuyện rồi, đào đâu ra nhiều vấn đề thế? Đương nhiên, chắc chắn thái độ không cứng nhắc như vậy, ý tổng giám đốc Bùi là nhân viên phục vụ vẫn phải xem khách hàng là thượng đế nhưng sẽ không giải đáp cụ thể những vấn đề thượng đế đưa ra cái này trái ngược hoàn toàn với cách giải thích bình thường của lâm sán vinh cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai hiểu lầm giữa người và người sẽ phải giải quyết qua lời nói nếu khách hàng không hài lòng chỗ nào chắc chắn phục vụ phải giải thích kỹ càng nếu có thể khách hàng mới hiểu bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nếu chỉ mỉm cười nói không chừng sẽ hiểu lầm nghiêm trọng hơn nhưng yêu cầu của tổng giám đốc bùi rất rõ ràng thậm chí còn đặc biệt gọi đến dặn dò, có thể thấy chuyện này rất quan trọng. Thôi vậy, chắc chắn tổng giám đốc Bùi có hàm ý sâu xa gì đó, đừng nghĩ nhiều, cứ làm theo yêu cầu của tổng giám đốc Bùi là được. Khoan đã, vì sao tổng giám đốc Bùi biết sắp tới sẽ có khách? Ồ, chắc chắn là tổng giám đốc Bùi nghĩ là cách tuyên truyền khác rồi, khó trách lại căn dặn mình không cần lo chuyện tuyên truyền. Tuy hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của tổng giám đốc Bùi, nhưng Lâm Sán Vinh lại cảm thấy dường như tổng giám đốc Bùi đã nắm chắc phần thắng, hình như đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong tương lai có lãnh đạo đạo thế này thật tuyệt lâm sán vinh yên tâm chuẩn bị bảo nhân viên phục vụ cắt cổ gà buổi tối bùi khiêm đã về đến chỗ ở của mình thu dọn xác máy ảnh bị phân thay trên bàn sau khi cắt ghép video xong thì chuẩn bị đăng lên fans của tài khoản chiến thần review này ngày càng nhiều tuy tốc độ tăng bình thường nhưng tình hình bây giờ đã vượt khỏi mong đợi của bùi khiêm tóm lại hoàn thành mục tiêu một cách viên mãn dù bây giờ lâm thường nhớ ra cũng không cảm thấy tổng giám đốc bùi cầm tiền mà không làm gì sau khi xem bullet screen chúa hề của cộng đồng mạng trong video mấy kỳ trước Bùi Khiêm bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Chuyện quan trọng chắc chắn là hai game rồi. Tiến độ nghiên cứu phát triển bên chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Up nhanh hơn nhiều, quảng cáo cũng đã quay xong, đầu tháng sau, tầm 10 ngày nữa cũng bắt đầu quảng cáo, thử nghiệm online. Mà chỉ ít quay đầu là bờ hơn một một tháng nữa. Ngoài ra, bên nhà bếp tư nhân Minh Vân cũng phải quan tâm chút chút, không thể lật xe được. Về trung điểm, Logistics nghịch phong, phong làm việc phi hoàng, tạm thời không để ý, trước đây vẫn lỗ bền vững, sau này có quan tâm hay không cũng vậy. May mà cơ sở đủ lớn, tốc độ tư tiền cũng nhanh hơn thấy rõ. Bây giờ tất cả bưu cục nghịch phong đều đã bước vào nền nếp, đặc biệt là khu vực bùi khiêm hay hoạt động, chuyển phát nhanh có thể chuyển hàng đến tận cửa. Đương nhiên, nếu có người không chịu để nhân viên chuyển phát gửi hàng đến nhà, muốn tự đi lấy, thế cũng không sao, bưu cục nghịch phong phục vụ trong diện tích nhỏ, đối với trường hợp gọi điện yêu cầu đừng gửi hàng đến nhà thì cứ không gửi, đợi khách đến lấy là được. Bùi Khiêm cân nhắc, lần này có thể lỗ không, mấu chốt vẫn phải xem logistic nghịch phong tuy những sản nghiệp khác trông cũng rất vững nhưng ai biết được có chỗ nào đột nhiên bùng nổ không ổn định logistics nghịch phong lúc những sản nghiệp khác đột nhiên có vấn đề chỉ cần mở thêm mấy đu cục nghịch phong thuê thêm vài em trai giao hàng là có thể khống chế lợi nhuận rồi thứ sáu ngày 20 tháng 8, lần đầu kiều lương đến đất kinh châu cảm thấy không tồi thời tiết cũng tương tự đế đô nóng y chang nhau nhưng hôm nay trời mát gió thoang thoảng cảm thấy mát mẻ hơn trước nhiều chẳng mấy chốc kiều lương tìm được nhân viên phụ trách ở chỗ đón khách trước khi lên xe đã chọn xong khách sạn người đến đón hắn là một chàng trai trẻ tuổi họ tôn là lái xe phun thăm ở đằng đạt trông rất hoạt bát cử chỉ và lời nói cũng vô cùng khéo léo lễ phép kiều lương ngồi ở ghế sau của xem thương nghiệp rộng rãi cảm thấy rất thoải mái lái xe rất vững rõ ràng kinh nghiệm lái xe của tiểu tôn này rất phong phú lần đầu kiều lương hưởng thụ đãi ngộ được xe đưa xe đón thế này ấn tượng về đằng đạt trong lòng cũng tăng thêm ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ kiều lương cảm thán từ tận đáy lòng quá tuyệt đây là lần đầu tiên hắn đến kinh châu vốn dĩ hắn cũng không mong chờ gì lắm chuyện đến thành phố kinh châu này nhưng sau khi đến mới phát hiện hình như phồn hoa mình tưởng tượng rất nhiều kiều lương sống ở đế đô rất lâu là người phiêu bạt đến phương bắc nhưng dù sao thì cuộc sống cũng túng thiếu tuy đế đô rất phồn hoa nhưng hưởng thụ tốt thế này hắn cũng không vớ vở cùng lắm cũng thỉnh thoảng xem kịch nói nghe đại nhạc hội sẽ tương đối tiện ngoài ra không khác gì đô thị loại hai bình thường là mấy đến kinh châu ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn nhiều chẳng mấy chốc đã đến khách sạn thầy kiều ta nhận phòng giúp người trước sau đó người lên lầu thu dọn, tôi đi đỗ xe, 10 phút sau chúng ta gặp mặt ở cổng khách sạn, công ty ở gần đây, đi bộ 3 phút là đến, tiểu tôn vẫn lễ phép. Rất nhanh sau đó, tất cả đều ổn thỏa. Kiều Lương không tốn một đồng nào phí ăn ở đoạn thời gian này, đều do đằng đạt trả. Hắn đến tầng sau khách sạn, phát hiện đằng đạt sắp xếp cho mình phòng xếp. Bên ngoài có phòng nhỏ, có bàn trà, có sofa, bàn sách và bàn viết chữ, trên bàn trà có đặt khay trái cây, bên cạnh còn có quầy cà phê, bên trên có máy pha cà phê, cà phê bột, còn có một tủ lạnh nhỏ bên trong là phòng ngủ rộng rãi cửa sổ sát đất còn có một gian phòng tắm rất rộng có bồn tắm tổng giám đốc bùi của đằng đạt thật tâm giao xem ra ta vẫn có sức ảnh hưởng nếu không cũng không thể xem trọng ta thế này kiều lương rất tự hào nói ra thì bản thân kiều lương cũng không ngờ đằng đạt sẽ mời mình đến làm trưởng phòng trải nghiệm game trải nghiệm game mới chưa công bố quả thật sức ảnh hưởng video của hắn không tồi cũng luôn chú ý đến sự phát triển của công ty đăng đạt từ con đường sa mạc cô độc nhưng đối với công ty game như đằng đạt quả thật không cần xem trong vlogger nho nhỏ. nhỏ. Nên sự chân thành của Tổng Giám Đốc Bùi mới càng chân quý hơn, cũng tác động đến Kiều Lương. Không những phí làm việc vất vả, xe đón xe đưa, còn sắp xếp chỗ ăn chỗ ở. Nên Kiều Lương có ấn tượng rất tốt với Đằng Đạt, Tổng Giám Đốc Bùi. Ai ngờ được công ty ban đầu làm ra game giác như con đường sa mạc cô độc lại biến đổi trong thời gian chưa đến một năm, phát triển đến quy mô bây giờ. Quả là thế sự khó lường. Kiều Lương sắp xếp hành lý của mình, ăn chút trái cây, sau đó nghỉ ngơi ở sofa phòng khách. Hành lý của hắn không nhiều ngoài vài món kỹ thuật số và máy tính cá nhân ra đều là đồ đạc thay đổi khách sạn có phục vụ giặt đồ chỉ cần bỏ đồ bẩn vào túi giặt phục vụ phòng sẽ đến lấy đi giặt sạch sẽ gửi về trước khi đến kiều lương vẫn hơi lo lắng đến điều kiện ăn ở lo lắng giặt đồ có tiện không bây giờ xem ra lo lắng của bản thân hoàn toàn không cần sofa rất thoải mái nhưng đáng tiếc hôm nay trời mát không có ánh mặt trời nếu không có thể nằm phơi nắng trên sofa trong phòng khách chắc hẳn rất đã nhưng thời tiết dâm mát thế này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của kiều lương nữa sau khi nghỉ ngơi hắn xuống sảnh lớn tầng 1, điều tiểu tôn dẫn đến công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật internet Đàng đạt vừa nghĩ đến sắp gặp được tổng giám đốc bùi kiều lương hơi kích động kiều lương vẫn luôn cảm thấy mình và tổng giám đốc bùi chính là tri âm tri kỷ giống như hành vi hàm ý sâu xa như kiểu người chế tác trò chơi và tuyên truyền theo cách nghệ thuật trình diễn cũng chỉ có mình mới có thể biết được nếu không phải mình không biết tinh thần của tổng giám đốc bùi sẽ bị xuyên tạc bao lâu nghĩ nghĩ thì chắc tổng giám đốc bùi cũng nghĩ thế này nhỉ người ta nói tri kỷ khó tìm Người thích hàm nội hàm vào game như Tổng Giám Đốc Bùi cũng vô cùng trân trọng chi kỷ khó có nhỉ. Nên Tổng Giám Đốc Bùi mới không ngại xa xôi đón mình từ đế đô đến đây làm trưởng phòng trải nghiệm của game mới. Kiều Lương vừa nghĩ tốt đẹp, vừa theo tiểu tôn vào khu văn phòng của Đăng Đạt. Phản ứng đầu tiên chính là, rộng rãi thật. Môi trường làm việc này thật sự tốt đến khó nói, chỉ cần nhìn diện tích mỗi vị trí công việc, có thể thấy công ty này không thiếu tiền. Với lại, bầu không khí cả văn phòng sôi động và tự do, hoàn toàn không giống bầu không khí u ám nhiều công ty. Tuy Kiều Lương chưa đến nhiều công ty, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học cũng từng cố gắng thử phỏng vấn. Trên website video cũng từng thấy không ít video về môi trường làm việc nội bộ công ty. Hầu hết môi trường văn phòng của công ty đều tương đối áp lực, ngột ngạt. Nhưng ở đây hoàn toàn không có. Mỗi nhân viên đều rất thoải mái, vừa ăn đồ vặt, uống cà phê vừa làm việc. Nhưng biểu cảm khi làm việc của bọn họ lại vô cùng chăm chú, hoàn toàn là trạng thái năng động được khởi phát chủ động. Ban đầu Kiều Lương hơi nghi ngờ, rốt cuộc có phải giả bộ không? Nhưng hắn lại nghĩ, nghĩ thế này không khỏi đề cao bản thân quá mình chỉ là một vlogger nhỏ nhoi không phải lãnh đạo chủ quản cũng không phải truyền thông quyền lực người ta có diện trước mặt mình không với lại thấy trạng thái thong thả của mọi người cũng không phải có thể giả vờ kiều lương càng hứng thú với tổng giám đốc bùi hơn công ty có thể hoạt động tốt thế này có thể nói rõ tổng giám đốc bùi không những là nhà thiết kế ưu tú cũng là một nhà quản trị ưu tú như thế chốt cuộc bộ mặt thật là thế nào tiểu tôn đến văn phòng tổng giám đốc bùi khẽ gõ cửa tổng giám đốc bùi thầy kiều đến rồi bùi khiêm đang chơi quay đầu là bờ trong văn phòng lúc này hắn vô cùng bực dọc nói một cách nghiêm túc chỉ cần chơi quay đầu là bờ không lúc nào không bực bội mỗi lần cực khổ bùi khiêm đều nghi ngờ rốt cuộc vì sao mình làm ra game này sau đó lặng lặng ghi thù trong sổ nghe kiểu lão thấp đến rồi bùi khiêm ném điều khiển trên bàn đứng dậy ngay đến rồi ngươi còn không đến thì ta không chịu nổi nữa kiểu lão thấp ngoài cửa nghe một tiếng cạch trong phòng không biết là cái gì rơi trên mặt kiểu lương lộ ra nụ cười tổng giám đốc bùi xem trọng ta cỡ nào nghĩ đến ban đầu Tào Tháo và Hứa Du là chân trần đón tiếp, nói theo thông tục, nghe nói Hứa Du đến, Tào Tháo chạy ra đón tiếp mà không kịp mang giày. Tình huống bây giờ chắc cũng vậy. Tuy không biết tổng giám đốc Bùi đang làm gì, nhưng nghe động tính, chắc tổng giám đốc Bùi ném thứ trên tay xuống để ra đó, có thể thấy rất xem trọng ta. Thậm chí Kiều Lương còn cảm thấy bản thân hơi ngại. Đức gì tài gì để tổng giám đốc Bùi xem trọng thế này, xấu hổ, xấu hổ. Bùi Khiêm nắm chặt tay Kiều Lương, "Thầy Kiều, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Đối với sự nhiệt tình của tổng giám đốc Bùi, Kiều Lương thấy được thương mà lo, vội khom người, tổng giám đốc Bùi, rất vui được gặp. Bùi Khiêm đánh giá Kiều Lương, phát hiện kẻ thù cũ của mình trông nghiêm trình, mắt to mày rậm, ngũ quan đoan chính, chỉ là trông có vẻ ủ rũ, béo giả. Có vẻ cũng là thanh niên nghiện nét 24 nghìn, nhưng khác bao húc, bao húc hơi chọc, không có dinh dưỡng, mà tóc kiểu lão thấp vẫn tươi tỉnh, vóc người rất tròn, hơi yếu. Kiều Lương vẫn đang ngạc nhiên vì Bùi Khiêm trẻ như vậy, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị xong tổng giám đốc Bùi rất trẻ, nhưng không vẫn tranh lệch rất lớn nhìn kiểu gì cũng trẻ hơn mình. Nghĩ đến tổng giám đốc Bùi còn trẻ đã là ông chủ của một công ty lớn, mà bản thân bây giờ vẫn là một mầm cây trong giới video game này, không có chiến tích gì lớn, Kiều Lương hơi cảm thán theo bản năng, cũng hơi ghen tị. Bùi Khiêm dẫn Kiều Lương vào phòng, rót một tách trà, trò chuyện vài câu. Tổng giám đốc Bùi, ta nghỉ ngơi đủ rồi, chi bằng chúng ta nhanh chóng vào vấn đề chính đi. Kiều Lương chủ động nhán bắt đầu công việc. Thật ra, theo lý thì không cần gấp như vậy, hoàn toàn có thể đợi ăn xong bữa trưa rồi hắn bắt đầu làm việc. Nhưng Kiều Lương cảm thấy tổng giám đốc bùi chăm lo cho mình như vậy đưa xe tiếp đón lại sắp xếp chỗ ở tốt như vậy đãi ngộ gặp mặt đều đã đầy đủ chắc chắn bản thân cũng phải tỏ ý nhanh chóng vào trạng thái làm việc bùi khiêm gật đầu được con cá này chủ động cắn câu được nhỉ vốn bùi khiêm muốn để kiều lão thấp nghỉ ngơi thêm tránh đến lúc đó tinh thần và cơ thể đều bị tổn thương nghiêm trọng nhưng kiều lão thấp đã chủ động yêu cầu thế thì phải thỏa mãn bùi khiêm lấy hợp đồng đã chuẩn bị ổn thỏa trước đó ra ký hợp đồng trước đã kiều lương cầm sang lướt sơ trong hợp đồng giống trước đó đã bàn xong mỗi ngày chơi game 8 tiếng, 500 đồng. Nếu cuối tuần nghỉ thì một tháng tầm 10.000 đồng, nếu không nghỉ thì có thêm tiền tăng ca, lương mỗi tháng có thể nhiều hơn. Tuy giá nãy đã được bàn ổn thỏa từ trước, nhưng nói không được chi tiết, Kiều Lương cũng không xác định hợp đồng có cú lừa gì không, có đưa ra yêu cầu quá đáng hay phức tạp gì không. Bây giờ thấy văn bản hợp đồng có thể xác định, không có cú lừa gì, quả thật là mỗi ngày chơi game 8 tiếng, kiếm được 500 đồng. Kiều Lương không khỏi cảm khái, Tổng Giám đốc Bùi là người rộng rãi. Đầu năm nay, một tháng mười nghìn đã có thể xem là lương cao rồi đương nhiên nếu kiểu lương bùng nổ linh cảm liên cuồng chèn quảng cáo một tháng cũng có thể kiếm hơn mười nghìn nhưng cũng mệt lắm phải thức trắng đêm kiếm tài nguyên nghiêm túc viết văn án cắt ghép với lại phải có may mắn tóm được kim chủ ba ba mới có thể kiếm tiền nhiều như vậy nói một cách tương đối công việc bây giờ thong thả hơn không có yêu cầu gì chỉ yêu cầu chơi quay đầu là bờ tám tiếng mỗi ngày sau khi kiểu lương lướt sơ qua hai lần hài lòng ký tên mình ok thế thì đi theo ta bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim hai người bùi khiêm và kiều lương vừa nói vừa cười rời khỏi tòa văn phòng của đằng đạt tiểu tôn lái xe chở hai người đến quán cà phê internet phi gần nhất bùi khiêm không định để kiều lương chơi game ở khu văn phòng lý nhã đạt và các nhân viên khác biệt vài cài đặt cụ thể trong game ví dụ vũ khí nào lợi hại hơn đường nào dễ hơn với cả cách thu thập vũ khí phổ độ nếu trong quá trình kiều lương chơi game chết như chó nói chuyện với mấy nhân viên nghiên cứu phát triển khác biết được vài chìa khóa trong game há chẳng phải hạ thấp độ khó rồi sao? Bùi Khiêm muốn để Kiều lão thấp trải nghiệm game quay đầu là bờ từ con số không như người chơi bình thường, nên áp phải loại trừ nguy hiểm ngầm từ mặt này. Ở quán cà phê internet Netfi, có ăn có uống, máy tính cấu hình cao, cà phê nước uống đủ cả, tuyệt đối sẽ giải quyết được nỗi lo về sau của Kiều lão thấp. Chẳng mấy chốc đã đến quán cà phê internet Netfi. Đây là cửa hàng đại học Hán Đông của quán cà phê internet Netfi, cách thần hoa hào cảnh tâm 10 phút đi bộ. Đương nhiên, nói là cửa hàng đại học Hán Đông, nhưng thực tế không gần đại học Hán Đông, đi tầm 15 phút. vừa từ khi bắt đầu chọn vị trí của quán cà phê Internet đã phải ghi nhớ tránh mấy khu vực cạnh trường đại học rồi. Nhưng nơi cày cũng xem là nơi khá phồn hoa, doanh thu ban đầu của cửa hàng này không thấp lắm. Sau sự kiện trần lũy, doanh thu nơi này tăng nhất định, bây giờ đã chỉ sau cửa hàng chính, chỉ lỗ một khoản nhỏ. Cũng chính vì vậy, nên cửa hàng này như trẻ mồ côi trong lòng bùi khiêm, rất hiếm khi đến. Lần này vừa hay sắp xếp cho kiểu lão thấp ở nơi này, lúc tâm trạng bùi khiêm không tốt có thể sang xem kiểu lão thấp chơi game đến đâu rồi, có thể khiến tâm trạng bản thân tốt hơn. Bùi Khiêm giới thiệu cửa hàng trường của quán cà phê Internet Phi này với Kiều Lão Thấp, sau đó tìm một chỗ ở góc tầng 2 cho hắn. Sau này đây chính là vị trí làm việc của Kiều Lão Thấp. Trên máy tính đã cài đặt xong phiên bản ban đầu của quay đầu là bờ, phiên bản này sẽ được cập nhật đồng thời với tiến độ của bên nghiên cứu và phát triển, đồng thời có chức năng tính giờ đơn giản, tính thời gian game của Kiều Lão Thấp mỗi ngày, phải hơn 8 tiếng mới được. Hôm nay không đủ thời gian, ngày hôm sau phải bù, nếu hôm sau vẫn không đủ, thế thì trừ tiền. Sau đó còn có vài điểm chú ý. Bây giờ quay đầu là bờ vẫn trong thời gian nghiên cứu và phát triển, nội hàm trong game không thể lộ rõ, nên Kiều lão thấp không thể quay video, cũng không thể bàn luận nhiều về chuyện này trong nhóm fan. Bên quán cà phê internet NetFi, bình thường không nhiều khách lắm, vị trí Kiều Lương ngồi lại rất khuất, cũng sẽ không có người đến làm phiền. Chẳng mấy chốc, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Đồ ăn thức uống bình thường cứ tìm cửa hàng trường chuẩn bị là được, đồ ăn thức uống trong quán cà phê internet NetFi chắc chắn sẽ vệ sinh, sạch sẽ, có thể yên tâm dùng. Làm quen trước tối nay sắp xếp tiệc tẩy trần cho ngươi đến lúc đó đến đón ngươi có vấn đề gì về mặt sinh hoạt cứ nói với cửa hàng trưởng là được bùi khiêm giải quyết tất thảy phiền phức sau này giúp kiểu lão thấp kiểu lương rất cảm động được thế ngươi bắt đầu trải nghiệm đi ta đi trước có vấn đề gì cứ liên lạc bất cứ lúc nào bùi khiêm không xem kiểu lão thấp chịu khổ tạm biệt rồi đi cái này gọi là thấy hắn sống không nỡ thấy hắn chết nghe tiếng hắn không nỡ ăn thịt hắn bùi khiêm không khỏi cảm thán ai ta quả là một người tốt tổng giám đốc bùi thật tâm giao sắp xếp chú đáo quá tối còn có tiệc tẩy trần nghe ra chắc hẳn đẳng cấp không thấp kiều lương khoái trá mở game cảm thấy lần này đến kinh châu tất cả đều hoàn hảo ai à, phải có một em gái bên cạnh càng tốt đương nhiên bản thân kiều lương cũng biết đây là đang mơ tưởng nhưng nói đi phải nói lại có em gái nào game vui không biết có phải quan tâm tỉ mỉ của tổng giám đốc bùi có tác dụng tâm lý gì đó không sau khi kiều lương vào game nhìn kiểu gì cũng thấy ông bụng game này quả nhiên game của tổng giám đốc bùi đều là thượng thừa xem mẫu này tinh xảo xem phong cách này đặc biệt nhìn động tác này mượt nhìn tiểu quái này á à đủ đau vãi đây là quái nhỏ sao ta ngòm rồi nhìn màn hình trắng đen kiều lương hết sức mù mịt vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy hắn chỉ mới chạm vào một thôn dân quần áo rách dưới cầm xiên cỏ kết quả thôn dân này ngoái đầu sang xiên hắn hai nhát là ngòm. ta mở sai cách nhỉ kiều lương vào đầu trong mắt đầy mê mang buổi trưa nhà bếp tư nhân minh vân dô quán các người có cô hoàng đế cho ta một con. Trong phòng riêng nhỏ, một người trẻ tuổi ăn mặc khoa trương chỉ cô hoàng đế trên thực đơn, nói phục vụ. Xin lỗi ngài, món này phải đặt trước, phục vụ lễ phép, nghiêm túc tuân thủ phục vụ nguyên tắc không giải thích tổng giám đốc bùi đặc biệt yêu cầu. Đương nhiên sau khi nói câu này, lòng nhân viên phục vụ rỗng tuếch. Vì rõ ràng người trẻ tuổi trước mặt hắn không thiếu tiền, với lại, đoán theo lẽ thường, tính cách của hắn có thể không tốt lắm. Vị khách này trông rất trẻ, thầm 24-25, mặc sơ mi sạc sỡ, những đường kẻ lộn xộn xanh, đỏ, vàng, Khiến hắn trông giống như một con bọ rùa, nhưng nhân viên phục vụ có thể cảm nhận được chiếc sơ mi này không dưới 10, 20 nghìn. Với lại, vị khách này ăn mặc sang trọng, trên cổ còn đeo chiếc vòng vàng trông rất đắt, chắc chắn không phải loại trôi nổi trong buồng tắm. Làm dáng nhất là, điểm cuối của vòng cổ vàng còn đính một viên bọt biển làm bằng vàng ròng, khiến người trẻ tuổi khó nén được khí chất bùng nổ cá tính lại không thiếu tiền. Theo kinh nghiệm của nhân viên, khách này chắc là người khó hầu, nếu không phải tổng giám đốc Bùi đã yêu cầu trước đó, chắc chắn hắn sẽ cười giải thích cặn kẽ cô hoàng đế hiếm thế này vận chuyển khó thế nào tránh để khách không vui thêm chuyện nhưng bây giờ chỉ có thể tuân theo yêu cầu của tổng giám đốc bùi không giải thích nhiều người trẻ tuổi cũng không tức giận gật đầu ồ cô hoàng đế thật sự khó đặt trước là có thể giải quyết thế ta cho ta một cầu gai đi nhân viên phục vụ vẫn mỉm cười hơi có lỗi nói xin lỗi này món này phải đặt trước người trẻ tuổi cao mày tuy vẫn không nói gì nhưng rõ ràng hơi bực các người đại dương vây xanh có chứ nhỉ xin lỗi này món này phải đặt trước người trẻ tuổi nhìn nhân viên phục vụ hơi mờ mịt không biết nên cười hay nên tức giận nhân viên phục vụ vô cùng có tâm chỉ hàng chữ nhỏ phía trên cùng của thực đơn mấy món ở mặt trước vì có nguyên liệu khá quý nên đều phải đặt trước xin lỗi vì sự bất tiện này người trẻ nhìn nhìn thật trên thực đơn dày phía trên cùng mỗi trang đều có nói rõ phải đặt trước dù không nhỏ lắm nhưng cũng không rõ hắn không thấy được được vậy ngươi nói xem bây giờ quán các người có cái gì người trẻ tuổi cũng lười tự tìm hỏi thẳng nhân viên phục vụ nhân viên phục vụ hết sức chi kỳ lật đến phần cuối giúp hắn khoảng trường lật hết 80% phần trăm nội dung mấy món lần này không có chữ nhỏ giải thích thưa ngài mấy món này có thể làm bây giờ người trẻ tuổi cao mày nhìn mấy món phía sau có vài món tương đối phức tạp ví dụ như thịt khối kim tự tháp cá sư tử lông vàng cũng các món khá đơn giản ví dụ như rau củ theo mùa để dưỡng sinh tôm long tình điểm chung là chúng đều rất đắt đắt hơn một chút so với giá của các nhà hàng cao cấp ví dụ như thịt khối kim tự tháp này bán 270 đồng Người trẻ tuổi nhớ trước kia mình ăn ở quán địa phương chỉ tốn tầm 240 đồng. Đương nhiên, so với những món nguyên liệu quý kia, giá mấy món bình thường này đã rẻ rồi. Người trẻ tuổi hơi cạn lời. Giá là một chuyện, nhưng không phải vấn đề chính. Mấu chốt là mấy món ngon muốn ăn đều phải hẹn trước. Chẳng lẽ ông lớn lặn lội từ xa đến để ăn mấy món bình thường? Hắn đến Kinh Châu là vì có chuyện cá nhân cần giải quyết, nhưng trùng hợp lúc trước thấy trên Weibo của Trương Tổ Đình có nói nơi này có một bếp tư nhân không tồi nên định đến thử. Kết quả tình huống bây giờ không thoải mái lắm thế tối nay có thể đặt trước không người trẻ tuổi cố gắng duy trì phong độ nhân viên phục vụ tỏ ý xin lỗi xin lỗi ngài hôm nay đã có người bao rồi xét đến thời gian vận chuyển nguyên liệu ngài có thể đặt trước vào tối mai hoặc hôm kia người trẻ tuổi cạn lời toàn tập hắn nhìn nhân viên phục vụ lại nhìn thực đơn kiềm chế xúc động muốn bùng nổ tùy tiện chọn hai món một canh thế này trước đi người trẻ tuổi trả thực đơn lại vâng thưa ngài xin đợi trong chốc lát nhân viên phục vụ ghi lại danh sách món cầm thực đơn rời đi người trẻ tuổi lấy điện thoại ra muốn lên mạng tìm quán này thử, kết quả không tìm thấy, thậm chí trên bản đồ điện thoại còn không có định vị quán này. Không những vậy, tấm bảng nhỏ ghi số bàn đặt trên bàn ăn còn ghi một hàng nhắc nhở nhẹ nhàng, vì cảm nhận hương vị món ăn tốt hơn, vui lòng không chụp ảnh. Liên tưởng đến việc trên thực đơn quán này nhiều món như thế, nhưng đều phải đặt trước, không cần đặt trước toàn là món bình thường, với lại giá cũng đắt chết đi được. Chẳng lẽ ta gặp phải quán lậu? Người trẻ tuổi càng nghĩ càng thấy sai sai, cảm thấy quán này hơi quái quái. Hắn tên là Tiết Bân, con trai độc đinh của ông chủ than Tiết Nguyên Khánh, là một cậu ấm xanh xứng với thực vì tính nét khoa trương giống cha hắn chưa bao giờ kiêng rẻ thể hiện hình tượng nhà giàu mới nổi của mình trước mặt mọi người tiết chết bân rất giàu đương nhiên cũng từng ăn ở nhiều bếp tư nhân rồi cũng biết đa số những bếp tư nhân cao cấp đều có vài quy tắc kỳ lạ nhưng quán này nhiều quy tắc như thế này thật sự hiếm thấy điều khiến hắn bực bội hơn là thái độ của nhân viên phục vụ chỉ nói mấy lời vớ vẩn chẳng có tác dụng gì bằng thái độ lễ phép chi bằng im mẹ đi nếu không phải trang trí của quán này thật sự rất cao cấp lại được trương tổ đình đề cử cực mạnh có thể bây giờ hắn đã đập bàn bỏ đi rồi. Nói ra thì thì quan trọng là vì cha hắn Tiết Nguyên Khánh là fan phim của Trương Tổ Đình, từng mời Trương Tổ Đình ăn cơm mấy lần, nên Tiết Chiết Bân mới theo dõi Weibo của Trương Tổ Đình, vừa hay thấy tin bất tư nhân này. Nếu không hắn cũng không thể tự tìm đến đây. Lại đợi, nếu một lát lên món dở ạp à, nhất định sẽ đăng Weibo vạch trần nơi này. Tiết Chiết Bân dựa vào nguyên tắc người tốt, quyết định đợi xem. Nếu hai món đã chọn được thì đặt món tối mai hoặc ngày kia. Hơn nửa tiếng trôi qua, hai món Tiết Chiết Bân chọn được đem lên một món là tôm long tỉnh một món là thịt khối kim tự tháp còn có một món canh đậu hũ hoa cúc lượng thức ăn rất ít nhưng giá không hề rẻ lên món cũng nhanh tiết chết bân biết thịt khối kim tự tháp là món tương đối mất thời gian không những phải cắt còn phải ninh hơn nửa tiếng đã nhanh lắm rồi với lại lúc đợi món hắn cũng ăn chút món nhẹ và đồ ăn kèm hương vị không tồi cũng xem như xoa sự cảm xúc lo lắng khi đợi món rốt cuộc có phải quá lậu không sẽ biết ngay thôi tiết chết bân nhìn nhân viên phục vụ bưng hai món lên hắn cố ý chọn một món thịt khối kim tự tháp và một món đậu hũ hoa cúc vì hắn rất rõ hai món này cực kỳ thử thách kỹ năng nấu và kỹ thuật cắt tiệc của đầu bếp ô không tồi vừa nhìn vẻ ngoài của hai món này đã khiến người ta có cảm giác trước mắt sáng lên món thịt khối kim tự tháp yêu cầu đầu bếp phải cắt từng tấn thịt từ bên ngoài không được ngừng dao độ dày đều đặn cuối cùng cắt thành một miếng chỉnh tề rồi đặt trong khuôn đúc từng tầng cuộn thành hình tháp mà đậu hũ hoa cúc cần cắt 108 trăm dao lên miếng đậu hũ non nõn nà cắt thành sợi mảnh độ mịn đều nhau với lại không thể có nứt vỡ, đặt trong bát nước trong như một đóa hoa cúc đang nở rộ. Tiết chết bân chọn món và canh này, để xem thử rốt của quán này có phải danh không xứng thực, có phải lừa đảo không là chính. Về món tôm long tỉnh là vì lo thịt khối kim tự tháp và đậu hũ hoa cúc làm không ngon, nên chọn một món bình thường. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là thịt khối kim tự tháp và đậu hũ hoa cúc đã vượt ngoài mong đợi của hắn rồi. Hai món này để kiểm tra kỹ năng cắt tỉa, đầu bếp có kinh nghiệm cắt tỉa mấy chục năm khổ luyện mới có thể làm đến mức hoàn hảo. Mà hai món này không có giới hạn, ví dụ như món thịt khối kim tự tháp, cắt càng mỏng, số tầng càng nhiều, bình thường cắt được 9 tầng mới có thể xem là thịt khối kim tự tháp hợp quy cách, mà món bên này đem lên đã cắt tận 17 tầng, vẻ ngoài đã đè bẹp thịt khối kim tự tháp bình thường kia rồi. Tiết Chiết Bân không nhịn được cầm đũa lên, thử một ngụm tôm trước. Tôm mềm mịn, cũng có hương vị của long tình, tuy món này gần 300 đồng, nhưng Tiết Chiết Bân cảm thấy rất đáng, vì hắn đã từng ăn món này ở nhà hàng Trung rất tuyệt ở thành phố Hàng Châu, khẩu vị rất giống ở đây. Lại thử món thịt khối kim tự tháp và đậu hũ hoa cúc, hương vị không khiến hắn thất vọng đều vừa khéo thêm môi trường dùng bữa thoải mái ấm áp tiết chết bân cảm thấy dường như mình đã hiểu lầm quán này thật rồi bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube di các phim muốn làm mấy món này chắc chắn phải lặn lội nhìn dặm mời đầu bếp có tiếng giỏi món hàng châu chắc chắn ở kinh châu không mời được kiểu này quan trọng hơn là trên thực đơn không chỉ có món hàng châu còn có rất nhiều kiểu ẩm thực khác thế chỉ mời một đầu bếp chắc chắn không đủ đầu bếp như vậy chắc chắn ít tiền sẽ không mời nổi, dù sao người ta làm ở nhà hàng cao cấp cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, với lại còn gần nhàn, ai lại muốn chạy đến Kinh Châu xa xôi. Nuôi nhiều đầu bếp như vậy chắc hẳn phải tiêu một khoản rất lớn. Có thể kiếm lại sao? Trước đó Tiết Chiết Bân còn cảm thấy giá món ăn trên thực đơn đều đắt, sau khi thử vài ngụm mới thấy, hình như thật sự không đắt, ngược lại còn hơi rẻ. Thật sự có thể hồi vốn sao? Quan trọng là quán này im hơi lặng tiếng quá, không tuyên truyền, không quảng cáo, trước cửa không treo bằng hiệu, thậm chí bây giờ tiết chiết bân còn không biết cụ thể quán này tên gì bây giờ là thời gian chuẩn để dùng bữa trưa kết quả trong nhà hàng lớn thế này chỉ có mỗi tiết chiết bân chẳng phải lỗ tiền sao tiết chiết bân nhìn món ăn lại nhìn nhân viên phục vụ mỉm cười đợi bên cạnh lại nhìn môi trường ăn yêu nhã nơi này dụng cụ ăn bàn ghế cao cấp tinh xảo chẳng lẽ nơi này có hoạt động phạm pháp gì đó tiết chiết bân bất chợt cảnh giác nhưng nghĩ kỹ thì hình như không đúng lắm nhưng quan trọng là quán này cũng không phải rỗng tuếch tuy không có khách nhưng đồ bán đều là hàng thật giá thật giá hơi cao nhưng cũng trong phạm vi hợp lý xem xét từ các kiểu ấn tượng quán này chỉ đơn giản là không có độ nổi tiếng mà thôi cũng có điểm nghi vấn gì khác ngày mai đến lần nữa xem rốt cuộc món cần đặt trước thế nào nếu vẫn giữ được trình thế này thế thì nhà được bảo bối thật rồi bếp sau của nhà bếp tư nhân minh vân lâm sán vinh hơi căng thẳng hỏi nhân viên phục vụ thế nào khách hàng hài lòng với món ăn của chúng ta không nhân viên phục vụ gật đầu ừm trông có vẻ rất hài lòng lâm sán vinh thở ra một hơi thế thì tốt quãng thời gian này vẫn không có khách từ hôm trước mới lục tục có bảy tám vị khách nhưng trong đó có người nhìn thấy thực đơn đã bị dọa chạy có người hỏi cả buồn mới phát hiện món ngon đều phải đặt trước cũng đo nốt chỉ có hai ba người thật sự ở lại ăn nhưng chọn món rất bình thường tuy bọn họ rất hài lòng với mùi vị món ăn nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến nữa vì giá quá đắt rõ ràng đã vượt khả năng chấp nhận của bọn họ có thể thấy từ món họ chọn mấy món đơn giản rẻ nhất bên đây cũng phải năm sáu chục đồng dù chọn món nhạc cũng tốn trung bình hơn một trăm ở kinh châu giá này đã có thể mua rất nhiều thứ tốt rồi. Nên dù tay nghề đầu bếp cao, chọn nguyên liệu tốt hơn, làm mấy món này tuyệt hơn mấy quán khác nhiều cũng vượt khỏi khả năng chịu được của người bình thường. Nhưng hôm nay tiết chết bân vừa vào, Lâm Sán Vinh đã để mắt đến hắn. Có thể thấy, người này không thiếu tiền. Tiết chết bân chọn món cũng kiểm chứng được điều này, tôm long tỉnh hắn chọn hơn 300, món kim bài thịt khối kim tự tháp hơn 260, bữa ăn này thong thả cũng bảy trăm đồng. Nếu vị khách lắm tiền này có thể hài lòng với mấy món này, thế thì nói rõ nhà bếp tư nhân minh vân có hy vọng hót rồi dù sao thì nhà bếp tư nhân minh vân không đối mặt với người bình thường là phú hào phản hồi của phú hào là quan trọng nhất sau khi nghe nói vị khách này rất hài lòng với món ăn lâm sán vinh cũng thở phào một hơi bây giờ hắn là cửa hàng trường đã không đích thân xuống bếp nữa rồi nhưng bây giờ mấy đầu bếp phía sau đều do đích thân hắn phỏng vấn lựa chọn đập tiền đào đi đương nhiên là tiêu tiền của tổng giám đốc bùi bây giờ món ăn được khẳng định rồi đương nhiên lâm sán vinh cũng sẽ cảm thấy hơi tự hào cửa hàng trường khác đã thanh toán rồi đi rồi còn đặt trước bữa tối vào tối mai một nhân viên vui mừng chạy vào báo tin vui tốt lắm trái tim lâm sán vinh đang treo lơ lửng đã đặt xuống rồi trước đó tổng giám đốc bùi bảo hắn đừng lo chuyện tuyên truyền quá lâm sán vinh vẫn hơi lo nhưng gần đây thấy có người lục tục đến còn có phú hào lắm tiền đến ăn nữa nói rõ việc tuyên truyền vẫn luôn được tiến hành quả nhiên tất cả đều nằm trong tính toán của tổng giám đốc bùi kế tiếp chỉ cần theo chỉ thị của tổng giám đốc bùi nghiêm túc làm tốt từng món ăn và phục vụ Nhà bếp tư nhân Minh Vân hot lên là chuyện trong nay mai. Đầu bếp và nhân viên phục vụ của nhà bếp tư nhân Minh Vân cũng để năng lượng. Hắc gì? Bùi khiêm hát xì, Vừa sổ mũi vừa đặt điều khiển xuống. Nhìn giờ giấc, đã sắp 5 giờ chiều rồi. Tối nay vẫn phải tẩy trần cho Kiều Lương ở nhà bếp tư nhân Minh Vân, sẵn tiện xoa dịu tâm hồn bị thương của hắn. Ăn hành cả ngày, bây giờ Bùi khiêm rất muốn đi xem tình hình Kiều lão thấp thế nào. Đến quán cà phê internet Netfi. Bùi khiêm im lặng lên tầng hai, quan sát Kiều Lương ngồi trong góc chỉ thấy mặt mày kiều lương tái mét đang nhìn màn hình chăm chăm hai tay nắm chặt chuột đôi khi còn nghiêng người sang một bên dường như đang chơi motion sensing game đột nhiên cơ thể hắn run lên toàn thân cứng đờ màn hình đã biến thành màu xám rồi biểu cảm của kiều lương chuyển từ dưỡng sở thành ảo não lại chuyển từ ảo não sang tuyệt vọng cuối cùng lại từ tuyệt vọng trở thành mù mịt hắn đặt điều khiển lên bàn hơi ngẩng đầu nhìn trần nhà hình như đang hoài nghi nhân sinh và ý nghĩa mình tồn tại thấy biểu cảm của kiều lương trong lòng bùi khiêm thoải mái hơn nhiều khóe miệng ra rào nụ cười không phí tiền quả nhiên mời kiểu lão thấp đến kinh châu là lựa chọn chính xác bùi khiêm vốn rất lo lắng vì hắn không phải người chơi em cũng không biết bản thân có thể kiên trì trong quay đầu là bơ không lỡ nhân chơi đến cuối cùng mình không qua ải chỉ có thể giảm độ khó hoặc rời ngày phát hành há chẳng phải làm lỡ chuyện lớn rồi sao nhưng bây giờ bùi khiêm tìm được động lực kiên trì tiếp rồi đó chính là kiểu lão thấp có khó có khổ chỉ cần thấy kiểu lão thấp khổ sở khó khăn hơn mình bùi khiêm chợt thấy mình lại nạp đầy động lực dù sao thì lúc bùi khiêm chơi game vẫn có phổ độ mà kiểu lão thấp chỉ có thể nhảy múa trên lưỡi đao bằng vũ khí bình thường nên cảm giác hạnh phúc bắt nguồn từ so sánh bùi khiêm cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết bùi khiêm làm bộ như không có gì đi tới trước mặt kiều lương mỉm cười hỏi người thấy thế nào kiều lương còn đám chìm trong trò chơi không kịp phản ứng lại ngay sửng sốt một chút mới đứng dậy thấy ừm trong thời gian ngắn chơi nhiều game kỳ lạ như vậy cho dù là tác giả của biết bao kỳ video như kiểu lão thấp cũng phải thấy dè chừng thấy như thế nào nhỉ cảm giác rõ ràng nhất chính là game này thiết lập độ khó sai rồi có thể là chuyên viên hoạch định trị số đã thêm nhiều hơn một số không cho lực công kích của tiểu quái những thứ còn lại thì đều tốt cả có điều nhìn nụ cười ấm áp của tổng giám đốc bùi kiểu lão thấp thật sự khó lòng mở miệng tổng giám đốc bùi tốt xấu gì cũng coi như là một nhà chế tác nổi tiếng có thể phạm loại sai lầm trị số cấp thấp này sao tính sai trị số thêm vào hẳn một số không cho dù là chuyên viên hoạch định trị số mới vừa đi làm thì cũng rất ít khi phạm phải loại sai lầm này suy cho cùng hiện tại muốn vào vị trí chuyên viên hoạch định chỉ số thì phải có cơ sở kiến thức số học đạt tiêu chuẩn đâu thể giống thiết lập tình tiết nội dung tùy tiện viết vài câu gì đó tỏ vẻ nho nhã là có thể qua vòng phỏng vấn được thế nên kiều lão thấp ẩm ư hồi lâu vẫn ngẩn người chưa nghĩ ra nên nói thế nào cho phải thậm chí hắn cảm thấy có hơi áy náy kiều lương à kiều lương vào thời khắc mấu chốt mà ngươi lại như xe bị tuột xích thế này tổng giám đốc bùi không ngại đường xa mời ngươi đến lo ăn lo uống ngon lành không phải là vì nhìn chúng ngươi là người chơi dày dặn kinh nghiệm muốn nghe thử ý kiến của ngươi sao kết quả ngươi chơi mấy tiếng đồng hồ xong ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không trả lời được thật là phụ kỳ vọng của tổng giám đốc bùi quá rồi bản thân cũng cảm thấy có chút ngượng thế nhưng bùi khiêm thì không hề ngần ngại lại ha ha cười một tiếng đi thôi đi ăn cơm tối nay mở tiệc tẩy trần cho ngươi bùi khiêm không hề tức giận ngược lại cực kỳ hài lòng với phản ứng của kiều lão thấp điều này chứng tỏ rằng chơi quay đầu là bờ chơi đến ý thức mơ hồ rồi đây là phản ứng mà bùi khiêm thích nhìn thấy nhất dù sao thì năng lực chịu đựng của kiều lão thấp cũng thuộc vào loại mạnh trong quần thể ngươi chơi trước kia chơi con đường sa mạc cô độc kiều lão thấp đã từng chạy xong hết các màn trong thời gian tiêu chuẩn tuyệt đối lợi lại cho dù nguyên nhân trong đó cũng có phần là vì kiếm sống nhưng khả năng chịu áp lực kiều lão thấp cũng tuyệt đối không thể khinh thường thế mà hiện tại kiều lão thấp lại bị trò chơi này hành hạ đến ý thức mơ hồ không phải vừa vặn chứng minh bùi khiêm đang đi đúng đường hay sao nhìn qua phản ứng của kiều lão liên tưởng đến phản ứng mà người chơi bình thường sẽ có Bùi Khiêm càng thêm yến tâm về triển vọng của quay đầu là bờ. Nhà bếp tư nhân Minh Vân. Bùi Khiêm dẫn Kiều Lương đi thẳng tới phòng lớn nhất của bếp tư nhân. Cuối giờ chiều tất cả bài trí nơi này đều đã thay mới cho phù hợp với thực đơn ngày hôm nay, chọn đồ trang trí có phong cách phù hợp, bàn ăn, bộ giao dĩa, thật nhìn có một phong cách riêng. Chỉ có Bùi Khiêm và Kiều Lương ăn cơm, không có ai khác ngồi cùng. Những nhân viên khác còn đang bận rộn cống hiến cho sự nghiệp thua lỗ lớn lao của tổng giám đốc Bùi, có mình tổng giám đốc Bùi là có vẻ rảnh rỗi nhất, thế nên tới đây ăn cơm với Kiều Lương, tỏ ý tôn trọng người được mời. Hơn nữa, đây cũng không phải là tiệc chiêu đãi loại công việc chính quy gì, quá nhiều người không khéo lại trở nên gò bó. Khung cảnh rất tốt, phục vụ cũng tốt. Ngay cả điểm tâm và món ăn kèm trước bữa ăn cũng ngon hơn so với bữa ăn chính của những nhà ăn bình thường khác. Kiều Lương gấp ít món phụ, trò chuyện tự nhiên cùng Bùi Khiêm, không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy cơ kỳ lạ. Tổng giám đốc Bùi tốt với ta quá rồi. Có câu, sự việc khác thường tất ẩn chứa nguyên do, ta chỉ là một ấp chủ video bình thường, có tài đức gì để cho tổng giám đốc Bùi coi trọng như vậy? chẳng lẽ là trong chuyện này có âm mưu gì kiều lương cứ cảm thấy nụ cười của tổng giám đốc bùi ngồi đối diện có phần ý vị sâu xa không đơn thuần như vậy tiến độ chơi game tới đâu rồi bùi khiêm gắp chút thức ăn mỉm cười hỏi kiều lương thành thật trả lời đến thành trấn rồi à đã ra khỏi cái thôn đầu tiên rồi cơ à không tệ không tệ tiến độ khá nhanh nhỉ xem ra ngộ tính và thao tác của kiều lão thấp đều không tệ những game chịu khổ tương tự đều là mở đầu có vẻ khó khăn nhưng chỉ cần kiên trì thì về tổng thể thì càng đánh càng thuận mấu chốt là chuyển biến trong quan niệm. Nếu như quan niệm không thay đổi thì cả đời không ra khỏi thôn tân thủ cũng không có gì là lạ. Cũng giống như các game Souls khác quay đầu là bờ có thiết lập sau khi chết thì toàn bộ quái vật đều sống lại. Mấy ông tứ chi phát triển nếu như chỉ biết vội vàng sông lên thì có qua bao nhiêu lần, tiến độ game cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Nhưng nếu như có thể tìm được điểm mấu chốt thì chỉ cần cẩn thận vững bước mà tiến về phía trước thì tiến độ trò chơi sẽ nhanh hơn nhiều lần. Kiều Lương lần đầu tiên tiếp xúc với kiểu game này, tiến độ khi mới bắt đầu chậm là chuyện bình thường. Có điều, Nghĩ đến việc kiều lão thấp ở tân thủ thôn chịu khổ tới 8 giờ đồng hồ, Bùi Khiêm vẫn không khỏi nhếch nhếch môi, kìm lòng không đậu mà có chút buồn cười. Cảm giác chỗ khó chủ yếu là ở đâu? Bùi Khiêm tiếp tục hỏi. Chỗ mà kiều lão thấp cho là khó, nhất định phải gia tăng cường độ. Chỗ mà kiều lão thấp không thấy khó thì nhất định phải tăng độ khó lên cao. Kiều Lương không chút nghĩ ngợi nói, lực công kích của quái vật quá cao. Còn gì nữa không? Bùi Khiêm bỏ qua luôn điểm này. Còn có, Kiều Lương lâm vào trầm tư. Cảnh tượng bi thảm trải qua suốt 8 tiếng đồng hồ lần lượt được tái hiện lại trong đầu, ví dụ như chọc giận một tiểu quái rồi bị một đám tiểu quái vây đánh lúc đi tới một hẻm nhỏ thì đột nhiên bị tiểu quái bao vây quanh trước sau trái phải lúc trèo qua vách đá vực sâu thì bị tiểu quái đột nhiên lao ra đẩy xuống lịch sử 8 giờ phấn đấu quả thực chính là tràn đầy huyết lệ kiều lương cảm thấy mình tựa như là một con cá nằm trên thớt mặc người chém giết à không là mặc quái chém giết nghe kiều lương khóc lóc kể lể bùi khiêm cố gắng giữ cho vẻ mặt của mình nghiêm túc nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào thì cũng chỉ có thể nhìn thấy ở trên mặt kiều lương bốn chữ to gia tăng cường độ nghe kiểu lão thấp chính miệng nói ra trải nghiệm chịu khổ của mình bùi khiêm lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn ta tiêu nhiều tiền như vậy làm trò chơi này là vì cái gì không phải là vì ngày này sao mà kiều lương còn chưa nhận thấy vẻ mặt vi diệu của tổng giám đốc bùi hắn vẫn đắm chìm trong cảm xúc chịu khổ của mình khó lòng kiềm chế căng nhất chính là ở trong thành trấn có con tiểu quái không khác phu canh là mấy hai con một tổ một đứa cầm chiêng một đứa mang mõ những chỗ chúng đi qua thì tất cả tiểu quái đang ngủ mê đều sẽ thức tỉnh phải rất lâu sau mới có thể mê man thêm lần nữa ta muốn ám sát chúng kết quả hai đứa nó cầm theo đèn lồng ánh mắt cực kỳ khủng một đau là vạch máu của ta đã gần cạn luôn rồi ta vừa định chạy thế mà hai đứa nó còn biết dùng cả ám khí ta liền phụt bùi khiêm rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng kiểu lão thấp cứng đờ người tổng giám đốc bùi bùi khiêm hơi chút lúng túng thôi xong không nhịn nổi rồi chủ yếu là do kiểu lão thấp miêu tả quá nhập tâm sinh động như thật bùi khiêm thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ của hắn lúc gặp phải phu canh cầm đèn đồi chém thật sự là rất khó mà nghiêm túc được may mà với lúc này món ăn cũng lần lượt được bưng lên vì ta thấy món ăn được bưng lên nên mới vui thế nào 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 mời thầy kiều bùi khiêm vội vàng đem đĩa sushi nhím biển phục vụ vừa mới bưng lên đẩy về phía kiều lương ý bảo hắn mau ăn đi kiều lương lại càng cảm thấy lạ vẻ mặt tổng giám đốc bùi thật là lạ sao lại cảm thấy hắn đang có chút hả hê nhỉ nhìn ta chơi game mệt như chó hắn lại có vẻ rất là vui nhỉ bà nãy còn không nhịn được mà cười ra tiếng chẳng lẽ tổng giám đốc bùi ngàn dặm xa xôi mời ta tới đây chính là vì nhìn ta chịu khổ còn một bản thức ăn ngon này là do lương tâm trỗi dậy kiểu lương không khỏi sinh lòng hoài nghi kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người